Lời nói đầu tiên, tôi xin phép đại diện những người thực hiện ebook xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã vào trang sách nói mỗi tuần và lắng nghe audiobook Trí nhớ không giới hạn của tác giả Kevin Hosley. Nếu có điều kiện, xin mời các bạn vui lòng đến nhà sách gần nhất và mua cho mình một cuốn Trí nhớ không giới hạn để ủng hộ cho tác giả Kevin Hosley và nhà xuất bản thế giới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Trí nhớ không giới hạn. Cách sử dụng chiến lược tiên tiến để học nhanh hơn, nhớ nhiều hơn và làm việc năng suất hơn. Tác giả Kevin Horsley, Lê Liên Hương dịch. Tác phẩm được xuất bản bởi Alpha Book và nhà xuất bản thế giới. Giới thiệu về tác giả Kevin Horsley. Grand Master of Memories là một trong số ít những người trên thế giới nhận danh hiệu nhà vô địch trí nhớ thế giới, có khả năng nhớ được 10.000 chữ số thập phân của số pi. Ông đã hai lần lập kỷ lục thế giới trong cuộc thi đỉnh Everest của trí nhớ, thử thách trí nhớ. Kevin đồng thời là diễn giả quốc tế chuyên nghiệp và hỗ trợ các tổ chức cải thiện việc tiếp xúc, tiếp thu kiến thức, thúc đẩy động lực, tính sáng tạo và tư duy. Tìm hiểu thêm về Kevin tại www.supermemory.co.za. Lời đề tặng. Cuốn sách này dành tặng cho Eloy Cooper. Tôi bày tỏ lòng biết ơn vì những đóng góp của bạn cho cuốn sách này và cảm ơn rất nhiều vì tất cả những khích lệ và ủng hộ dành cho tôi trong cuộc sống. Lời nói đầu. Với cuốn sách này, Kevin thổi hồn cho những nguyên tắc có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Tôi tự tin nói như vậy vì đã học và thực hành những phương pháp này trong chính cuộc sống của mình. Chúng có thể làm biến đổi nhiều lĩnh vực đời sống cùng với sự tồn tại của bạn đến mức tôi tự hào vì những đóng góp nhỏ bé cho công trình này. Thời còn đi học miệt mài để trở thành bác sĩ y khoa, tôi đã không biết đến những phương pháp này và thành tích học tập của tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi bỏ nhiều thời gian vật lộn với những mẫu thông tin ngẫu nhiên và phải rất chật vật mới hiểu được chúng. Vấn đề không phải liệu tôi có hiểu được hay không, mà là đáng lẽ tôi có thể hoạt động hiệu quả hơn nhiều trong quá trình học tập để lấy được bằng cấp. Tôi bắt gặp các phương pháp của Kevin lần đầu tiên khi đang được đào tạo để trở thành chuyên gia y khoa. Nó đã thay đổi hoàn toàn cách tôi tiếp cận việc học và cách tôi quản lý thông tin hiện nay, với thành tích là sinh viên đạt điểm A ở tất cả các môn, một lợi ích tăng thêm. Tôi chân thành bổ sung thêm mẫu thông tin này cho tác giả của cuốn sách. Tôi không đột nhiên trở thành sinh vật thông minh nào đó. Tôi quyết định thay đổi nhận thức của mình về trí nhớ. Với cấu trúc và mục tiêu mới tìm ra này, tôi đã phát hiện ra tiềm năng nội tại mà chưa bao giờ nghĩ sẽ khả thi. Sau khi nhận ra các tác động của những nguyên tắc này trong đời sống học tập, tôi bắt đầu áp dụng nó vào cuộc sống thường ngày. Thật là một hành trình tuyệt vời. Tôi có được những trải nghiệm lớn hơn nhiều so với việc chỉ học để kiểm soát được thông tin. Cuối cùng, nó giúp tôi tự tin hơn và kết quả nó mang lại không giới hạn trong một lĩnh vực cuộc sống. Tôi vinh hạnh được gặp trực tiếp Kevin và nguồn động lực lớn lao đã đến với tôi khi chứng kiến những thông tin viết trong cuốn sách này được thể hiện rõ ràng trong cuộc sống của ông. Sau nhiều năm nghiên cứu, trải nghiệm và đạt được thành tựu, Kevin chia sẻ với chúng ta các phương pháp làm thay đổi cuộc sống theo cách dễ hiểu và thiết thực. Khi quyết định tận dụng những phương pháp này và biến chúng thành của mình, bạn sẽ giải phóng được tiềm năng vô tận để không chỉ cải thiện trí nhớ mà còn cả cuộc sống của mình. Tiến thị Marius A. Wedmore. Chương 1. Giới thiệu. Bước ngoặt lớn trong cuộc đời xuất hiện khi ta nhận ra mình có thể học bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành mọi mục tiêu tự đề ra. Nghĩa là chẳng có giới hạn nào cho việc bạn muốn trở thành ai, có gì hay làm gì. Brian Tracy. Cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu có thể học và ghi nhớ thông tin dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả? Hãy nghĩ về điều đó. Cuốn sách ngắn gọn và thật dễ đọc này sẽ đem đến một loạt cách tư duy và kỹ năng giúp tăng cường trí nhớ để kiểm soát việc học cũng như cuộc đời. Bạn sẽ tìm thấy nhiều phương pháp tuyệt vời, cả cũ lẫn mới, dựa trên hình mẫu của những trí tuệ ưu việt nhất thế giới trong lĩnh vực học nhanh và ghi nhớ nhanh. Cuốn sách cung cấp những thông tin mà trường lớp đã quên dạy bạn. Toàn bộ cách tiếp cận đều về việc vận hành chính não bộ của bạn,
Tôi tin rằng điều này chỉ khả thi khi có nền tảng trí nhớ. Hãy tưởng tượng, nếu bạn sinh ra mà không có một trí nhớ, bạn sẽ là ai? Chẳng là ai cả. Không có trí nhớ, bạn cũng chẳng có bất cứ điều gì khác. Nếu được hỏi, bạn là ai? Ngay lập tức, ta sẽ bắt đầu sắp xếp lại ký ức trong tâm trí để trả lời câu hỏi. Trí nhớ là chất keo gắn kết cuộc đời bạn. Mọi thứ tạo nên con người bạn hôm nay là nhờ trí nhớ đáng kinh ngạc. Bạn là sinh vật thu thập dữ liệu và trí nhớ là nơi cuộc sống trú ngụ. Nếu không có trí nhớ, bạn sẽ không thể học tập, suy nghĩ, có trí tuệ, sáng tạo hoặc thậm chí biết cách buộc dây giày. Bạn sẽ không thể có được kinh nghiệm trong bất cứ lĩnh vực nào vì xét cho cùng, kinh nghiệm cũng chỉ là một bộ sưu tập những trí nhớ. Chỉ khi nhớ được thông tin, bạn mới dùng được nó. Trong nhiều năm, người ta đã đặt sai tên cho trí nhớ. Họ gắn nó với việc học vẹt và nhồi nhét thông tin vào não bộ. Các nhà sư phạm đều nói phải hiểu thì mới học được. Nhưng làm sao để hiểu khi chẳng có thể nhớ? Mọi người đều có trải nghiệm này. Nhận biết và hiểu được thông tin nhưng không thể hồi tưởng khi cần. Chẳng hạn, bạn biết bao nhiêu câu chuyện cười, có khi đã nghe cả hàng nghìn chuyện, nhưng ngay lúc này chỉ có thể nhớ được 4 hoặc 5 chuyện. Có sự khác biệt lớn giữa việc nhớ được 4 câu chuyện cười với nhận biết và hiểu được hàng nghìn câu chuyện. Hiểu không có nghĩa là dùng được. Chỉ khi nhớ lại được, tức thì những gì mình hiểu thì ta mới làm chủ được tình thế. Trí nhớ có nghĩa là lưu giữ những gì học được. Nếu không thì, sao ban đầu phải bận tâm tới việc học? Một số người nói rằng chẳng cần trí nhớ tốt trong thời đại Google. Ken Jennings nói, khi đưa ra quyết định, cần phải có cơ sở thực tế. Nếu những cơ sở đó nằm trong đầu bạn, bạn có sẵn để dùng. Nếu mọi thứ đều ở đâu đó trên Google, bạn có lẽ chẳng thể đưa ra quyết định đúng đắn khi tình thế thôi thúc. Câu hỏi là, bạn đã từng hoặc định thế ai đó vì khả năng tra cứu thông tin trên Google không? Không. Bạn muốn người thạo tin và có kinh nghiệm. Bạn muốn người tự tin chắc chắn về điều mình biết. Không ghi nhớ thông tin là việc tốn kém và có thể nhận đến sự lúng túng hay đánh giá kém cỏi. Nếu phải liên tục tham khảo các ghi chú và sách hướng dẫn khi làm việc thì thật phí thời gian và trông chẳng chuyên nghiệp chút nào. Bạn có thể mua sản phẩm của một người quên mất tên bạn hay của một người nhớ được. Bạn có thể cho bác sĩ tiến hành phẫu thuật không nếu người đó liên tục tham khảo sách hướng dẫn hoặc nhìn vào iPad? Tất nhiên là không. Trí nhớ là nền tảng cho sự tồn tại. Nó xác định chất lượng của những quyết định mà ta đưa ra và do đó quyết định toàn bộ cuộc đời ta. Học và nhớ là hai tài sản kỳ diệu của trí tuệ con người. Học là khả năng tiếp nhận thông tin mới, còn nhớ sẽ lưu giữ thông tin mới theo thời gian. Trí nhớ là nền tảng cho mọi kiến thức học được. Nếu trí nhớ không được thiết lập, thì bạn chỉ đang ném thông tin vào một cái hố sâu hóm mà chẳng bao giờ sử dụng lại. Vấn đề ở đây là nhiều người không khơi gợi lại những điều họ biết, và rồi cứ học tới học lui, học rồi lại quên. Cải thiện được trí nhớ là cải thiện được mọi thứ. Bạn có thể tiếp cận thông tin nhanh và dễ dàng hơn, tạo ra cơ sở kết nối và liên kết hơn. Càng lưu giữ được nhiều sự kiện và ký ức đúng cách thì càng có nhiều khả năng tạo ra những mối kết hợp và kết nối độc nhất. Tăng cường trí nhớ cũng giúp củng cố trí tuệ cơ bản, vì trí tuệ dựa trên mọi sự kiện, con người và thực tế mà chúng ta có thể hồi tưởng. Càng nhớ nhiều, bạn càng có khả năng sáng tạo và thực hiện, vì hiểu biết thực tế luôn đi trước kỹ năng. Chỉ có thể đưa ra thông tin trên cơ sở biết nhiều thông tin hơn. Vì vậy, càng biết nhiều thì càng dễ hiểu được nhiều hơn. Hiện bạn có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, trí nhớ không thể cải thiện, bạn chẳng thể làm gì tác động đến năng lực bẩm sinh. Nhiều người chọn cách này bởi vì ta cần đến hàng nghìn giờ để rèn luyện, chứ không phải chỉ mất một giờ dạy cách cải thiện trí nhớ diệu kỳ là xong. Trường lớp chẳng dạy điều gì về bộ não đáng kinh ngạc cả. Khi lên 8, tôi nhận được lời khuyên từ một nhà tâm lý học đường. Ông nói có lẽ tôi bị một dạng tổn thương não bộ và muốn gửi tôi tới một lớp học giáo dục đặc biệt. Tôi mắc chứng khó đọc kinh điển, sinh ra đã không thể có trí nhớ tốt và không thể tập trung nên việc đọc và viết luôn là thách thức. Trong suốt quãng đời đi học, mẹ và bạn bè phải đọc chương trình học cho tôi nghe. Tôi ép mình phải học thuộc và những gì không hiểu, mà phần lớn là như thế, thì đúng là chẳng nhớ được gì. Tôi chẳng hề có tương lai bởi vì không hiểu được những gì được dạy. Suốt 12 năm học, tôi không thể tự đọc trọn một cuốn sách và tới năm cuối, tôi vẫn chẳng đọc được khá hơn mấy so với những gì khi tôi mới vào lớp 1. Nói ngắn gọn,
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể xoay sở để tốt nghiệp được trung học vào năm 1989. Vài năm sau đó, cuộc đời tôi thay đổi khi đi ngang qua một hiệu sách gần nhà. Cho tới tận tối hôm đó, tôi vẫn không tự đọc được trọn một cuốn sách nào, nhưng lại quyết định mua hẳn 3 cuốn. Tất cả đều là của tác giả Tony Buzan. Cuốn đầu tiên là Use Your Head, sử dụng trí tuệ của bạn. Cuốn thứ hai là Use Your Memory, sử dụng trí nhớ của bạn. Và cuốn thứ ba là The Speed Reading Book, sách dạy đọc nhanh. Nói thật là khi đó tôi quyết định bắt đầu với cuốn dạy đọc nhanh, rồi sẽ giải quyết nhanh 2 cuốn còn lại. Thế nhưng, đời không như là mơ. Tôi bắt đầu đọc sử dụng trí nhớ của bạn và nhận ra luôn có sự lựa chọn thứ hai. Đó là trí nhớ chỉ là một thói quen, mà thói quen thì có thể cải thiện thông qua rèn luyện và thực hành đúng cách. Tôi phát hiện ra những nguyên tắc cơ bản để cải thiện trí nhớ, và nếu kiên trì áp dụng thì tôi có thể đạt được kết quả tương tự với những bậc thầy ghi nhớ. Còn nếu không, sẽ chẳng được như thế. Tôi bắt đầu nghiên cứu tâm lý học và bất cứ gì vớ được trong lĩnh vực não bộ, trí óc và trí nhớ. Tôi nghiên cứu hàng trăm cuốn sách và băng ghi âm. Tôi cũng phỏng vấn những người có trí nhớ tuyệt vời. Trong suốt hành trình dài này, tôi đã khắc phục được mọi vấn đề về chứng khó đọc và đạt được trình độ đọc hiểu trung bình 4 cuốn sách một tuần. Những gì người bình thường cần nhiều tháng để thông thạo, tôi có thể học trong 1 giờ. Năm 1995, tôi quyết định tham gia giải vô địch trí nhớ thế giới. Đây là sự kiện thu hút những bậc thầy ghi nhớ giỏi nhất trên khắp thế giới và cuộc thi thử thách mọi khía cạnh của trí nhớ. Năm đó, sau khi giành được vị trí số 2 trong phần thi nhớ những từ ngẫu nhiên trong 15 phút, tôi xếp thứ 5 chung cuộc. Đây là bằng chứng cho thấy tôi đã vượt qua mọi thách thức của chứng khó đọc. Tôi cũng được Brain Trust trao danh hiệu bậc thầy ghi nhớ vào ngày 26 tháng 10 năm 1995 tại Hanbury Manor, thuộc thị trấn Ware, hạt Hertfordshire, Anh Quốc. Một danh hiệu được hoàng tử Philip của công quốc Liechtenstein đưa ra và đồng phê chuẩn. Xét tới những khó khăn trong quá khứ và số phát điểm của bản thân, tôi biết đời mình đã đổi hướng và sẽ chẳng bao giờ còn giống được như xưa. Năm 1999, tôi quyết định kéo căng sức mình và thậm chí thử thách hơn nữa khả năng của bản thân khi phá vỡ kỷ lục thế giới có tên gọi đỉnh Everest của thử thách trí nhớ. Tôi nhớ được 10.000 chữ số đầu tiên của số Pi. Số Pi đứng đầu mọi bài kiểm tra về tính ngẫu nhiên và nổi tiếng là không có giới hạn. 10.000 chữ số đầu tiên của số Pi được chia thành 2.000 nhóm, mỗi nhóm gồm 5 chữ số. Người kiểm tra sẽ gọi ngẫu nhiên một dãy gồm 5 dãy số bất kỳ và tôi phải trả lời bằng một dãy 5 chữ số đứng trước hoặc sau số được chọn. Phải làm như vậy 50 lần. Kỷ lục được tính dựa trên khoảng cách thời gian cần để hoàn thành bài thi. Tôi đã phá vỡ kỷ lục trước đó nhanh hơn 14 phút. Tại sao tôi lại làm vậy ư? Chủ yếu là do người ta bảo rằng không có cách nào làm được thế. Và đó là toàn bộ cuộc đời tôi. Phá vỡ các giới hạn và chỉ ra trí nhớ của chúng ta có khả năng gì. Kể từ đó, tôi đã đào tạo, giảng dạy và huấn luyện cho mọi người cách ghi nhớ thông tin quan trọng cần thiết cho cuộc sống và niềm vui thích học tập có sẵn trong mọi người. Nhiều người nói tôi có trí nhớ chụp ảnh. Chú thích: Photographic Memory, khả năng ghi nhớ chính xác đến từng chi tiết những gì được nhìn thấy trước đó. Hết chú thích. Nhưng điều đó không đúng. Chỉ là tôi khám phá ra nhiều bí mật về trí nhớ, đồng thời có khả năng sử dụng và biến những phương pháp này thành của riêng mình. Tôi kể những điều này không phải để khoe mẽ, mà muốn nhấn mạnh rằng tiềm năng làm chủ trí nhớ của mỗi người là như nhau. Vấn đề không phải xuất phát điểm của bạn thế nào, mà bạn sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục làm điều hay làm, ta sẽ nhận được điều luôn nhận được. Cần hành động khác biệt để nhận được điều khác biệt. Do đó, cảnh báo là làm chủ trí nhớ đòi hỏi phải có lối tư duy khác biệt. Đừng đánh giá hoặc tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuốn sách này, mà hãy tìm kiếm giá trị. Khi đánh giá thông tin, bạn đang tự ngăn cản bản thân học hỏi. Bạn có thể đánh giá phương pháp, chỉ trích chúng, thử cách tiếp cận khác, nhưng tôi thề là bạn sẽ không thể đạt được kết quả như các bậc thầy trí nhớ nếu không áp dụng các nguyên tắc này. Tôi muốn bạn đọc với tâm trí cởi mở. Tôi chẳng hề nghi ngờ chuyện mọi thứ được học từ cuốn sách này sẽ có tác dụng và hiệu quả đến không ngờ. Tôi sắp chia sẻ những phương pháp mà chính các bậc thầy trí nhớ sử dụng. Đây chính là chiến lược của cuốn sách. Cuốn sách này được chia làm 3 phần, gồm 4 chìa khóa hay các chữ C để cải thiện trí nhớ. Phần đầu nói về sự chú ý tập trung,
Phần 2 nói về cải thiện khả năng chế tạo hình ảnh và chấp nối chúng lại. Chìa khóa cuối cùng là hình thành thói quen bằng cách chăm chỉ sử dụng liên tục. 4 chữ C này là giải pháp cho mọi vấn đề trí nhớ thường gặp hoặc sẽ gặp trong tương lai. Một số ví dụ trong cuốn sách này được lấy từ quá trình phát triển của bản thân và các cuốn sách kinh doanh, nên bạn không chỉ cải thiện được trí nhớ mà còn học được một số khái niệm then chốt có thể sử dụng trong quá trình phát triển bản thân. Tôi sẽ dạy bạn cách chuyển đổi thông tin vô vị thành thứ gì đó thực tế và có tổ chức tốt. Nghĩa là thông tin sẽ trở nên có ý nghĩa và được sử dụng thay vì loại bỏ. Tôi không nói về việc học vẹt mà là cách lưu trữ thông tin khác biệt đem lại kết quả tốt hơn nhiều. Mục tiêu của cuốn sách là cải thiện việc học và hiểu. Có nhiều cuốn sách viết rất vòng vo, cuốn này thì khác. Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề và tiết kiệm cho bạn cả thời gian lẫn năng lượng. Mục tiêu của tôi là chỉ ra thế giới cải thiện trí nhớ hiệu quả theo cách tôi từng mong ước ai đó dạy mình. Đừng chỉ dừng lại ở việc đọc, hãy thử nghiệm các khái niệm và biến nó thành một phần của tư duy và cuộc sống của chính bạn. Nếu đã sẵn sàng, hãy lật sang bài đầu tiên và giải phóng sức mạnh của trí nhớ. Phần 1. Chú ý tập trung. Lời khuyên tốt nhất tôi từng gặp về chủ đề tập trung là: bạn ở đâu, cứ ở đấy. Jim Rohn. Chương 2. Xin thứ lỗi. Không thể bay cùng đại bàng nếu cứ giao du với lũ gà Tây. Zig Ziglar. Trước khi bắt đầu, hãy nghĩ xem lý do bạn thoái thác việc đọc hết cuốn sách này là gì. Nếu quyết định đọc hết, bạn lấy cớ gì để chưa vội áp dụng thông tin sắp đọc được? Tôi hiểu chưa chắc bạn đã biết mình sẽ học cái gì, nhưng luôn có sẵn cả đống lý do xếp hàng dày đặc, phải không? Hãy dành thời gian nghĩ về chúng và viết hết ra. Đây cũng chính là những lý do bạn hay sử dụng để tự ngăn bản thân học hỏi điều gì mới mẻ. Bạn có thể đạt được thành công hoặc đưa ra cái cớ gì đó, nhưng không thể có cả hai. Những người có khả năng đọc nhanh chỉ tập trung vào thông tin và các kỹ năng quan trọng. Lý do chẳng có ý nghĩa gì ở đây và chúng bị coi là virus. Thứ duy nhất ngăn ta đạt được điều mong muốn trong cuộc đời chính là những lý do ta không ngừng tự nói với bản thân. Bạn sẽ là ai nếu không có lý do lý trấu? Hãy nghĩ về điều đó. Mọi lý do bạn chấp nhận đều sẽ khiến bạn kém cỏi hơn. Viện lý do sẽ ngăn cản ta tập trung và chú ý. Khi lấy lý do để không học điều gì đó mới mẻ, bạn đang phong tỏa khả năng tập trung và năng lượng của mình. Luôn nhớ rằng, chú ý đặt ở đâu, năng lượng đổ vào đó. Dưới đây là một vài lý do thông thường nhất mọi người hay sử dụng để chối bỏ năng lực. 1. Tôi vô dụng. Tôi không đủ thông minh. Tôi vốn không phải vậy. Tôi không có thời gian thực hành thông tin. Thời gian luôn ở đó, bạn chỉ cần sắp xếp hợp lý. Tôi không có gen tốt. Làm sao bạn thực sự biết điều đó? Tôi ngày càng có tuổi, tôi không thể làm gì với trí nhớ của mình. Bạn không thể dạy chó già làm trò mới. Tin vui là bạn không phải là chó. Đổ lỗi cho người khác. Bố mẹ bảo tôi dốt. Tôi cần được hỗ trợ để phát triển những kỹ năng. Đó là do cuốn sách. Tôi nên trải nghiệm chủ đề này trong một hội thảo chuyên đề thì hơn. Đổ lỗi cho ai đó hay thứ gì gây ra cảm xúc tiêu cực. Hãy giải phóng tâm trí. Luôn có hai sự lựa chọn đối với cuộc sống và trải nghiệm. Hoặc rút ra bài học, hoặc đổ lỗi. Quyền lựa chọn là của bạn. 3. Quá nhiều áp lực. Có quá nhiều thứ phải học. Tôi phải thay đổi tư duy. Cuốn sách yêu cầu tôi làm quá nhiều thứ. Sẽ khó đây. Chúng ta biện minh cho việc sống đời tầm thường. Chúng ta giải thích tại sao không thể làm cái này, làm cái kia. Viện lý do để không phải chịu trách nhiệm. Hãy ngừng chối bỏ năng lực bản thân với kiểu lý do lý trấu đó. Lý do bạn đưa ra có thật không? Bạn có chắc chắn 100%? Lý do nào thực sự nâng cao và khích lệ cuộc đời bạn? Bạn đâu chỉ biết đến mỗi việc viện cớ thôi, phải không? Hãy vứt bỏ chúng. Richard Bach từng nói: cứ lấy hạn chế của bản thân đi biện minh, rồi chắc chắn chúng sẽ trở thành con người bạn. Nếu bạn không sử dụng thông tin trong cuốn sách này, thì đó chỉ là bởi chính bạn, không phải ai khác ngoài bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho việc học của mình.
người liên đới nhiều nhất tới những gì xảy ra với bạn là chính bạn. Một khi đã tin vào giới hạn của bản thân, tức là cuộc đời đã bị hạn chế. Cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung không chỉ làm việc nhiều hơn, mà còn cả làm ít đi. Thật tuyệt vời khi quyết định rũ bỏ mọi lý do, phán xét và phàn nàn, để rồi nhận ra mình có thể học một kỹ năng mới nhanh đến thế nào. Nếu kiên trì thay đổi cách tiếp cận và nuôi dưỡng mong muốn học hỏi thông tin, bạn sẽ làm chủ được nó. Hãy hành động. Nếu cứ bấu víu vào các lý do, cuộc đời bạn 5 năm nữa sẽ khác gì bây giờ? Bạn sẽ trở thành người thế nào nếu không viện lý do? Hãy nạp mọi kiến thức với tư duy mới này. Hãy nhớ tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Đó không phải là sự thật. Hãy thay đổi chúng. Điều quan trọng hơn là viện cớ để khỏi khám phá tiềm năng của bản thân, hay chọn trở thành người giỏi nhất có thể. Tại sao học cách giải phóng trí nhớ? Tại sao quan trọng? Hãy nghĩ về điều đó và ghi ra càng nhiều lý do càng tốt. Đặt ra câu hỏi lớn, tại sao? Khi Darren Hardy nói, chúng ta cần sức mạnh của việc đặt câu hỏi tại sao, chứ không phải sức mạnh ý chí. Chương 3. Đừng bao giờ tin lời nói dối. Trí óc chính là giới hạn. Chừng nào trí óc còn có thể tưởng tượng ra điều gì bạn có thể làm, thì bạn có thể làm được điều đó, miễn là tin tưởng 100%. Arnold Schwarzenegger. Xưa kia, có một con cá sống trong ao. Một hôm, nó gặp một con cá khác từng sống ở biển cả. Con cá sống ở ao hỏi, biển là gì? Và con cá sống ở biển đáp, đó là một vùng mênh mông, nước lớn hơn cái ao này triệu triệu lần. Từ đó, con cá sống trong ao chẳng bao giờ nói chuyện với con cá sống ở biển nữa, vì nó nghĩ con cá kia nói dối. Bài học rút ra là gì? Niềm tin vào khả năng tập trung và trí nhớ có thể hạn chế sự thật. Nhiều người chẳng bao giờ biết được tiềm năng thực sự vì quyết định nuôi dưỡng quan điểm hạn chế về bản thân của mình. Nếu những niềm tin tiêu cực về khả năng tập trung, về trí nhớ, về tiềm năng của bạn hoàn toàn không đúng thì sao? Bạn sẽ thế nào nếu không có những niềm tin này? Richard Bandler nói, niềm tin không liên quan đến sự thật, niềm tin liên quan đến việc tin tưởng. Chúng là chỉ dẫn cho hành vi của ta. Chúng ta luôn bảo vệ niềm tin. Nếu tin rằng mình có trí nhớ tồi, bạn sẽ luôn hành động và suy nghĩ đúng theo niềm tin ấy. Sự chú ý ở đâu, năng lượng sẽ đổ vào đó. Nếu muốn cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, bạn cần tạo ra một hệ thống niềm tin để truyền sức mạnh cho chúng. Hãy tưởng tượng có trái đất 1 và trái đất 2. Hai hành tinh giống nhau về mọi thứ, nhưng chúng ở những chiều không gian khác nhau. Anh A sống ở trái đất 1, còn anh B sống ở trái đất 2. Trông họ giống nhau, nói cùng một kiểu, sống trong một môi trường tương tự, hưởng cùng một nền giáo dục, thậm chí về não bộ và hệ thống thần kinh của họ cũng y như nhau. Mọi thứ đều giống nhau, duy chỉ có một thứ là khác. Anh A tin rằng mình có trí nhớ tồi tệ. Anh luôn nói với mọi người, sự chú ý của tôi phân tán khắp mọi nơi, nó giống như những con kangaroo nhảy nhót khắp tâm trí tôi. Tôi luôn quên mọi thứ, tôi nhớ tên rất tệ, trí nhớ của tôi ngày một kém đi. Trí nhớ của tôi đầy rồi, tôi bị đạn trí, tôi thật dốt nát. Não của bạn rồi sẽ đầy ắp, vì vậy đừng học quá nhiều. Anh A ghét phải học, anh không khó hứng thú với việc ghi nhớ vì nghĩ rằng mình sẽ quên. Anh B tin rằng mình có trí nhớ tuyệt vời, trên thực tế là một trí nhớ đặc biệt hiếm có. Anh luôn nói, tôi chọn cách tập trung sự chú ý, nó giống như một tia laser vậy. Cải thiện trí nhớ là điều quan trọng. Hãy xem tôi nhớ được nhiều thế nào. Tôi lưu giữ hàng triệu tỷ ký ức trong trí nhớ. Trí nhớ tôi ngày càng tốt hơn. Tôi hứng thú với việc nhớ tên. Tôi sáng dạ. Trí nhớ tôi có khả năng lưu giữ và gợi nhớ hàng núi thông tin. Nó chỉ là một chiếc container có đặc tính, càng nhét nhiều, càng chứa được nhiều. Anh B thích học hỏi. Anh muốn ghi nhớ và rèn luyện trí óc. Nào, bạn nghĩ ai sẽ có trí óc tốt hơn? Đương nhiên là anh B. Khác biệt duy nhất giữa anh A và anh B nằm ở đâu?
đó chính là niềm tin. Theo bạn, niềm tin của ai đúng? Câu trả lời là cả hai đều đúng. Chỉ cách nghĩ khiến mọi việc trở nên đúng hoặc sai. Anh A và anh B đều có niềm tin. Cả hai đều có những sự trải nghiệm hay ý nghĩ củng cố cho niềm tin đó. Sự khác biệt duy nhất là anh A đặt trọng tâm vào điều tiêu cực và gây nản chí. Anh tự sắp sẵn thất bại. Anh B tập trung vào điều tích cực và mang tính khích lệ. Anh tự sắp đặt thành công. Cả anh A và anh B đều chọn niềm tin cho riêng mình. Không phải tác động bên ngoài quyết định kết quả của những niềm tin đó. Chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn điều sẽ chú tâm. Và cuối cùng, nó xác định niềm tin ta mang theo. Niềm tin là cảm giác chắc chắn và bạn tin thế nào thì sẽ trở thành thế đó. Niềm tin và ý nghĩ tiêu cực đặt ra trở ngại cho khả năng tập trung và ghi nhớ. Trừ phi quyết định chịu trách nhiệm và thay đổi những ý nghĩ mà bạn không ngừng từ chối, nhét vào đầu mình, bạn sẽ không thể phá vỡ quá trình hình thành phản xạ có điều kiện tiêu cực. Mỗi một ý nghĩ đều có tính sáng tạo, nó có sức mạnh xây dựng lẫn hủy diệt. Đa số đều không nhận ra rằng khi dùng những nhóm từ mang tính hoài nghi, ta đang tự thiết lập các tiêu chuẩn cho chính mình. Những tiêu chuẩn này trở thành kỳ vọng và cuối cùng sẽ trở thành những lời tiên tri tự ứng nghiệm. Dưới đây là ví dụ về điều xảy ra với khuôn mẫu niềm tin tiêu cực. Dưới đây là một vòng tròn luẩn quẩn, gồm có 5 điều theo thứ tự như sau. 1. Tôi không giỏi nhớ tên. 2. Đây là phương pháp tốt nhất. 3. Nó không hiệu quả với tôi. 4. Tại sao không? 5. Bởi vì. Niềm tin hạn chế sẽ khiến ta mắc kẹt trong chiếc thòng lọng. Tâm trí cứ lẩn quẩn và ngăn ta học điều gì mới mẻ. Niềm tin hoặc sẽ thúc đẩy, hoặc sẽ ngăn cản. Tóm lại, mỗi ý nghĩ và lời nói hoặc sẽ làm lợi, hoặc sẽ chống lại ta. Mỗi ý nghĩ ta khẳng định là đúng sẽ nhân lên gấp bội và trở thành niềm tin. Khi thay đổi niềm tin là bạn thay đổi cấu trúc tâm lý và do đó thay đổi cả cuộc đời. Nói cách khác, chúng ta tin điều được dạy và không chất vấn niềm tin vì chúng ta không muốn nghi ngờ nguồn gốc. Hãy tự hỏi, mình sẽ nghi ngờ ai khi thay đổi niềm tin về tâm trí, khả năng tập trung, trí nhớ của bản thân và tại sao nghĩ rằng điều này đúng? Người ta có xu hướng tin rằng niềm tin của mình hoàn toàn đúng, nhưng kỳ thực chúng chỉ đúng với họ mà thôi. Chỉ vì không thể làm điều tốt hơn, không có nghĩa là điều đó bất khả thi. Hãy xác định những niềm tin tự giới hạn bản thân, rồi sau đó đặt câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu chúng chặn đúng chứ nào? Và chỉ nhớ rằng những giới hạn trong hệ thống niềm tin sẽ luôn ngăn cản ta nhìn thấy bất cứ lựa chọn thay thế hiển nhiên nào khác. Nếu lựa chọn thay đổi niềm tin, đây là cách bạn có thể làm. Thứ nhất, 80% việc thay đổi điều gì đó liên quan đến lý do tại sao muốn thay đổi và chỉ có 20% là về cách thực hiện. Hãy chịu trách nhiệm, đơn giản là có lý do và đưa ra quyết định rằng bạn muốn thay đổi niềm tin của mình. Thứ hai, chất vấn niềm tin. Có một vài điều trước đây bạn từng tin bằng cả trái tim, nhưng giờ lại không còn tin nữa. Tại sao? Vì bạn nghi ngờ chúng. Nếu như từ lâu lắm rồi một giáo viên nói với bạn bạn đản trí, thì điều đó không có nghĩa là bạn phải biến lời nói này thành sự thật. Khi đó bạn còn trẻ, ít trải nghiệm và không có khả năng chất vấn người có uy quyền. Giờ đây, khi có lợi thế về tuổi tác, bạn có khả năng chất vấn đánh giá của người đó về bạn hồi trẻ. Hãy tự hỏi những câu như: tôi phải trả bao nhiêu cho niềm tin này nếu bám víu lấy nó? Tôi có phải giữ nó không? Liệu nó có đúng không? Tôi có thể chắc chắn 100% nó đúng hay không? Thứ ba, tạo ra niềm tin mới và nghĩ về những trải nghiệm, nghiên cứu và ý nghĩa để khẳng định nó. Khi thay đổi niềm tin, bạn để cho mình trải nghiệm thêm tiềm năng của bản thân và tạo ra những khả năng mới. Thứ tư, thường xuyên sử dụng niềm tin mới và biến nó thành một phần bản sắc của mình. Niềm tin chỉ là những câu chuyện mà ta chấp nhận là đúng về mình. Chỉ cần quyết định thay đổi câu chuyện. Spencer Law nói: niềm tin không phải là hình xăm
mà chỉ như quần áo, có thể tùy ý mặc vào, cởi ra. 5 niềm tin cốt lõi bạn có thể mặc vào ngay là: 1. Tôi sinh ra đã có khả năng tập trung cùng trí nhớ khác thường. Bạn vốn đã là tất cả những điều gì cần phải trở thành, Maxwell Maltz từng nói. Đừng dung thứ một phút nào cho ý tưởng rằng bạn bị ngăn cản đạt được bất cứ thành tựu gì vì không có năng khiếu hoặc khả năng bẩm sinh. Đây là lời nói dối thuộc loại lớn nhất, một kiểu biện minh đáng buồn nhất. Bạn không cần thêm bất kỳ điều gì, chẳng cần tài năng hay liều thuốc đặc biệt nào để có được khả năng tập trung khác thường hoặc một trí nhớ tuyệt vời. Tất cả những gì bạn cần là tinh thần sẵn sàng học hỏi, một phương pháp và kỷ luật tự giác. 2. Cải thiện trí nhớ là điều quan trọng. Người thành công tin rằng điều họ làm là quan trọng và đáng làm. Với niềm tin này, người ta chuyển từ hứng thú sang tận tâm. Hãy hình dung việc sống mà không có trí nhớ trong một tuần, bạn sẽ không có khả năng làm bất kỳ điều gì. Mọi thứ bạn hiểu, bạn nói và làm đều nhờ trí nhớ. Đó là chức năng thần kinh quan trọng nhất, và nếu cải thiện nó, bạn sẽ cải thiện được cuộc sống. 3. Tôi có năng lực siêu nhiên. Trí nhớ của tôi không có giới hạn. Hãy nghĩ xem trí nhớ của bạn vốn đã lưu được bao nhiêu dữ liệu, số liệu, câu chuyện, trò đùa, kinh nghiệm, từ ngữ, tên và địa điểm. Hãy nghĩ xem bạn cần một trí nhớ siêu phàm ra sao. Chỉ để có một cuộc hội thoại, bạn phải nghe, tạo ra ý nghĩa từ điều mới nghe được, rồi lục tìm trong trí nhớ của mình để có câu trả lời. Dù toàn bộ chiếc máy tính hiện có được kết nối với nhau cũng không thể tạo nên kỳ tích này. Bạn sẽ thấy được khả năng khó tin của mình một khi học được các phương pháp cải thiện trí nhớ. 4. Không có thất bại, chỉ có thông tin phản hồi. Nắm bắt khoảng cách trí nhớ của bạn làm điều đúng đắn. Một trong những cách tăng cường niềm tin tốt nhất là tự hỏi bản thân: trí nhớ phục vụ tôi thế nào? Ngày hôm nay nó giúp ích được gì? Nói chung, người ta chỉ chú trọng vào lúc trí nhớ phạm sai lầm, do đó khiến nó trở nên kém cỏi hơn. Tập trung vào thế mạnh của mình và thay đổi cách tiếp cận khi thông tin phản hồi hoặc kết quả không như mong muốn. 5. Tôi không biết gì hết. Nghĩ rằng bạn biết mọi thứ cần biết về điều gì đó thực sự không hề có ích, vì nó ngăn cản ta học những điều mới mẻ. Lắng nghe và trở nên hứng thú với các luận điểm khác nhau, đón nhận sự thay đổi cũng như những điều mới mẻ. Hãy để thông tin đến với mình, mở rộng mọi kênh tiếp nhận thông tin. Hãy quyết định rằng giờ đây bạn sẽ chỉ nạp vào tâm trí những điều tốt đẹp, tiếp nhận và mặc thử nhiều niềm tin mang tính khích lệ nhất có thể. Hãy sử dụng chúng và theo dõi cuộc đời của mình theo hướng mới. Hành động ngay. Xác định những niềm tin khiến ta tự giới hạn bản thân. Chất vấn những niềm tin này và tự hỏi: có phải mình không thể cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ, hay chỉ vì mình không dành thời gian để làm điều đó? Bạn tin vào điều gì khác về trí óc và tiềm năng? Ghi nhớ câu nói của Jim Rohn: nếu không thích hoàn cảnh hiện tại, hãy thay đổi nó. Bạn đâu phải cái cây. Chương 4. Ở ngay đây. Dồn hết tâm trí vào việc bạn đang làm, các tia nắng mặt trời cũng không đủ sức thiêu cháy cho đến khi hội tụ vào một điểm. Alexander Graham Bell. Chúng ta đều có tài, ai cũng có được phú cho khả năng nghĩ về suy nghĩ của mình. Bạn có khả năng tập trung suy nghĩ để cải thiện bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Bạn kiểm soát được cái mà mình quyết định chú tâm tới. Bạn có thể cứ để môi trường xung quanh lôi kéo sự chú ý của mình, hoặc quyết định dẫn dắt nó. Nhiều người tin rằng siêu tập trung là một trạng thái kỳ diệu mà chỉ có số ít người may mắn bẩm sinh có. Ví dụ, nói có cơ bắp cuồn cuộn là thứ trời phú. Liệu bạn có đồng tình? Tất nhiên là không. Vì chúng ta đều biết hàng trăm giờ luyện tập trong phòng gym mới có được như vậy. Thế mà người ta lại coi khả năng chú ý là điều hoặc sẵn có hoặc không có. Khả năng tập trung giống như bất cứ điều gì khác trong cuộc sống là do luyện tập mà thành.
Khả năng tập trung hình thành từ nhiều lựa chọn nhỏ được kiên trì thực hành. Nghiên cứu não bộ hàng ngày cho thấy não bộ liên tục thay đổi khi được học điều gì đó mới mẻ. Những người tự giới hạn khả năng tập trung của mình chắc hẳn vẫn phải đa bám theo mô hình não bộ không thể thay đổi. Chúng ta biết rằng khả năng tập trung có thể cải thiện và cần được cải thiện. Bạn vốn đã sẵn có mọi thứ để kiểm soát tâm trí lúc nào cũng nhảy nhót, loạn xạ và lấy lại sức mạnh của mình. Hãy xem lịch trình rèn luyện sự tập trung hàng ngày của một người bình thường. Thức dậy mỗi sáng, chẳng chút bình yên, thường với một bài hát ầm ĩ hay tiếng chuông báo thức om sòm. Kiểm tra tin nhắn, chỉ để biết có ai nhớ tới mình. Sau đó nhảy khỏi giường, lao vào nhà tắm và ở trong đó nghĩ về một tá điều cần phải lo lắng, cần phải làm. Thật không may thay, họ chẳng tự xoay cho mình đủ thời gian để sẵn sàng, chỉ kịp xoay sở để có một bữa sáng qua loa, không lành mạnh và lấp đầy dạ dày bằng cà phê. Họ lên ô tô, bật radio, gọi điện thoại, thậm chí cố gửi những tin nhắn trong khi di chuyển. Tất cả đều tức giận và nhặng xị về giao thông. Giao thông vẫn thế và sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng họ nghĩ nó cần phải thay đổi. Tóm lại, chúng ta lo lắng và đổ tâm trí vào hàng triệu thứ lẽ ra đều có thể đợi được tới thời điểm thích hợp, nhưng để sự tập trung bị đẩy đưa theo đủ mọi hướng. Hãy tưởng tượng sự chú ý của bạn là một vận động viên Olympic. Vận động viên của bạn có khả năng cạnh tranh chứ? Sở dĩ khả năng chú ý và tập trung của chúng ta không thể tuyệt vời là bởi vì chúng ta không rèn luyện nó. Chúng ta không ngừng chuyển kênh tâm trí và chẳng bao giờ dừng lại một kênh nào đủ lâu. Ngày nay, chúng ta đều chỉ chú ý tới nửa vời hầu hết mọi thứ mình làm. Chúng ta sống trong ảo tưởng hành động và nghĩ rằng bận rộn chứng tỏ mình rất cừ. Bận rộn đôi khi chỉ là chần chừ trá hình. Bận rộn có thể khiến bạn cảm thấy tuyệt vời, nghĩ rằng mình làm việc hiệu quả hơn, nhưng đến cuối ngày nhìn lại mới biết chẳng được điều gì ra hồn cả. Chúng ta cố nén tâm trí sao cho có thể chú ý tới nhiều thứ một lúc, và sự chú ý của chúng ta đang bị phân tán. Rèn luyện khả năng tập trung chẳng khó đến vậy. Bạn chỉ cần phải học cách trở nên thư thái hơn và tìm ra thời điểm. Bạn phải học cách biết mình đang ở đâu. Khi ở chỗ làm, hãy ở chỗ làm. Khi ở nhà, hãy ở nhà. Pythagoras từng nói, hãy học cách yên lặng. Hãy để tâm trí tĩnh lặng của bạn lắng nghe và thấm, hấp thụ. Chúng ta hãy để tâm trí bị choáng đầy các kiểu xung đột và tách bản thân ra khỏi khoảng cách thực tại. Bạn có từng cãi vã với ai đó ở nhà, sau đó tới chỗ làm và cả ngày chẳng thể tập trung nổi hay chưa? Xung đột xô đẩy tâm trí bạn theo chiều hướng. Khi có xung đột, tâm trí bạn sẽ rong ruổi khắp mọi nơi. Xung đột là thế, đối nghịch với tập trung. Khi thư thái, bạn tận hưởng khoảnh khắc và tâm trí bạn giống như một tia laser. Sự thư thái và khả năng tập trung là một. Có 4 lĩnh vực mà bạn cần chú trọng để loại bỏ sự xung đột và tạo ra sự thư thái trong tâm trí mình. 1. Kiểm soát tiếng nói nội tâm. Có giọng nói nhỏ nào văng vẳng trong đầu bạn không? Nếu cảm thấy không chắc chắn, bạn có thể sẽ tự hỏi liệu mình có giọng nói nhỏ đó không nhỉ? Tất cả chúng ta đều có giọng nói nhỏ ấy. Nó có khả năng ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tập trung và đời sống của chúng ta. Bạn liên tục nói với bản thân những điều duy nhất chính là bạn bắt gặp mình làm gì đó sai trái. Hãy bắt đầu bắt gặp bản thân làm nhiều điều đúng đắn hơn. Ngày hôm nay, bạn tập trung tốt như thế nào và ở đâu? Bạn cần dừng việc tự trách mình trong lĩnh vực nào của đời sống. Tiếng nói nội tâm có khả năng đưa ra những chỉ dẫn để dẫn dắt bạn một cách đúng đắn. Đó chính là trung tâm kiểm soát giúp bạn giải thích và hiểu được thế giới của mình. Đừng đồng lõa với những tiếng nói sai trái. Tất cả những cảm giác tự ghét mình và xung đột đều chỉ là một ý nghĩ hay một giọng nói nhỏ. Vậy hãy thay đổi suy nghĩ. Nó chẳng giữ vững như bàn thạch đâu. Hãy nhớ, nếu bạn tự ra cho mình những mệnh lệnh tồi, thì những điều xấu sẽ xảy đến. 2. Ngừng ôm đồm. Chúng ta hủy hoại khả năng tập trung của mình bằng việc ôm đồm nhiều thứ một lúc và khiến sự thư thái biến mất. Làm nhiều việc một lúc hay đa nhiệm là chuyện hoang đường. Nếu quan sát một con sư tử cái săn mồi trong thế giới hoang dã, bạn sẽ thấy nó chỉ tập trung vào một con linh dương đầu bò. Nó không bao giờ tập trung vào hai con, vì biết nếu để vụt mất
cả hai thì sẽ gặp bất lợi. Nó chuyên tâm và làm mọi việc trong khả năng của mình để đạt được mục tiêu. Trong rập xiếc, khi huấn luyện sư tử, người ta đặt một chiếc ghế trước mặt chúng để kiểm soát hành vi. Chiếc ghế khiến lũ sư tử lúng túng và phân tán sự chú ý. Giờ đây, chúng phải để mắt tới tận 4 cái chân ghế. Vậy là chúng rơi vào trạng thái bị thôi miên. Con người cũng vậy. Não bộ chỉ thực sự tập trung được vào một thứ ở một thời điểm. Tập trung vào hai thứ cùng lúc là bất khả thi. Khi ôm đồm nhiều việc cùng lúc, thực ra là bạn đang nhảy hết từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác. Lúc nào bạn cũng chú tâm nửa vời và điều đó rất không hiệu quả. Chúng ta chỉ có thể làm tốt được một việc vào một thời điểm. Đa nhiệm là một trong những chuyện hoang đường gây tổn hại nhất. Chúng ta rèn luyện trí não để suy giảm khả năng tập trung. Nhiều người đơn giản là không thể chú tâm vào một khoảng thời gian dài hơn bình thường được. Tôi nghe nói một người bình thường nhìn vào điện thoại di động khoảng 50 lần một ngày. Chúng ta đọc thư điện tử, xem tin tức, lướt Facebook và Twitter, vân vân. Trong suốt khoảng thời gian lẽ ra phải dành cho gia đình và các mối quan hệ. Ngày nay, người ta thậm chí còn nói chuyện điện thoại khi đang lái xe. Vừa lái xe vừa nghe điện thoại khiến bạn đập phanh chậm hơn 0,5 giây. Nếu bạn đang đi với tốc độ 112 km/h thì 0,5 giây bạn đi được 15,5 m. Rất nhiều điều có thể xảy ra trong khoảng cách đó. Nếu bị sao nhãng khi lái xe, nguy cơ bạn gặp tai nạn cao hơn 9 lần. Khi điện thoại đổ chuông, bạn không nhất thiết phải nhắc nó lên. Đó là lý do người ta phát minh ra hộp thư thoại. Bác sĩ tư vấn về vấn đề thần kinh học Marilyn Spinger nói: đa nhiệm khiến cho người ta chậm đi 50% và bù lại mắc lỗi nhiều hơn 50%. Đa nhiệm tựa như cho não bộ của bạn dùng ma túy. Có cả một công trình nghiên cứu tổng thể chỉ ra rằng đa nhiệm tạo ra năng suất kém hơn, khiến người ta trở nên ít sáng tạo hơn và góp phần vào việc đưa ra những quyết định tồi tệ. Chúng ta cũng chẳng còn tự cho mình quyền được ngồi xuống và tận hưởng những phút giây. Blaise Pascal từng nói: những điều khốn khổ của nhân loại đều bắt nguồn từ việc không thể ngồi yên một mình trong phòng. Chúng ta lên xe và phải bật radio. Khi về nhà, chúng ta phải bật tivi. Khi xem tivi, chúng ta lại chuyển kênh liên tục, thậm chí còn chẳng chú ý tới những đoạn quảng cáo. Chúng ta không ngừng lấy xung đột lấp đầy trí nhớ mình. Đa số mọi người đều để cho sự chú ý bị lôi kéo theo nhiều hướng khác nhau mà hầu như không mấy ai dẫn dắt sự chú ý. Thiếu định hướng cho sự chú ý là điều hỗn loạn thực sự. Hãy ngừng tự lấn át bản thân bằng việc liên tục chuyển kênh tâm trí của mình. Hãy mài dũa trí tuệ bằng cách quay lại thói quen làm việc, một việc một lúc. Hãy khám phá lại giá trị của việc hoàn thành việc này rồi mới làm tiếp việc khác, thay vì chấp nhận chất lượng công việc đi xuống do ôm đồm nhiều thứ. Một công việc đặc biệt luôn đi kèm những khoảng thời gian cần tập trung sâu. Chẳng thể hoàn thành xuất sắc công việc với nỗ lực bị dàn trải. Nếu bạn toàn tâm toàn ý vào một việc, sức mạnh của não bộ và các nguồn lực cũng sẽ dồn vào đó. 3. Biết mình muốn gì. Khi tiếp cận thông tin, người ta thực sự không bao giờ biết mình muốn gì từ thứ đó. Họ không định hướng tâm trí. Hãy tham gia và hiện diện cùng với thông tin bằng cách tạo ra một bức ảnh rõ ràng trong trí óc. Ảnh hưởng của trí tò mò. Câu hỏi chính là lời giải cho việc cải thiện tính tò mò. Trước khi đọc hoặc tìm hiểu bất cứ điều gì, hãy tự hỏi mình những câu mang tính thúc đẩy. Đa số mọi người đều hỏi những câu không thôi thúc họ phải hành động. Họ nhìn vào cuốn sách và nói những câu như: tại sao phải đọc cuốn sách này? Có quá nhiều thứ để đọc. Trong cuốn sách thực sự chán ngắt. Nếu cứ hỏi những câu như vậy, bạn có bao nhiêu sức lực để nghiên cứu nó? Bạn cần những câu hỏi mang tính củng cố để thấy hào hứng với thông tin đó. Hãy tự hỏi, điều này liên quan gì và có thể áp dụng như thế nào cho cuộc sống của mình lúc này? Mình có thể dùng thông tin này để cải thiện công việc bằng cách nào? Thông tin này sẽ giúp ích ra sao? Nó sẽ giúp mình trở nên quan trọng hơn bằng cách nào? Hãy tò mò về tâm trí cùng cách nó hoạt động. Tony Robbins nói: nếu muốn khắc chế sự tẻ nhạt, hãy trở nên tò mò. Nếu bạn tò mò,
sẽ chẳng có gì là công việc nhàm chán. Mọi thứ sẽ tự đến nếu bạn muốn tìm hiểu. Hãy nuôi dưỡng tính tò mò và cuộc sống sẽ trở thành cuộc tìm kiếm không ngừng những niềm vui. Nhắm đúng mục tiêu. Có mục tiêu rõ ràng rất quan trọng bởi vì nó giúp xóa bỏ sự chống đối tiếp cận thông tin. Hãy luôn ghi nhớ lý do tại sao bạn đang đọc hoặc nghiên cứu thông tin này. Hãy luôn duy trì mục tiêu ở vị trí hàng đầu trong tâm trí. Nếu bạn còn không biết mình muốn gì, thì làm sao biết được mình đã đạt được mục tiêu? Nghiên cứu có mục tiêu sẽ làm gia tăng khả năng chú ý, hiểu biết toàn diện, khả năng ghi nhớ và giúp tổ chức sắp xếp suy nghĩ của bạn. Mục tiêu càng cụ thể thì bạn càng thu thập được nhiều thông tin. Một mục tiêu mơ hồ sẽ là: tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn về trí nhớ qua cuốn sách này. Còn một mục tiêu cụ thể sẽ là: tôi muốn rút ra được ít nhất 6 chiến lược then chốt có thể cho phép mình cải thiện trí nhớ. Hãy tập trung vào việc lượm lặt thông tin có thể sử dụng và sau đó đưa vào thực tiễn. Như David Allen đã nói, nếu bạn không chắc chắn tại sao làm việc này thì sẽ chẳng bao giờ làm đủ. Hứng thú lên. Mức độ hứng thú sẽ định hướng sự chú ý của bạn và do đó cũng định hướng mức độ tập trung. Nếu không hứng thú thì việc nhớ những gì bạn đọc gần như bất khả thi. Bất cứ điều gì đứng vào danh sách những điều hứng thú sẽ là nơi tâm trí bạn chú ý, có kỷ luật và tập trung. Còn những gì đứng sau trong danh sách đó sẽ là nơi bạn chần chừ và trì hoãn. Khi hứng thú với một chủ đề, bạn có thể ghi nhớ hàng núi thông tin. Nó gần như là tự động và khả năng tập trung của bạn đạt tới đỉnh điểm. Thiếu khả năng tập trung phần lớn là do thiếu hứng thú. Tâm trí bạn chẳng bao giờ tha thẩn lung tung, nó chỉ hướng tới những thứ thú vị hơn và đáng chú ý hơn. Chúng ta đều biết rằng sự hứng thú sẽ cải thiện khả năng tập trung, nhưng làm cách nào để trở nên hứng thú với thông tin tẻ nhạt? Bước đi đầu tiên là tìm ra sự hứng thú và sau đó tìm các mối liên hệ hoặc kết nối giữa những điều mình hứng thú và thông tin mới đang nghiên cứu. Chẳng hạn, tôi hứng thú với việc trau dồi và chia sẻ kiến thức với những người khác. Khi đọc bất cứ điều gì, tôi luôn tìm kiếm thông tin mới liên quan tới hứng thú của mình. Khi dùng sự hứng thú làm bộ lọc, tôi sẽ chú tâm và có thể tập trung vào những gì đọc hoặc nghe được qua đó. Tôi luôn tự đặt những câu hỏi kiểu như: cái này có liên quan gì tới việc trau dồi? Điều này sẽ cải thiện cuộc sống của tôi như thế nào? Nếu đọc hoặc ghi nhớ điều này, liệu nó có đem lại cho tôi điều gì đó mà không nhiều người biết? Nó có giúp ích cho tôi trong tương lai không? Tài liệu này sẽ giúp tôi đạt được mục đích bằng cách nào? Nói cách khác, mọi thông tin tẻ nhạt đều có thể trở nên thú vị với tư duy đúng đắn. Gilbert Chesterton nói: chẳng có điều gì không thú vị cả, chỉ có những người không hứng thú mà thôi. Vì vậy, hãy hứng thú lên. 4. Loại bỏ lo lắng. Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn thức giấc và không phải lo lắng điều gì. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ thấy bình yên, chẳng có luồng suy nghĩ nào chạy qua tâm trí, không có suy nghĩ nào gửi những cảm xúc gây căng thẳng qua cơ thể. Hãy tưởng tượng mình thức dậy và không phải điều khiển hoặc kiểm soát hành vi của những người khác, hoặc kiểm soát việc chi phối tư duy của bản thân. Hãy tưởng tượng bạn không phải tin vào lời đồn đại đáng sợ mới nhất. Baron Katie nói: tôi chỉ có thể nhận thấy 3 kiểu chuyện trên đời: chuyện của tôi, chuyện của bạn và chuyện của Chúa. Bạn đang quản chuyện của ai? Bạn trở nên tư thái hơn khi ở trong chính tâm trí của mình và quản chuyện của chính mình. Cuộc sống dễ dàng khi bạn đơn giản hóa và hòa hợp với dòng suy nghĩ của bản thân. Khi tin vào những điều suy nghĩ xấu, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Giờ đây, có bao nhiêu người, bao nhiêu sự kiện và bao nhiêu điều mà bạn gắng kiểm soát bằng tâm trí của mình? Hãy ở yên trong chính tâm trí của bạn và tận hưởng nguồn năng lượng của việc có một tâm trí thanh tịnh. Bạn lo lắng không phải vì quan tâm, bạn lo lắng vì học được cách làm như vậy. Lo lắng là một quá trình cực kỳ sáng tạo của trí óc. Những câu hỏi bạn đặt ra trong tâm trí sẽ tạo ra lo lắng. Nếu bạn hỏi những câu thuộc về điều gì sẽ xảy ra nếu, thì bạn đang tự cài chế độ lo lắng cho tâm trí của mình. Nếu liên tục hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình mất việc, điều gì sẽ xảy ra nếu mình bị đâm xe, điều gì sẽ xảy ra nếu mình bị cướp, thì tất cả những cụm từ điều gì sẽ xảy ra nếu
này đều dựng lên những bộ phim trong tâm trí của bạn, liên tục đưa tới những kịch bản khác nhau, tạo ra trạng thái lo lắng. Thay vào đó, hãy nói với bản thân rằng mình sẽ làm gì nếu mất việc, mình sẽ làm gì nếu bị đâm xe, mình sẽ làm gì nếu bị cướp. Những bộ phim được tạo ra bởi câu hỏi kiểu này không trói buộc bạn trong sự lo lắng. Chúng đem lại những bước hành động dẫn dắt tâm trí bạn. Hãy tạo ra một quy trình cho những kịch bản khác nhau, đồng thời hòa hợp với suy nghĩ của bạn. Hãy học cách thư thái, vì nếu không chú ý, bạn sẽ không có khả năng ghi nhớ. Chúng ta luôn xoay từ thái cực cảm xúc này sang thái cực cảm xúc khác. Khả năng tập trung liên quan đến việc học cách giữ cân bằng. Khi tập trung sức lực, bạn có thể đạt bất cứ điều gì. Hãy tưởng tượng tâm trí mình là một ngọn đuốc. Phần lớn mọi người để ngọn đuốc đó lan tỏa và chiếu sáng khắp nơi. Bạn muốn ngọn đuốc của mình đứng yên và chiếu sáng rực rỡ. Chẳng có tác nhân bên ngoài nào có thể cản thiện được khả năng tập trung của bạn. Đó là việc làm phải làm từ bên trong. Bạn cần quyết định ngay hôm nay liệu bạn có muốn cải thiện khả năng tập trung của mình hay không. Đó luôn là sự lựa chọn của bạn. Do đó, hãy bứt bỏ những lý do lý trấu, thanh lọc các đức tin ngay ở đây. Phần 2. Chế tạo và chấp nối. Rèn luyện tính sáng tạo là tự động rèn luyện trí nhớ. Rèn luyện trí nhớ là tự động rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo. Tony Buzan. Chương 5. Thổi hồn vào thông tin. Trí óc là trung tâm giải trí tại nhà lớn nhất từng được tạo ra từ trước đến nay. Mark Victor Hansen. Nhiều người mơ ước có trí nhớ chụp ảnh. Họ định nghĩa đó là khả năng chụp lại thông tin nhanh chóng bằng trí óc mà chẳng cần phải cố gắng, và rồi miêu tả lại từng chi tiết từ trong trí nhớ. Trong trường hợp này, trí óc giống như một chiếc máy chụp ảnh, chụp lại bất cứ thứ gì bạn cần biết. Không may thay, mọi trí nhớ hoàn hảo đều cần các nỗ lực có ý thức, và trí nhớ chụp ảnh chỉ là chuyện tưởng tượng. Trí nhớ là quá trình sáng tạo chứ không phải là quá trình chụp ảnh. Nhiều người được cho là có trí nhớ chụp ảnh thực tế đều chỉ đang sử dụng mọi phương pháp mà bạn sẽ học được trong cuốn sách này ở một cấp độ khác. Nếu đưa những phương pháp này vào cuộc sống, bạn cũng sẽ chạm được tới năng lực ghi nhớ bẩm sinh của mình. Trí nhớ hoàn hảo là một kỹ năng chứ không phải tài năng đặc biệt. Bạn từng có trải nghiệm này chưa? Bạn đang làm bài kiểm tra và biết chính xác lời giải nằm ở trang nào trong sách, nhưng thông tin đó là gì thì không thể nhớ được. Hoặc là bạn đọc và tới cuối trang thi thì tự hỏi, mình mới đọc cái gì nhỉ? Điều này xảy ra là do bạn chẳng thể thổi hồn vào thông tin. Hãy nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra khi bạn đọc một cuốn tiểu thuyết hay một câu chuyện? Bạn dựng lên một bộ phim trong tâm trí, phải không? Bạn có thể nhớ mọi tên nhân vật, địa điểm và sự kiện, vì bạn có thể nhìn thấy nó và luôn tạo ra các bức tranh mỗi khi đọc. Bạn có thể sử dụng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo bẩm sinh của mình. Tuy nhiên, khi đọc tài liệu khoa giáo, chúng ta lại có xu hướng cố gắng chụp ảnh hoặc ghi lại trang sách đó chứ không dùng trí nhớ sáng tạo trong quá trình học tập. Những người học nhanh hoặc có cái gọi là trí nhớ chụp ảnh sẽ áp dụng khả năng sáng tạo vào mọi thứ mình định học. Có lẽ họ đã học được cách làm từ trước hoặc vốn đã và đang sử dụng các nguyên tắc này một cách tự nhiên và vô thức. Một số khác thì tìm cách ghi nhớ thông tin bằng âm thanh. Họ đọc to thông tin hết lần này đến lần khác, hy vọng đưa nó vào đầu. Âm thanh thì rất hạn chế vì nó không thể dễ gắn với những ký ức khác. Âm thanh cũng luôn mang tính liên tục. Nếu muốn ghi nhớ điều gì đó bằng âm thanh thì phải bắt đầu từ đầu và xuyên suốt. Tuy nhiên, khi coi thông tin như một bức tranh trong trí óc, bạn có thể lôi cất vào thông tin và khi đó cải thiện được sự hiểu biết. Thông thường, với những cuốn sách thực sự yêu thích, bạn sẽ kích hoạt trí tưởng tượng và thổi hồn vào thông tin đọc được. Bạn tự nhiên sẽ nhập tâm vào cuốn sách và phải đấu tranh để đặt nó xuống vì không muốn tắt bộ phim đó đi. Trí óc giống như một màn hình chiếu phim bên trong cơ thể, ở đó bạn có thể yêu cầu nó sản xuất thông tin. Đây là cách chúng ta nghĩ và học trên thực tế. Trí não tạo ra điều kỳ diệu mỗi ngày bằng cách chuyển đổi thông tin tẻ nhạt thành những bức tranh và ý tưởng. Khi bạn nhận thức được điều này, mọi từ ngữ đều trở thành một bức tranh vẽ, nên từ
những chữ cái, bởi vì từ ngữ chỉ là ký hiệu của hình ảnh ba chiều. Arthur Gordon từng nói, cách ta mặc nhận những ký hiệu nhỏ màu đen trên trang giấy chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên sao? 26 hình thù khác nhau được biết đến là các chữ cái sắp xếp theo những cách kết hợp vô tận, chính là các từ vô tri vô giác cho đến khi ai đó để mắt đến chúng. Nếu trí óc không thể tạo ra tình ảnh từ ký hiệu, những gì học và đọc được hẳn vô giá trị và buồn chán không tưởng. Não bộ giống như những bức tranh và chúng ta thực sự rất giỏi ghi nhớ chúng. Nói như nhà khoa học nghiên cứu về thần kinh John Media, nghe thấy một mẫu tin và 3 ngày sau bạn chỉ nhớ được 10%, nếu thêm một bức tranh bạn nhớ được 65%. Một số người nói rằng tôi không thể tạo ra những bức tranh trong tâm trí. Kỳ thực, tất cả chúng ta đều tạo ra những bức tranh trong trí óc. Nếu không thể tạo ra hoặc ghi nhớ hình ảnh, bạn hẳn sẽ bị tật nguyền. Hãy học cách sử dụng trí tưởng tượng, đó là kỹ năng được nhờ học tập chứ không phải là tài năng thiên bẩm. Đọc và hiểu cũng là quá trình tưởng tượng sáng tạo. Khả năng này có thể so sánh ngang với phép thuật. Chúng ta thành công trong lĩnh vực này khi tạo được những hình ảnh trong tâm trí. Còn khi không được như vậy, chúng ta cảm thấy bối rối hoặc ngu dốt. Nếu tôi cố gắng giải thích một cách động cơ ô tô vận hành, nhưng bạn chẳng biết động cơ ô tô đó trông thế nào, và nếu không có mẫu hoặc bạn vẽ cho bạn xem, thì thực sự bạn khó có thể hiểu được. Càng biến nhiều thông tin thành hình ảnh hoặc các bộ phim trong tâm trí, chúng ta càng ghi nhớ và hiểu được nhiều bấy nhiêu. Chúng ta có thể học cách biến mọi kiến thức trở nên sáng tạo hơn và đáng nhớ hơn nếu sử dụng trí tưởng tượng không giới hạn của mình. Bạn có thể học cách củng cố cơ chế tưởng tượng trong trí nhớ bằng cách khiến những bộ phim trong tâm trí trở nên lý thú và khó quên. Cách làm là theo nguyên tắc xem. Nguyên tắc xem: xáo động đối tượng, tạo ra chuyển động trong các bức tranh. Bạn thích xem kỳ nghỉ của mình dưới dạng một bộ phim hay tấm ảnh. Điều gì tạo ra cảm xúc hơn trong trí tưởng tượng? Một chú ngựa đứng yên hay một chú ngựa đang chạy? Hãy khiến thông tin trở nên sống động, rực rỡ. Đừng để nó tẻ nhạt, đơn điệu, chỉ có ảnh trắng và đen. Hãy sử dụng hành động, nó mang lại sự sống đến cho ký ức của bạn. Hãy khiến các hình ảnh hành động theo cách phi logic. Bạn có thể thêu dệt, đập vụn, gắn kết hoặc gói chúng lại với nhau. Bạn có thể khiến mọi thứ nói chuyện, ca hát, nhảy múa. Hãy nghĩ đến ngày Walt Disney đại tài. Ép kéo đối tượng. Cái gì dễ nhớ hơn? Một trái dâu tây có kích thước bình thường hay trái dâu to bằng một ngôi nhà? Hãy phóng to hoặc thu nhỏ các hình ảnh so sánh với cuộc sống bình thường. Cái gì đáng nhớ hơn? Một con voi hay một con voi mặc bikini màu hồng? Hãy cường điệu hóa bằng sự hài hước. Hãy chọc cười tâm trí của bạn. Chẳng có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ việc học cần phải nghiêm túc. Hãy khiến những hình ảnh trở nên phi logic. Hãy vui lên, tạo ra một vài ký ức học tập được cường điệu tích cực. Mở giác quan. Chỉ có 5 cách để não bộ hiểu được bất kỳ điều gì, đó là thông qua thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác. Khi tận dụng các giác quan, bạn trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn và nhớ nhiều hơn. Các giác quan giúp ta tái hiện lại thế giới trong trí óc. Nếu rèn luyện các giác quan thì ta sẽ sử dụng não bộ nhiều hơn. Và nếu học cách sử dụng nhiều giác quan nhất có thể thì sẽ tự động cải thiện trí nhớ. Hãy nghĩ tới một chú ngựa. Thấy nó trong tâm trí, chạm, ngửi, nghe và thậm chí là nếm. Bạn không thể nhìn thấy các chữ cái NG, U, A trong trí óc. Bạn thấy một từ bức tranh đa giác quan về thế giới. Các giác quan khiến cho bộ phim trong tâm trí trở nên thật và đáng nhớ. Hãy sử dụng chúng. Quá trình tưởng tượng là một quá trình sáng tạo vui nhộn. Bạn càng đưa được nhiều điều thú vị vào quá trình đó càng tốt. Khi đọc hoặc nghe thấy điều gì, hãy tập trung vào nguyên tắc xem và tưởng tượng đó là một bộ phim. Ngay cả khi bạn không sử dụng phương pháp cụ thể trong bức tranh này thì nguyên tắc xem cũng cải thiện khả năng tập trung của bạn. Emily Corr đã chỉ ra rằng khi trí tưởng tượng và ý chí xung đột, trí tưởng tượng luôn chiến thắng. Nếu buộc mình vào ghi nhớ nhưng không đặt vị trí tưởng tượng vào nhiệm vụ đó, bạn sẽ chẳng lưu giữ và gợi lại được điều gì. Trí tưởng tượng là nơi bắt đầu mọi lần được ghi nhớ. Một số người nói, tôi vốn không nghĩ vậy. Đây cũng chẳng phải cách tôi vốn suy nghĩ,
đây là cách tôi dạy bản thân suy nghĩ vì nó có tác dụng. Càng sử dụng thành thục trí tưởng tượng thì càng có khả năng biết nhiều, hiểu nhiều, sáng tạo nhiều hơn. Bằng cách này, bạn sẽ làm chủ trí óc của mình. Làm thế nào để biến thông tin trừu tượng thành hình ảnh? Chúng ta dễ dàng nhớ danh từ, tính từ vì chúng có ý nghĩa và ta có thể sáng tạo dễ dàng một bức tranh trong tâm trí. Phần lớn đều có thể biến những từ trừu tượng trở nên có ý nghĩa nào đó. Chỉ là hãy sử dụng một ý nghĩ hoặc từ ngữ có thể diễn đạt một cụm từ vô nghĩa. Hãy tìm một từ hoặc cụm từ phát âm giống hoặc tương tự từ trừu tượng đó, hoặc có thể bẻ một từ thành nhiều âm đơn riêng biệt. Hãy tưởng tượng mình phải nhớ cái tên Washington. Bạn có thể biến từ đó thành hình ảnh của một bông hoa dính sơn. Hoặc nếu phải nhớ từ hydrogen, bạn có thể biến hình dung theo các nốt nhạc kèm giai điệu ngẫu hứng middle re sol. Bạn có thể biến mọi thông tin phức tạp thành thứ gì đó có ý nghĩa và đáng nhớ bằng cách biến chúng thành hình ảnh. Ban đầu sẽ cần cố gắng đôi chút. Bạn sẽ phải tập trung chú ý, rồi sau đó nó sẽ trở thành thói quen. Luyện tập nhìn vào các từ, bẻ chúng ra, tạo nên một bức tranh và đem lại cho chúng nhiều ý nghĩa hơn. Hãy cùng thực hành với việc học một số từ bằng ngoại ngữ. Hãy thực sự tưởng tượng mỗi từ và tạo ra một bộ phim ngắn trong tâm trí bằng nguyên tắc xem. Trước tiên, các từ tiếng Tây Ban Nha. Con hổ là Tigre, nghe giống hoa Tigon. Hãy tưởng tượng một con hổ đang hít hà qua Tigon. Mặt trời là Sol. Hãy tưởng tượng các tia nắng mặt trời chỉ chiếu trên các số lẻ trên một dãy số. Cánh tay là Brazo. Hãy tưởng tượng một cái bờ rào Bra đang đổ vô vào cánh tay bạn. Một số từ tiếng Ý. Gà là Polo. Hãy tưởng tượng bạn đang chơi trò Polo bằng một con gà thay vì một quả bóng. Mèo là Gatto. Hãy tưởng tượng con mèo cưng của bạn đang lắp líp bánh gato. Một số từ tiếng Pháp. Sách là livre, nghe giống ly vở. Này nên bạn có thể tưởng tượng mình đang mở một cuốn sách và tìm thấy cái ly vở tan tành ở bên trong. Bàn tay là man. Tưởng tượng một đóa hoa mai đang bung nở trên tay bạn. Ghế là chaise. Hãy tưởng tượng một cái chai chaise đang trên ghế. Một số từ tiếng Zulu. Chó là Izina. Hãy tưởng tượng hình xăm chú chó in trên da. Sàn nhà là Fancy. Hãy tưởng tượng ngọn núi Fansipan đột ngột trồi lên từ dưới sàn nhà nhà bạn. Con rắn là Inyoka. Hãy tưởng tượng một con rắn trường bò và dấu vết của nó in lên vỏ cà. Một số từ tiếng Nhật. Ngực là Muni. Hãy tưởng tượng một cái mũ nỉ đang nhảy nhót lên ngực bạn. Cửa là to. Hãy tưởng tượng bạn đá vào một cánh cửa vô cùng to lớn. Cái thảm là du tần. Hãy tưởng tượng bạn đang vũ tàn thuốc lá lên một tấm thảm lớn. Hãy tự kiểm tra nào. Con hổ trong tiếng Tây Ban Nha là gì? Con mèo trong tiếng Ý là gì? Con chó trong tiếng Zulu là gì? Ngực trong tiếng Nhật là gì? Sách trong tiếng Pháp là gì? Con gà trong tiếng Ý là gì? Con rắn trong tiếng Zulu là gì? Bàn tay trong tiếng Pháp là gì? Tấm thảm trong tiếng Nhật là gì? Chỉ với việc kết nối những từ này trong một bộ phim ngớ ngẩn trong tâm trí bạn là bạn đã có thể học được 14 từ mới bằng nhiều thứ tiếng. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để nhớ hàng trăm từ tiếng nước ngoài nếu sử dụng nguyên tắc xem. Hãy nhớ rằng bạn chỉ được kết nối hai khái niệm một lúc. Nếu tưởng tượng trong vòng vài giây thì nó sẽ in vào tâm trí bạn và khi cần thật dễ dàng để gợi nhớ lại. Bạn thậm chí có thể sử dụng phương pháp này để ghi nhớ mỗi quốc gia và thủ đô, chỉ cần thổi hồn vào thông tin. Thủ đô của nước Úc là Canberra. Bạn có thể tưởng tượng một chú chuột túi, biểu tượng của nước Úc, đang cắn bờ rào. Con vật cũng đang hành động, đi liền với nhau, khiến hình ảnh đó trở nên đáng nhớ hơn. Thủ đô của Hy Lạp là Athens. Hãy tưởng tượng dải ren Athens tuyệt đẹp phủ trang trí lên một cành nguyệt quế, gợi nhắc về đất nước Hy Lạp. Thủ đô của Madagascar là Antananarivo. Hãy tưởng tượng một cảnh tượng kiểu này. Mất đà gạt tàn ga, Madagascar. Anh ta ăn hai quả na dính vỏ,
Antananarivo. Thủ đô của Bỉ là Brussels. Hãy tưởng tượng một lon bọt hút vào xô Brussels bia Bỉ. Hãy tạo ra một bức ảnh ngớ ngẩn rồi thực sự xem nó. Bạn có thể dễ dàng nhớ được mọi thủ đô. Bí mật lớn nhất về một trí nhớ khỏe mạnh là thổi hồn cho thông tin bằng trí nhớ tưởng tượng không ngừng. Hãy chịu trách nhiệm về trí nhớ của mình. Bạn chỉ có thể học cách kiểm soát trí nhớ khi trở thành nguồn của trí tưởng tượng. Ký ức không phải là điều đã xảy ra, chính bạn là người tạo ra những ký ức. Bạn có thể biến bất kỳ thông tin nào thành điều có ý nghĩa hơn. Khi bắt đầu sử dụng các hệ thống trí nhớ, bạn sẽ thấy việc chuyển đổi thông tin trừu tượng thành các khái niệm có ý nghĩa dễ dàng thế nào. Sử dụng mọi phương pháp ghi nhớ đầy để cải thiện tính sáng tạo, tăng cường trí nhớ và cả khí hài hước của bạn. Chương 6. Sử dụng chiếc ô tô để ghi nhớ. Biến điều đơn giản thành phức tạp là chuyện bình thường. Biến điều phức tạp thành đơn giản, vô cùng đơn giản, đó là sáng tạo. Charlie Mingus. Chúng ta vừa học cách thổi hồn cho thông tin bằng việc biến thông tin thành các bức tranh hoặc bộ phim trong tâm trí. Giờ chúng ta cần học cách tạo ra hồ sơ cho những bức tranh từ trí nhớ dài hạn. Điều này sẽ hỗ trợ việc ghi nhớ thông tin mới. Những hệ thống này đòi hỏi chúng ta phải nghĩ khác. Tôi luôn nghĩ thật kỳ lạ khi người ta muốn cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, nhưng lại vẫn làm theo như cũ và mong đợi kết quả sẽ khác đi. Bạn phải hành động khác để trở nên khác biệt. Phương pháp tôi sắp chia sẻ sau đây được gọi là phương pháp chiếc ô tô. Chiếc ô tô của bạn là một kho lưu trữ lớn trong dài hạn vì chúng ta biết rõ về nó và có thể dễ dàng điều hướng nó trong tâm trí. Với phương pháp này, như mọi phương pháp, tôi muốn bạn áp dụng nguyên tắc xem cho những hình ảnh trong tâm trí. Hãy ghi nhớ từ ngữ trong bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ là một bức tranh được vẽ bằng các chữ cái. Hãy rũ bỏ những lý do như tôi không sáng tạo hoặc tôi không suy nghĩ giống thế. Đây cũng không phải là cách tôi suy nghĩ. Đây là cách tôi tự rèn luyện cách nghĩ vì nó có tác dụng. Những phương pháp này có thể trông ngớ ngẩn, nhưng hãy cứ làm đi. Tôi thề là bạn sẽ thấy được giá trị của nó và ghi nhớ được thông tin. Để giải thích những hệ thống này phải mất rất nhiều thời gian, nhưng chúng có tác dụng cực nhanh. Lý do duy nhất chúng không có tác dụng là bởi vì bạn không làm. Chúng ta sẽ sử dụng các danh từ cho bài tập này vì chúng dễ tưởng tượng và do đó dễ kiểm soát, giống như lưu giữ hơn. Sau đó, trong bài tập thứ 2 và phần còn lại của cuốn sách, chúng ta sẽ sử dụng thông tin trừu tượng hơn. Hãy theo dõi những hình ảnh trong tâm trí và xem bạn nhớ được bao nhiêu. Hãy mường tượng một chiếc ô tô trong tâm trí và hình dung bạn vắt một quả táo to vào lưới tản nhiệt phía trước cửa ô tô. Lấy một củ cà rốt và nhét nó vào trong capo. Trên kính chắn gió, bạn nhìn thấy chiếc bánh mì ngũ cốc và tự nhủ: bánh mì ngũ cốc sắp làm hỏng cần gạt nước. Vào trong xe và nghiền nát quả khô trên bảng đồng hồ, thực sự trông thấy nó rơi vào đồng hồ tốc độ. Trên ghế lái, hãy tưởng tượng mình đang ngồi lên những vả Việt Quất và dâu tây. Hãy thực sự cảm nhận điều đó. Ném trứng vào người đang ngồi ở ghế hành khách cạnh bạn, giờ thì mặt họ bị dính đầy trứng. Tưởng tượng bạn đang đổ hàng đóng hạt lên ghế sau, ra khỏi xe và tưởng tượng có vô số cam trên nóc xe. Mở thùng xe và trong đó đầy cá, thực sự ngửi thấy mùi cá. Trong ống xả có súp lơ xanh và cải Brussels mọc ra trong đó, và cuối cùng là lớp xe được làm bằng khoai lang. Tuyệt vời! Hãy duyệt một lượt chiếc ô tô của bạn từ đầu đến cuối để xem bạn có thể nhớ được hết mọi thông tin hay không. Nếu không, hãy quay lại và tạo liên kết mạnh mẽ hơn và áp dụng nguyên tắc xem rõ ràng hơn trong tâm trí. Điều bạn vừa học là 14 loại siêu thực phẩm. Chúng được chứng minh sẽ cải thiện sức sống và giữ cho trí óc linh lợi, tỉnh táo. Bạn không chỉ biết danh sách này theo chiều xuôi mà còn có thể biết theo chiều ngược và từ trong ra ngoài. Cái gì ở trên nóc xe? Lớp xe được làm bằng gì? Cái gì ở ghế lái? Cái gì ở trong capo? Trí óc bạn tự động tạo ra các liên kết và trả lời câu hỏi để nhớ lại. Giờ đây bạn đã thực sự hiểu nên sẽ dễ dàng sử dụng và nghĩ về nó. Một số người nói: nhưng giờ tôi phải nhớ cả chiếc ô tô nữa, tôi có nhiều thứ phải nhớ hơn.
Điều đó không đúng. Với mọi hệ thống, bạn đều sẽ sử dụng những thứ vốn có trong tâm trí. Trên thực tế, bạn đang sử dụng mọi không gian chưa dùng đến trong trí nhớ dài hạn của mình. Bạn nhớ được toàn bộ danh sách dễ dàng. Tại sao hệ thống này có tác dụng đến vậy? Nếu bạn hất nước vào một cái sàn, nước sẽ lọt qua các lỗ và chảy thẳng xuống dưới. Còn nếu bạn đặt một bọc nhỏ lên cái sàn, nước sẽ bị chặn lại. Trí nhớ hoạt động y như vậy. Trí nhớ dài hạn, những thứ nằm trong tâm trí mãi mãi như tên của bạn hay hình dáng ngôi nhà, giống như cái bọc có thể dùng giữ lại thông tin ngắn hạn, thông tin mới xuất hiện, chẳng hạn như số điện thoại mới. Khi làm được như vậy, bạn sẽ tạo ra một trí nhớ trung hạn tốt. Với danh mục trong chiếc ô tô, toàn bộ thế giới ô tô nằm trong trí nhớ dài hạn của bạn. Trí nhớ dài hạn cung cấp nơi lưu trữ thông tin. Những vị trí trong chiếc ô tô trở thành ngăn lưu trữ thông tin trí nhớ ngắn hạn. Mọi phương pháp ghi nhớ đều hiệu quả với công thức dài hạn cộng ngắn hạn bằng trung hạn. Những phương pháp này cũng tổ chức thông tin, do đó giúp việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Từ nào dễ nhớ hơn, siêu trí nhớ hay nhiều trí sớ? Cùng với những thứ hay đó, những ý nghĩ rất khác nhau, và từ thứ hai thì khó nhớ hơn. Bạn càng sắp xếp có trật tự bao nhiêu thì càng dễ nhớ bấy nhiêu. Bí quyết đẩy nhanh việc học nằm ở cách tổ chức vượt trội. Bạn cũng có thể sử dụng những chiếc ô tô khác để ghi nhớ các thông tin mới. Ở trang 76 có hình bức tranh một chiếc ô tô với 7 hình ảnh đó. Không nên nhầm lẫn nó với chiếc ô tô thực phẩm kia, vì chiếc ô tô này mở ra một hồ sơ ký ức mới. Hãy nhìn vào bức tranh bên dưới và đảm bảo bạn có thể tái hiện rõ ràng toàn bộ hình ảnh trong tâm trí. Hãy ghi nhỏ các hình ảnh và từng vị trí và đảm bảo mỗi hình ảnh gắn với vị trí của nó. Bạn đã xong chưa? Tốt! Những gì bạn được học vừa rồi là 7 thói quen của người thành đạt, 7 Habits of Highly Effective People, trong cuốn sách cùng tên của Stephen Covey. Bằng cách nhớ tất cả 7 hình ảnh, bạn đang tạo ra những điểm tham chiếu bên trong trí óc cho mỗi một thói quen. Khi nó nằm trong trí nhớ của bạn, bạn sẽ dễ dàng đánh giá hơn nếu sống theo 7 thói quen. Khi nhìn vào chiếc ô tô trong tâm trí, bạn sẽ ngay lập tức khơi gợi mọi thông tin. Hãy nhớ rằng càng biết nhiều, bạn càng dễ dàng hiểu được nhiều hơn. Tôi sẽ giải thích từng bức tranh 7 thói quen như sau. Thói quen 1, chủ động. Hình dung tới một hộp tủ di động thường được sử dụng trong văn phòng. Bức tranh đó đủ để khơi gợi thói quen 1. Thói quen 2, bắt đầu từ mục tiêu đã chọn. Hình dung tới một hình ảnh vui, bắt đầu múc tay đi chợ. Thói quen 3, đặt điều quan trọng lên đầu. Hình ảnh con nhộng lên đầu gợi nhớ thói quen 3. Thói quen 4, tư duy cùng thắng. Hình ảnh hoa lưu ly màu trắng khá đặc biệt và sẽ giúp bạn ghi nhớ đến thói quen 4. Thói quen 5, thấu hiểu để được thấu hiểu. Hình ảnh dấu hỏi đối đầu dấu hỏi nhắc nhở thói quen 5. Thói quen 6, hợp tác. Hình ảnh chiếc hộp sắt được nhớ đến thói quen này. Thói quen 7, rèn giũa bản thân. Điểm chính giữa bàn chân được tô đậm gợi nhớ thói quen 7. Luôn sử dụng càng ít hình ảnh càng tốt, để nhớ được càng nhiều càng tốt. Càng đơn giản và rõ ràng thì bạn càng đỡ cảm thấy bị quá tải. Bạn cũng có thể tạo ra mối liên kết giữa 3 thói quen, đấu thành thắng lợi riêng. Phần phía trước của chiếc ô tô là của cá nhân. Bạn là người duy nhất được mở nắp capo. Thói quen 4, 5, 6 là thắng lợi chung. Trong chiếc ô tô, bạn cho người khác lên xe, đó là chung. Thói quen 7 nằm bên ngoài chiếc ô tô. Thói quen thứ 7 giữ cho mọi thứ khác nằm trong tầm kiểm soát. Hãy nhớ những thói quen này, đọc sách để hiểu thêm và ghi nhớ sử dụng chúng. Như lời của Stephen Covey, thói quen là thứ có thể học được hoặc bị bỏ qua. Nhưng tôi cũng biết nó không phải là giải pháp tình thế. Nó đòi hỏi một quá trình và một quyết tâm lớn lao. Trong chương này, bạn đã có thể nhớ được 21 mẫu thông tin hữu ích. Những phương pháp này giúp bạn tổ chức thông tin rõ ràng hơn. Nhờ đó, bạn sẽ sử dụng được khả năng và tiềm năng của trí nhớ nhiều hơn. Mọi phương pháp trong cuốn sách giúp bạn lưu trữ thông tin có thể sử dụng được. Bạn có thể tạo thêm nhiều ngăn ghi nhớ ở trong và ngoài chiếc ô tô. Nếu nghĩ về nó,
bạn có thể sử dụng mọi chi tiết trong chiếc ô tô để tìm thấy ít nhất 100 chỗ lưu trữ thông tin mới trong trí óc. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ phương pháp, phương tiện giao thông nào, xe buýt, tàu hỏa, máy bay, tàu thủy hoặc thậm chí cả tàu vũ trụ để làm các ngăn hoặc hồ sơ lưu trữ. Chương 7. Sử dụng cơ thể để ghi nhớ. Bản nhạc cuộc sống sẽ hay hơn nhiều nếu chơi bằng tất cả các ngón tay trí tuệ trình diễn khả năng kỳ diệu của chúng trên chiếc bàn phím cuộc đời của bạn. Tony Buzan. Câu trích dẫn trên từ cuốn sách Hit First, Hãy dùng đầu trước của Tony Buzan. Trong cuốn sách này, ông nói về cách làm thế nào chúng ta có ít nhất 10 kiểu trí thông minh. Chúng ta không thông minh theo một cách duy nhất mà có ít nhất 10 cách và thậm chí nhiều hơn. Tôi thích nhớ những kiểu trí thông minh này để tự nhắc mình rằng chúng ta phi thường thế nào và tập trung vào việc cải thiện chúng mỗi ngày. Nhưng trước khi tiếp tục, hãy để tôi giải thích cách ghi nhớ những kiểu trí thông minh này bằng hệ thống khác. Đó là phương pháp cơ thể. Nó tương tự như phương pháp chiếc ô tô, nhưng lần này sẽ sử dụng các bộ phận cơ thể để lưu giữ thông tin mới. Cơ thể là một ngăn lưu trữ dài hạn tuyệt vời khác. Bạn ở đó cả ngày và hiểu rõ về nó. Có nhiều ngăn hồ sơ có thể sử dụng được, nhưng tôi sẽ chỉ dùng 10 vị trí cho mục đích mô phỏng. Với phương pháp này, chúng ta sẽ đặt 10 mẫu thông tin then chốt lên cơ thể. Thông tin trừu tượng hơn nên đòi hỏi phải tư duy sáng tạo hơn. Hãy thử nào. Vị trí lưu trữ thông tin đầu tiên là trên bàn chân. Trí thông minh thứ nhất là trí thông minh sáng tạo. Vì vậy, tôi muốn bạn tưởng tượng mình đang đứng dưới một bóng đèn lớn sáng chói. Hình ảnh bóng đèn luôn gợi nhớ cho tôi về các ý tưởng sáng tạo. Và nó đang đốt nóng đôi chân bạn. Để tăng cường mối liên hệ, cũng có thể tưởng tượng bạn đang vẽ một bức họa tuyệt đẹp trên đôi chân của mình. Vị trí thứ hai là đầu gối. Sẽ lưu trữ thông tin cá nhân. Giờ hãy tưởng tượng một chiếc cán cân đọc gần giống cá nhân trên đầu gối bạn. Hãy sáng tạo đôi chút hành động với bức tranh này. Tưởng tượng đặt cán cân lên đầu gối và đầu gối rung rung như muốn hất đổ cán cân. Trí tuệ cá nhân liên quan đến việc chịu trách nhiệm, vì vậy hãy đặt cán cân lên trên đầu gối. Ngăn lưu trữ tiếp theo là đùi. Ở đây lưu trữ trí thông minh xã hội. Hãy tưởng tượng người ta tổ chức một bữa tiệc lớn trên đùi bạn. Chú thích: bữa tiệc ám chỉ các hoạt động xã hội. Áp dụng nguyên tắc xem cho bữa tiệc và cảm nhận nó đang diễn ra ngay trên đùi bạn. Vị trí tiếp theo là thắt lưng hoặc hông, và chúng ta lưu trữ trí thông minh tinh thần ở đó. Hãy tưởng tượng một thiên thần xinh đẹp trên chiếc thắt lưng, hoặc thiên thần đang gài thắt lưng cho bạn. Thiên thần gợi nhớ tư tưởng duy tâm. Giờ hãy xem lại tất cả các hình ảnh trước đó từ chân lên hông, các từ sáng tạo, cá nhân, xã hội và tinh thần. Tiếp đến là trí thông minh thể chất, và chúng ta sẽ lưu trữ nó ở trong bụng. Hãy tưởng tượng bạn tập luyện thể chất, bắt đầu gập bụng và bụng đột nhiên trở nên cơ bắp với 6 múi hoàn hảo. Hãy tưởng tượng bàn tay trái là trí thông minh giác quan. Có thể tưởng tượng cái mũi thò lò cùng tai và mắt để gợi nhớ về tất cả các giác quan. Sau đó, trong bàn tay phải là trí thông minh tính dục. Ở đây bạn có thể tự tạo ra bức tranh riêng của mình. Hãy cùng dịch lại thật nhanh. Chúng ta có sáng tạo, cá nhân, xã hội, tinh thần, thể chất, giác quan và tính dục. Vị trí tiếp theo là miệng. Tưởng tượng những con số lớn sặc sỡ chói lóa bay ra khỏi miệng, trí thông minh số học, hoặc bạn có thể chỉ nói bằng các con số. Ở mũi, áp dụng nguyên tắc xem cho một con tàu vũ trụ đáp trên mũi và trán, trí thông minh không gian, hoặc áp dụng nguyên tắc xem cho một con tàu vũ trụ bay lên mũi bạn. Cuối cùng, trên đỉnh đầu hãy tưởng tượng đang viết các từ lên tóc, hoặc tóc của bạn đang bắt đầu chuyện trò, trí thông minh ngôn ngữ. Hãy xem lại danh mục cơ thể: trí thông minh sáng tạo và trí thông minh cảm xúc. Chân tạo ra chuyển động để nhắc nhở rằng trí thông minh sáng tạo và trí thông minh cảm xúc được cất giữ ở bàn chân và cẳng chân. Trí thông minh sáng tạo: trí thông minh cá nhân tự nhận thức bản thân và tự hoàn thành, hiểu bản thân. Trí thông minh xã hội: trí thông minh tinh thần. Các trí thông minh cơ thể, tất cả đều được cất giữ ở bộ phận lớn nhất trên cơ thể, trên thân người. Trí thông minh thể chất, trí thông minh giác quan và trí thông minh tính dục. Trí thông minh IQ truyền thống, các trí thông minh căn bản bao gồm trí thông minh số học, trí thông minh không gian và trí thông minh ngôn ngữ. Tony Buzan nói rằng chúng ta hiện đang bước vào kỷ nguyên trí thông minh.
Vì vậy, điều quan trọng sống còn là phải biết nhiều hơn về các kiểu trí thông minh đáng kinh ngạc. Phương pháp cơ thể cũng giúp tổ chức sắp xếp thông tin để có thể dễ dàng lôi ra, cất vào tài liệu đó. Khi đọc cuốn Hãy dùng đầu trước, danh mục cơ thể sẽ đóng vai trò như một ma trận trí nhớ có sức mạnh giúp thu hút nhiều thông tin hơn, cải thiện khả năng hiểu biết và nhận biết nội dung. Nếu nghe thấy bất kỳ danh mục nào khác về các trí thông minh như của Howard Gardner, bạn có thể dễ dàng nhét thông tin đó vào ngăn chứa tương ứng. Khi nghe thấy người khác thảo luận về IQ, bạn cũng có thể ngay lập tức biết, nhớ rằng IQ chỉ kiểm tra 3 loại trí thông minh, các trí thông minh căn bản. Phần lớn chúng ta được dạy cách nghĩ rằng mình hoặc là thông minh hoặc là không. Nhưng định nghĩa về sự thông minh ta học ở trường lớp được xây dựng xung quanh các loại hình trí thông minh cụ thể, vốn được đánh giá cao nhất ở trường học: trí thông minh ngôn ngữ và trí thông minh số học, Paul McKenna. Phương pháp cơ thể ban đầu do người Hy Lạp cổ đại phát minh ra. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để ghi nhớ thông tin cho các bài kiểm tra, công việc, danh mục đồ cần mua sắm hoặc bất kỳ danh mục nào khác. Bạn thậm chí có thể dùng nó để ghi nhớ những thứ khi không có sẵn bút trong tay, như lúc đang tắm chẳng hạn. Tôi chỉ dùng 10 vị trí làm ví dụ, còn bạn có thể sử dụng lưng, tai, mắt, mũi, v.v. mọi bộ phận. Chỉ đảm bảo rằng bạn kết nối các thứ theo cách hài hước. Hãy nhớ nguyên tắc xem và nhớ được thứ tự. Tôi có thể sử dụng phương pháp này để nhớ 50 mẫu thông tin. Tôi thích sử dụng hệ thống ghi nhớ thông tin này tới mức có thể liên tục xem xét thông tin và dễ dàng lấy chúng ra sử dụng. Chương 8. Ghim chặt thông tin. Sự tồn tại của trạng thái quên chưa bao giờ được chứng minh. Chúng ta chỉ biết rằng một số điều không xuất hiện trong trí óc khi ta cần chúng. Friedrich Nietzsche. Bạn có từng trải qua điều này? Bạn ngửi thấy mùi gì đó và ngay tức khắc ký nhớ của bạn đưa bạn quay về thời điểm khác. Mùi đó là vật kết nối tới trải nghiệm. Hoặc bạn nghe thấy một bài hát và toàn bộ dòng ký ức được giải phóng khỏi tâm trí. Bạn có thể kiểm soát có ý thức nguyên tắc gợi nhớ này để tạo ra một hệ thống khác cho hợp dụng cụ các kỹ năng ghi nhớ. Đây là hệ thống đầu tiên tôi được học và nó khai sáng cho tôi tiềm năng ghi nhớ của bản thân. Nó hiệu quả tới mức trông cứ như một mánh lừa bịp, và kể từ đó tôi chìm đắm trong năng lực ghi nhớ của mình. Tôi hy vọng nó có tác dụng tương tự với bạn. Nó được gọi là phương pháp ghi nhớ bằng móc treo. Chúng ta sắp khám phá sức mạnh của khả năng liên tưởng. Chúng ta sắp học hai phương pháp ghi nhớ bằng móc treo. Một là phương pháp vần và còn lại là phương pháp hình khối. Những bí mật này được John Sambrook và Henry Hitchens đưa ra vào cuối những năm 1700. Những phương pháp này rất đơn giản và hiệu quả. Nó đem đến một phương pháp có thể giúp bạn nhớ tới 40 mẫu thông tin hoặc nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn thậm chí có thể nhớ được thông tin theo thứ tự ngẫu nhiên và tuần tự theo số. Hãy để tôi giải thích phương pháp thứ nhất, những cái móc vần. Cái móc đóng vai trò như một móc treo quần áo. Chúng giữ thông tin treo xung quanh trí óc bạn. Bản thân những cái móc treo này phải có một phần trong trí nhớ dài hạn thì mới hoạt động được. Hãy nhớ bạn luôn cần trí nhớ dài hạn để hỗ trợ trí nhớ ngắn hạn. Với phương pháp này, bạn liên kết thông tin mới với các móc treo trí nhớ dài hạn. Những cái móc treo cũng đóng vai trò như các ngăn tẹp lưu trữ những ý nghĩ mới. Phương pháp này đơn giản, nó tạo ra các móc treo ghi nhớ từ những từ có vần điệu, và ta sẽ sử dụng những từ có vần điệu sau đây làm các tẹp lưu trữ trong óc. 1. Vần với từ bột. 2. Vần với từ tai. 3. Vần với từ na. 4. Vần với từ bồn. 5. Vần với từ tâm. 6. Vần với từ lâu. 7. Vần với từ nhảy. 8. Vần với từ thảm. 9. Vần với từ pin. 10. Vần với từ bưởi. Mỗi một móc treo có thể trở thành một ngăn lưu trữ thông tin mới. Bạn kết nối móc treo sử dụng nguyên tắc xem với những từ muốn ghi nhớ. Trong cuốn sách này làm thay đổi cuộc sống, Tony Robbins, Awaken the Gen Within, đánh thức con người phi thường trong bạn. Ông đưa ra cái danh sách gồm 10 cảm xúc tạo sức mạnh. Tôi muốn bạn sử dụng hệ thống mới này để có thể lưu lại trong tâm trí những cảm xúc này. Hãy nghĩ về chúng mỗi ngày. Vì sự phát triển của cá nhân chỉ diễn ra khi bạn có thể ghi nhớ điều cần hành động theo. 10 cảm xúc tạo sức mạnh là: 1. Tình yêu và sự ấm áp. 2. Biết trân trọng và biết ơn. 3. Tò mò. 4. Phấn khởi và đam mê. 5. Quyết tâm, linh hoạt. 7. Tự tin. 8. Vui tươi. 9. Sức sống. Và 10. Cống hiến.
Hãy nhớ biến các hình ảnh trở nên thiếu logic, áp dụng nguyên tắc xem cho thông tin trong trí óc khoảng vài giây. Cứ làm từ từ và khiến những liên tưởng trở nên mạnh mẽ. Bạn cũng có thể vẽ ra hình ảnh giúp cảm nhận thông tin nhiều hơn. Chiếc móc đầu tiên, một túi bột. Hãy tưởng tượng một trái tim, biểu tượng cho tình yêu, được bọc cẩn thận trong một túi bột, hoặc liên tưởng ra 1000 trái tim ấm áp đang bay ra từ túi bột. Hãy thực sự mường tượng ra hình ảnh đó và bạn sẽ nhớ được rằng điều số 1 là tình yêu và sự ấm áp. 2. Hoa mai. Tưởng tượng ra hình ảnh một học trò tặng hoa mai cho thầy giáo. Hình ảnh người thầy gợi nhớ sự trân trọng và học trò gợi nhớ lòng biết ơn. 3. Quả na. Tưởng tượng một đàn mèo ngồi trên một quả na. Mỗi một con mèo ngồi lên một mắt na và chờ đợi. Bỗng dưng tất cả mắt na đều mở. Tính tò mò đã giúp đàn mèo thay đổi quả na. Vì vậy, điều thứ 3 là sự tò mò. 4. Bồn tắm. Tưởng tượng một người phấn khích đang đập tay trong bồn tắm, hoặc cái bồn tắm phấn khích đến mức nhảy chồm hổm. Sau đó bạn đổ lọ phấn bột vào bồn tắm và nước trong bồn tắm bùng lên dữ dội. Điều thứ 4 là sự phấn khởi và đam mê. 5. Bó tâm. Tưởng tượng bạn đang tìm đủ mọi cách vẽ một bó tâm to. Nỗ lực ấy của bạn chính là lòng quyết tâm, mong làm hết sức để đạt được mục đích. Quyết tâm là điều thứ 5. 6. Bụi lau. Tưởng tượng tấn công một người có cơ thể mềm dẻo đang lẩn trốn trong một đám lau sậy, hoặc sự cảm nhận thân lau mềm dẻo tới mức nào. Điều thứ 6 là linh hoạt. 7. Bước nhảy. Tưởng tượng trên sân khấu ngoài trời có những vũ công không chuyên tự tin nhảy múa trước đám đông. Họ ngẩng cao đầu nhún nhảy. Điều thứ 7 là tự tin. 8. Tấm thảm. Mường tượng ra cảnh bạn đang nhẹ lướt trên một tấm thảm bay, lòng vui sướng ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Điều thứ 8 là vui vẻ. 9. Cục pin. Tưởng tượng ra các cục pin nối vào nhau và nối vào bạn. Bạn như tràn trề sức sống được tiếp từ năng lượng do pin. Điều thứ 9 là sức sống. 10. Quả bưởi. Tưởng tượng một người đem bưởi góp vào thùng bưởi sắp đem tặng quà trung thu. Điều thứ 10 là cống hiến. Giờ thì hãy tưởng tượng từng bức tranh trong tâm trí và khiến nó trở nên rõ ràng. Bạn cần nắm được những cảm xúc này theo chiều xuôi, chiều ngược và theo thứ tự ngẫu nhiên. Hãy tự kiểm tra xem mình có nhớ hết hay không. Hãy thực hành việc cảm nhận những cảm xúc này vì bạn trở nên thành thạo khi thực hành. Tony Robbins nói, bạn là nguồn tạo ra mọi xúc cảm, bạn là người sinh ra chúng. Hãy trồng những cây xúc cảm này hàng ngày và xem toàn bộ cuộc đời bạn lớn lên với đầy sức sống mà bạn trước nay chưa từng mơ tới. Có thể mở rộng phương pháp vần bằng cách tìm thêm nhiều từ cùng vần với con số. Ví dụ, 1 cùng với vần bột, cột, chốt, hộp, thốt nốt, vân vân. Với phương pháp này, bạn có thể dễ dàng tạo ra một hệ thống móc treo dùng để lưu trữ tới 30 mẫu thông tin mới. Phương pháp móc treo cũng không giới hạn. Bạn có thể tạo ra các danh sách khác. Dưới đây là danh sách móc treo ngắn gọn thứ hai có thể sử dụng. Hệ thống hình khối. Nó biến các con số thành những hình khối cụ thể. Nó hoạt động theo cùng một cách với danh sách của phương pháp vần. Chỉ là lần này các móc treo có hình dạng giống con số. Chúng ta sẽ không luyện tập hệ thống này vì bạn đã học được nguyên tắc trong phương pháp vần. Hãy sử dụng danh sách của mình. Nhớ 10 mẫu thông tin mới, vui đùa với nó. Phương pháp hình khối chỉ đem đến cho bạn một sự lựa chọn khác. Dưới đây là danh sách. Những danh sách móc treo này tạo ra rất nhiều khả năng mới. Bạn có thể tạo ra mọi danh sách móc treo. Bạn có thể sử dụng bất kỳ danh sách nào vốn đã nằm trong trí nhớ dài hạn của mình. Bạn có thể tạo ra các từ cho mỗi chữ cái, ví dụ áo, bóng, cây, dưa. Sử dụng bất kỳ danh sách nào bạn đã nắm rõ, cầu thủ bóng đá yêu thích, siêu anh hùng, ngôi sao nhạc pop, hoặc bất cứ danh sách nào bạn có thể nhớ theo trình tự. Hãy tận hưởng phương pháp này và tìm ra cách thức mới để cải tiến nó. Chương 9. Ở vị trí đầu tiên. Bạn nghĩ đến điều gì thì sẽ nhớ điều đó. Trí nhớ là phần lắng động của ý nghĩ. Daniel T. William. Hệ thống bạn sắp khám phá là công cụ phi thường nhất mà bạn học được. Nó sẽ giúp bạn phát triển theo cách không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Nó rất đơn giản, đã tồn tại được khoảng 2.500 năm nhưng không mấy người khai thác được tiềm năng của nó. Bạn có thể sử dụng hệ thống này để ghi nhớ hàng núi thông tin bất kỳ. Cần phải luyện tập nhiều, nhưng một khi đã sử dụng thì bạn sẽ không bao giờ phải nghĩ lại về nó. Đây là phương pháp gốc và vẫn rất hiệu quả nhất trong mọi hệ thống. Sử dụng hệ thống này dễ như việc nhớ một hành trình. Một số người nghĩ phương pháp này đơn giản đến mức vô tác dụng,
nhưng kỳ thực nó lại hiệu quả vì không khiến bạn quá tải. Quy trình tương tự như phương pháp danh mục chiếc ô tô và bộ phận cơ thể, nhưng lần này chúng ta sẽ sử dụng các vị trí hoặc vật đánh dấu trên một địa điểm, hành trình hay lộ trình để lưu trữ thông tin. Đây là cách nó hoạt động. 1. Chuẩn bị sẵn trong trí óc một địa điểm được bố trí rõ ràng. Ví dụ, bạn thiết kế ngôi nhà, một hành trình hoặc một trung tâm mua sắm. 2. Tạo ra các vật đánh dấu hoặc các vị trí trong địa điểm này, giống như chúng ta đã làm với phương pháp danh mục chiếc ô tô và bộ phận cơ thể, theo một trình tự dễ nhớ. 3. Tạo ra hình ảnh rõ ràng, sử dụng nguyên tắc xem cho thông tin mà bạn muốn ghi nhớ. 4. Đặt mỗi mục bạn cố gắng ghi nhớ vào một vị trí được đánh dấu. Tóm lại, nó đơn giản là việc tìm ra chỗ như một lộ trình, một hành trình hay một tài cao ốc trong trí óc để lưu trữ thông tin. Sau đó bạn lưu trữ nó. Hệ thống này giúp việc ghi nhớ khối lượng thông tin lớn trở nên dễ dàng, như nhớ một chuyến đi tới cửa hàng gần nhất. Bạn sẽ lại sử dụng công thức này, dài hạn cộng ngắn hạn bằng trung hạn. Hãy để tôi giới thiệu phương pháp hành trình bằng một bài tập ngắn. Chúng ta sẽ lưu trữ 12 nguyên tắc hữu ích trong một cuốn sách của Ron C. Maxwell. Tôi thực sự thích những cuốn sách của ông vì chúng luôn có bố cục chặt chẽ và do đó lưu trữ thông tin trở nên dễ dàng hơn. Ông thường tạo ra một danh sách tóm tắt các chủ đề sẽ nói tới, rồi sau đó viết chi tiết hơn về mỗi chủ đề. Bạn có thể sử dụng các hệ thống để ghi nhớ mọi danh sách và quy luật của ông để trở thành chuyên gia trong vai trò lãnh đạo. Một khi thông tin nằm trong ma trận có thể nhớ được, nó sẽ bắt đầu thu hút nhiều thông tin hơn. Nó giúp ích cho việc lưu trữ và sử dụng trong dài hạn. Sẽ dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều khi thông tin nằm sẵn trong đầu bạn, vì chúng ta thu nạp thông tin để làm gì nếu không thể gợi nhớ những gì mình biết. Trong cuốn Today Matters, để hôm nay trở thành kiệt tác, ông chia sẻ 12 từ khóa mà bạn có thể tập trung hàng ngày để thành công hơn và hoàn thành được nhiều điều hơn trong cuộc sống. Như ông nói, bạn sẽ không bao giờ thay đổi được cuộc sống cho đến khi thay đổi điều vẫn làm hàng ngày. Ông gọi chúng là 12 việc hàng ngày. Dưới đây là những từ khóa: 1. Thái độ. 2. Ưu tiên. 3. Sức khỏe. 4. Gia đình. 5. Suy nghĩ. 6. Cam kết. 7. Tài chính. 8. Đức tin. 9. Quan hệ. 10. Hào phóng. 11. Giá trị. 12. Phát triển. Hầu hết mọi người sẽ đọc đi đọc lại danh sách thông tin và tìm cách nhồi chúng vào trí nhớ. Học vẹt và nhắc lại liên tục tạo ra tâm lý ác cảm với việc học và gây chán nản. Bạn càng hỏa hóa được nhiều thông tin vào trong trí óc thì việc học càng hiệu quả. Hãy sử dụng một phương pháp để tìm niềm vui hàng ngày, kể cả trong vận xui. Giờ đây, những gì chúng ta phải làm là tập trung chú ý và kết nối những ý nghĩ tới một địa điểm. Hãy cùng thử làm bài tập nhỏ này với tôi. Tôi sẽ dùng 4 căn phòng trong ngôi nhà của mình để làm thành một cuộc hành trình nhằm đưa bạn ví dụ về cách sử dụng hệ thống này. Các căn phòng là những ngăn chứa trong trí óc mà tôi có thể sử dụng để lưu trữ thông tin mới. Hãy để tôi dẫn bạn đi khắp ngôi nhà và cùng nhau lưu trữ thông tin. Đảm bảo rằng các vật liệu đánh dấu của bạn đều dễ dàng đi theo thứ tự. Sau đó xem xét lại các vật đánh dấu nhằm đảm bảo mình có những ngăn lưu trữ trống. Các vị trí cũng phải gần nhau nhưng có khoảng cách rõ ràng. Đây là sơ đồ trong trí óc tôi về 4 căn phòng và 12 vị trí mà chúng ta sẽ sử dụng. Đó là phòng 1, bếp. 1, máy giặt. 2, tủ lạnh. 3, bếp. Phòng 2, phòng khách. 4, ghế. 5, TV. 6, xe đạp tập thể dục. Phòng 3, phòng ngủ. 7, gương. 8, tủ quần áo. 9, giường. Phòng 4, phòng tắm. 10, bồn tắm. 11, vòi sen. 12, bồn cầu. Nếu tôi đưa bạn một cái hộp có 12 thứ ở trong đó, bạn có thể đặt chúng lên đồ đạc trong nhà tôi được không? Tất nhiên là có. Điều ta cần làm bây giờ là biến thông tin thành thứ hữu hình, như một đồ vật chẳng hạn, rồi đặt chúng vào căn phòng. Chúng ta bắt đầu ở bếp. Từ đầu tiên là thái độ. Hãy tưởng tượng ai đó có thái độ thực sự, rồi nhảy vào trong chiếc máy giặt nhà bạn. Hãy gột sạch thái độ của người này trong chiếc máy giặt. Hãy áp dụng nguyên tắc xem. Ở vị trí tiếp theo, hãy tưởng tượng bạn đang viết mọi ưu tiên của mình lên cánh tủ lạnh. Sử dụng một vật đánh dấu cố định và nghĩ về cách những ưu tiên của bạn được lưu giữ mãi mãi trên cánh cửa tủ lạnh. Hãy tưởng tượng một vận động viên thể hình khỏe mạnh đang làm một chiếc bánh táo và nhét nó vào bếp nướng. Những bánh táo cũng gợi nhớ đến sức khỏe. Nào, cái gì ở trong máy giặt, trên tủ lạnh, ở trong bếp nướng?
Giờ ta sang phòng khách. Vị trí đầu tiên là những cái ghế. Hãy tưởng tượng cả gia đình bạn đang nhảy chồm trên ghế. Hình ảnh càng thiếu logic thì sẽ càng nhớ lâu. Vị trí thứ hai là chiếc TV. Tưởng tượng một bong bóng tư duy đang bay khỏi TV, bởi vì nó là một chiếc máy suy nghĩ. Nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Vị trí cuối cùng trong căn phòng là xe đạp thể dục. Vậy hãy tưởng tượng mình đang lùn sục, nhắc nhở bạn về cam kết của mình về chiếc xe đạp thể dục. Đó cũng là cam kết sử dụng chiếc xe đạp. Trong phòng ngủ, vị trí đầu tiên là gương, và ở đây hãy tưởng tượng tiền bay ra khỏi gương. Tài chính là một chiếc gương phản ánh năng suất của bạn. Bất cứ cái gì đại diện cho đức tin, bạn hãy đặt nó vào trong tủ quần áo, đặt đức tin trên mọi cái giá hoặc mắc treo. Từ tiếp theo chúng ta muốn đặt vào hành trình trí nhớ là mối quan hệ, và đó là ở trên giường. Được rồi, ở đây bạn có thể tự tạo ra bức tranh của riêng mình. Căn phòng cuối cùng là phòng tắm. Tưởng tượng một vị thần nhảy ra khỏi bồn tắm và đưa cho bạn thứ bạn muốn. Vị thần gợi nhớ cho chúng ta về sự hào phóng. Hãy tưởng tượng chiếc vòi sen làm bằng vàng, hoặc bạn mở vòi nước và vàng chảy ra. Vàng có giá trị rất lớn và nó đại diện cho giá trị. Ở vị trí cuối cùng, bạn tưởng tượng một cái cây mọc ra từ bồn tắm để gợi nhớ từ phát triển. Từ nào gắn cho mỗi vị trí? Tuyệt vời, đó là lộ trình hoặc hành trình ghi nhớ đầu tiên của bạn. Và nó sẽ bắt đầu mở ra khả năng có một trí nhớ hoàn toàn, hoàn hảo cho bộ óc. Bạn vừa học 12 từ khóa trong cuốn Today Matters, để hôm nay trở thành kiệt tác của John Maxwell. Và nó dễ dàng như việc đi vòng quanh ngôi nhà của bạn. Bạn sẽ nhớ mọi từ nếu liên hệ chúng một cách đúng cách. Hãy thực hành vài lần và bạn sẽ học được 12 việc hàng ngày. Bạn sẽ nhận được kết quả tốt hơn với phương pháp này nếu sử dụng trong môi trường của riêng mình, vì bạn biết rõ thứ tự các vị trí. Hãy xem lại danh sách theo chiều ngược lại và bạn sẽ nhận thấy mọi thứ ẩn ở đó. Bằng cách xem lại theo chiều ngược, các hình ảnh sẽ trở nên rõ ràng hơn trong trí nhớ. Nếu tạo ra hình ảnh rõ ràng và đặt chúng trong một lộ trình, thì danh sách đó sẽ trở nên rất dễ nhớ. Phương pháp này giúp bạn hình dung ra bức tranh tổng thể và phóng to từng chi tiết. Các khái niệm được thổi hồn và trở nên cụ thể. Ghi nhớ điều được trải nghiệm trong trí óc luôn là điều dễ dàng hơn. Chúng ta ghi nhớ những gì mình nghĩ tới. Giờ hãy nghĩ về thông tin mà bạn học được. Mua cuốn để hôm nay trở thành kiệt tác và tập trung vào việc tạo ra những thay đổi nhỏ trong những lĩnh vực này hằng ngày và ghi nhớ để thực hiện. Phương pháp hành trình hoặc lộ trình này sẽ chỉ ra cho bạn điều khả thi. Mỗi cá nhân có trí nhớ tuyệt vời đều sử dụng phương pháp này nhiều hơn các phương pháp khác. Nó hiệu quả đến vậy vì bạn có thể tạo ra hàng nghìn chỗ lưu trữ. Hãy nghĩ xem bạn có thể tạo ra bao nhiêu vật đánh dấu. Chúng ta đều có một trí nhớ tuyệt vời cho các hành trình. Trong cuộc sống, bạn đã tới thăm nhiều nơi. Bạn có thể sử dụng các tòa nhà, bảo tàng, trường học, trung tâm mua sắm và gần như bất kỳ địa điểm nào bạn biết. Hãy đảm bảo chúng là những nơi bạn biết rõ, có tầm ảnh hưởng với bạn và phải đa dạng. Bạn có thể kéo dài lộ trình cho tới chừng nào mình muốn. Bạn có thể sử dụng một địa điểm hoặc lộ trình cho mọi chủ đề đang nghiên cứu. Nhớ là hãy vui vẻ. Hệ thống này sẽ thay đổi phương thức chúng ta học tập mãi mãi. Nỗ lực duy nhất mà bạn cần là tìm cách cải thiện khả năng tạo ra hình ảnh và đặt chúng vào một lộ trình quen thuộc trong tâm trí. Cảm giác như ta đang gian lận vậy, tựa trò cắt phao hay máy nhắc vào trong đầu. Hành trình giống như tờ giấy và hình ảnh giống như mực. Trí tưởng tượng có thể tạo ra bất kỳ thông tin nào trên một hành trình quen thuộc. Nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để ghi nhớ mọi kiểu thông tin, như cách tôi đã giúp các sinh viên y khoa, sinh viên luật, phi công, các nhà quản lý và các doanh nhân nhớ được mọi thông tin họ cần. Tôi cũng đã sử dụng phương pháp này để lưu trữ 10.000 chữ số đầu tiên của Shopee. Còn bạn của tôi là tiến sĩ Zip Swearjoy, đã nhớ được từng chữ trong một cuốn sách từ điển Oxford dày 1.774 trang. Nếu chịu dành thời gian, bất kỳ ai cũng có thể lưu trữ một lượng thông tin vô tận. Một số người lại nói, tôi không còn đủ chỗ để chứa mất. Nếu tôi đưa bạn một chiếc xe tải lượng chứa đồ chất đủ trong một trung tâm thương mại, liệu bạn có khả năng làm như vậy không? Tất nhiên là có. Nếu tìm kiếm, bạn sẽ thấy hàng nghìn chỗ trong sẵn trong trí óc của bạn. Hệ thống này không có giới hạn, chỉ có chính suy nghĩ của bạn là bị hạn chế mà thôi. Điều quan trọng là thực hành. Càng thực hành nhiều, bạn càng trở nên hoàn thiện. Chương 10. Kết nối suy nghĩ. Ký ức chẳng bao giờ đứng lẻ loi. Nó nằm ở cuối chuỗi ký ức. Nhiều chuỗi ký ức mà mỗi một chuỗi trong số đó có những mối liên kết của riêng mình. Louis L. Amor. Ở các chương trước, chúng ta đã học cách thổi hồn cho thông tin và lưu trữ chúng trong một hệ thống ngăn chứa dài hạn. Trong chương này, chúng ta sẽ học cách kết nối nhiều suy nghĩ lại với nhau hơn. Đó là cách định hướng sự chú ý và tăng cường trí tưởng tượng cùng khả năng liên kết các khái niệm.
Trí óc là một cỗ máy liên kết và nó không có giới hạn. Tôi thường nghe mọi người nói, ồ, bạn học bằng cách liên kết ư? Câu trả lời là chúng ta chỉ học được bằng cách liên kết. Học tập chính là liên hệ thông tin mới với thông tin cũ. Nó không diễn ra theo bất kỳ cách nào khác. Đó là việc tạo ra mối quan hệ giữa điều đã biết và điều chưa biết. Càng biết nhiều thì bạn càng dễ dàng kết nối nhiều thông tin và trở nên hiểu biết hơn. Giờ thì hãy cùng nhau ghi nhớ một danh sách để trải nghiệm phương pháp này. Nó có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cứ kiên trì và tôi sẽ giải thích cặn kẽ. Để giải thích chuyện này cần nhiều thời gian hơn so với tốc độ của điều diễn biến ra trong đầu bạn. Hãy đọc nó và nhớ sử dụng nguyên tắc xem. Tôi muốn bạn tưởng tượng mình đang rửa một bông hoa dính sơn. Hãy tưởng tượng ra bông hoa lem nhem màu trong tâm trí. Khi rửa bông hoa, bỗng nhiên nó bắt đầu phát triển thành một quả táo Adam khổng lồ. Một chiếc dép nơ sờn bỗng từ đâu phi tới, đập nát quả táo Adam. Chiếc dép nơ sờn dính, quả táo nát bét và hóa thành bài tập môn đại số. Người ta đưa bài tập môn đại số cho Marilyn Monroe và có cô ấy cũng bắt đầu tạo ra một quả táo Adam khổng lồ. Michael Jackson nhìn thấy quả táo Adam của cô ấy liền đập mạnh, vừa chạy vừa la hét rồi nhảy vào một chiếc xe tải mới để vặn buji. Chiếc xe tải mới công nhưng buji lại bị hang rỉ sắt. Hãy áp dụng nguyên tắc xem, khiến nó trở nên rất ngớ ngẩn, nguy hiểm và có thể để nó in sâu vào tâm trí. Cái buji hang rỉ sắt có hình dáng vô cùng kỳ quặc, giống như một cái tai lớn. Sau một hồi ra sức vặn, cái buji bông tai bị văng xuống hồ bông cô. Cây cối bên bờ hồ bông cô bỗng nhiên thay lá. Giờ hãy nhớ lại câu chuyện và mọi từ khóa. Nếu không nhớ hết, hãy đọc lại và tạo ra những kết nối mạnh mẽ hơn. Cùng xem liệu bạn có thể làm chiều ngược lại không. Vậy là bạn vừa học được 12 tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Bạn có thể tiếp tục ghi nhớ toàn bộ 44 vị tổng thống Mỹ chỉ bằng cách kết nối ý nghĩa này với ý nghĩa khác. Nếu có bất kỳ vấn đề gì trong việc gợi lại danh sách này, hãy khiến nó trở nên nổi bật hơn và tạo ra những liên kết rõ ràng hơn. Dưới đây là danh sách 12 tổng thống đó. 1. Washington, hoa dính sơn. 2. Adam, cha. 3. Jefferson, dép nơ sờn. 4. Madison, môn đại số. 5. Monroe. 6. Adam con. 7. Jackson. 8. Van Buren, vặn buji. 9. Harrison, hang rỉ sắt. 10. Tyler, tai lớn. 11. Polk, sông Bonco. 12. Taylor, thay lá. Một khi danh sách này nằm trong trí óc, hãy đọc nó theo chiều xuôi rồi lại theo chiều ngược vài lần để đảm bảo bạn nhớ được mọi thứ. Bạn cũng có thể thêm liên kết thông tin để có danh sách móc treo mới. Bạn có thể gắn mỗi vị phó tổng thống vào từng vị tổng thống như ta đã làm với các từ bằng tiếng nước ngoài và thủ đô các nước. Bạn cũng có thể nối các liên kết hoặc các câu chuyện với một vài hệ thống khác mới học được. Bạn có thể liên kết nhiều hơn một khái niệm tại một vị trí hoặc ngăn chứa cụ thể trên chiếc ô tô, cơ thể, các móc treo hoặc trong phương pháp hành trình. Với cách này, bạn có thể nhớ được hàng nghìn từ hoặc khái niệm bằng cách kết nối những liên kết đó với một hành trình ngắn hạn trong trí óc. Nó có tác động rất lớn vì chúng ta sử dụng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng nhiều hơn để khiến thông tin trở nên nổi bật, do đó kích thích sự quan tâm và trí tò mò, duy trì sự chú ý ở mức cao nhất. Với mỗi từ gợi nhớ về từ tiếp theo, bạn tạo ra những liên kết của riêng mình và mỗi lúc chỉ nhớ hai từ. Bạn cũng có thể dùng phương pháp này để nhớ các đoạn thông tin. Những gì bạn cần làm là cô đọng mọi thứ vào danh sách gồm những từ khóa rồi biến chúng thành những câu chuyện kết nối có ý nghĩa. Toàn bộ bảng chữ cái hoặc một cuốn sách có thể được cô đọng thành một câu chuyện lố bịch. Làm vậy sẽ dễ nhớ hơn, đem lại cho bạn một bài luyện tập trí óc tuyệt vời và nó rất vui. Chương 11. Nhớ tên. Hãy nhớ rằng đối với ai đó, tên của họ chính là âm thanh ngọt ngào nhất và quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Dale Carnegie. Chẳng có cái gọi là trí nhớ, tên giỏi hay tệ, chỉ có chiến lược tốt hay xấu mà thôi. Trong chương này, bạn sẽ học các chiến lược tạo ra sự khác biệt lớn đối với việc nhớ tên. Hãy cam kết ngay hôm nay để tiến bộ, đó là cam kết đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích và cứu bạn khỏi nhiều tình huống đáng xấu hổ. Trong chương 3, tôi đã chỉ cho bạn một vòng tròn tự thỏa mãn. Hãy từ bỏ niềm tin hạn chế của mình về trí nhớ tên và bắt đầu tập trung tìm ra một chiến thuật có thể giúp bạn. Hãy trở nên hào hứng và quan tâm đến những cái tên cùng cách mà chúng ta nhớ về ai đó dựa vào tên của họ. Hãy tưởng tượng mình đang gặp một người và nói rằng họ sẽ cho bạn $1,000,000 nếu bạn ghi nhớ được tên của họ sau một tuần nữa tính từ ngày hôm nay. Liệu bạn có ghi nhớ không?
Tất nhiên là có rồi. Chúng ta đều rất giỏi nhớ tên nếu đủ động cơ để ghi nhớ chúng. Các phương pháp tôi thích chia sẻ với bạn đã được sử dụng trong hàng thế kỷ. Chúng đòi hỏi bạn phải nghĩ khác đi và sử dụng trí óc liên hệ bình thường của bạn. Một số người nói rằng họ đã thử liên kết để ghi nhớ tên nhưng không hiệu quả. Nó không hiệu quả nếu bạn không thực hành. Chẳng có thứ gì trên đời này hiệu quả trừ phi bạn làm việc với nó. Tất cả những nhà vô địch trí nhớ đều đang sử dụng phương pháp liên hệ và họ có thể ghi nhớ dễ dàng khoảng 100 cái tên trong gần nửa giờ đồng hồ. Tôi tin rằng nếu bạn sao chép chiến thuật của các nhà vô địch, bạn cũng có thể nhận lại kết quả tương tự, còn nếu không thì sẽ không đạt được. Trí nhớ chưa qua huấn luyện, không đáng tin cậy lắm. Người bình thường phó mặc trí nhớ của họ cho may rủi, hy vọng rằng cái tên đó bằng cách nào đó sẽ được lưu trữ. Các chiến thuật mà tôi chia sẻ với bạn đều hiệu quả, hãy sử dụng chúng. Bây giờ nếu bạn muốn ghi nhớ những cái tên như những bậc thầy ghi nhớ thì bạn phải tập trung vào 4 chữ C. 1. Chú ý tập trung. Khi ở đó cùng tên với bạn thì bạn nhớ tên của họ không? Có, bởi vì bạn quan tâm tới cái tên đó. Bạn luôn nghe thấy nó và sự chú ý của bạn đạt đỉnh điểm. Cái tên có ý nghĩa với bạn và bạn cũng kết nối nó với bản thân mình. Nếu sử dụng chiến thuật cơ bản này với tất cả mọi người bạn gặp thì bạn sẽ ghi nhớ được tên của họ. Khi chúng ta được giới thiệu với một người, mọi người nói tên của mình nhanh tới mức không ai có thể nghe ra. Hãy kiểm soát phần giới thiệu. Để có thể thực sự nghe được tên thì bạn phải làm chậm việc giới thiệu lại. Hãy giỏng tay lên và thực sự lắng nghe cái tên. Biến việc ghi nhớ tên trở thành thứ gì đó quan trọng với bạn. Oliver Wendell Holmes đã nói: một người hẳn phải nắm được thứ gì đó trước khi có thể quên nó. Trước tiên bạn cần phải thực sự nghe thấy cái tên. Nếu không nghe thấy được thứ gì thì bạn sẽ không ghi nhớ được nó. Bạn phải biến nó thành một thứ ký ức trước. Nếu như bạn nghe thấy tên của một người và lặp lại nó thì bạn sẽ cải thiện ghi nhớ. Nếu bạn không nghe thấy tên, hãy nhờ người đó nhắc lại một lần nữa. Và nếu là một cái tên khó thì hãy nhờ họ đánh phần cho bạn. Hãy lắng nghe và thực sự quan tâm tới tên người khác. Chúng ta thường quá lo lắng về việc được quan tâm tới mức quên mất việc quan tâm người khác. Khi trở nên quan tâm thì bạn muốn lắng nghe những cái tên. Hãy học cách lắng nghe mọi người từ góc nhìn của họ chứ không phải của bạn. Việc đó không chỉ cải thiện trí nhớ tên mà còn cả trí thông minh xã hội của bạn. 2. Chế tạo hình ảnh. Bạn phải tạo hình ảnh cho cái tên đó trong trí óc để có thể tái tạo nó sau này. Bạn từng nghe người ta nói: tôi biết mặt nhưng không thể nhớ ra tên. Bạn chẳng bao giờ nghe ai nói: tôi biết rõ khuôn mặt này mà không nhớ nổi. Chúng ta ghi nhớ khuôn mặt bởi vì hình ảnh là thành một hình ảnh trong tâm trí. Còn những cái tên thường không dính vì chúng ta không cố nhớ chúng bằng trí nhớ âm thanh hoặc giọng nói nhỏ nhẹ của mình. Chẳng có ý nghĩa gì nếu cố gắng một âm thanh với một hình ảnh, tất nhiên là không thể được. Thêm vào đó, trí nhớ âm thanh không bao giờ vững chắc như trí nhớ hình ảnh. Để lưu giữ một thông tin, chúng ta phải tạo ra hình ảnh từ cái tên đó. Bạn còn nhớ cách tạo hình ảnh từ tên khi chúng ta học về các đời tổng thống không? Khi mang đến ý nghĩa của một cái tên thì bạn có thể ghi nhớ nó. Khi đặt một cái tên vào tâm trí rồi không làm gì với nó thì nó sẽ biến mất và bạn không thể tìm lại được nữa. Điều này là do trí nhớ làm việc không lưu trữ thông tin. Vì vậy, để lưu trữ nó, bạn cần phụ tá đến từ trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Bạn phải thực sự nghĩ về cái tên để ghi nhớ nó, bởi chúng ta chỉ ghi nhớ những điều chúng ta nghĩ về. Khi được giới thiệu với ai đó, bạn chỉ có 20 giây để nghĩ về cái tên và tạo ra một liên hệ. Nếu không làm gì với cái tên trong 20 giây này thì cái tên sẽ biến mất. Bạn mang lại càng nhiều liên kết và ý nghĩa cho cái tên thì nó càng dính. Một vài cái tên sẽ tự nhiên tạo ra những hình ảnh như các họ Baker, thợ bánh, Roger, cuộc dạo chơi trên biển, hoặc Ratner, người làm vườn. Họ của tôi là Horsley và bạn có thể nghĩ về một chú hựa và Bruce Lee. Tên của tôi là Kelvin và đọc giống như kề vai, khiến cho việc tạo hình ảnh và ý nghĩa từ tên của tôi dễ dàng. Các tên khác có thể khó hơn, nhưng bằng việc sử dụng một chút sáng tạo thì bất kỳ cái tên nào cũng có thể được gắn cho một ý nghĩa và biến thành bức tranh. 3. Chấp nối. Hãy nhớ rằng tất cả việc học tập chính là tạo ra một mối quan hệ giữa những cái đã biết và những cái chưa biết. Bạn đã biết khuôn mặt nên cần phải liên kết cái tên chưa biết với khuôn mặt đã biết. Khi bạn thấy khuôn mặt thì nó phải hoạt động như một công tắc hoặc móc treo để mang lại cho bạn nhận thức về cái tên đó. Đây là một số phương pháp để tạo sự liên kết, chấp nối thông tin. Giải thích tất cả các phương pháp bạn đã học ở đây mất thời gian hơn nhiều so với việc sử dụng chúng. Liên kết so sánh. Với phương pháp này, bạn liên kết người đó với một cái tên bạn đã biết. Giả sử chúng ta gặp được một người tên Roger. Để nhớ cái tên này, hãy nghĩ về một người trùng tên mà bạn đã biết.
Bạn có biết một người tên George nào khác không? Thậm chí bạn có thể nghĩ tới một người nổi tiếng và có tên như thế, như George Bush chẳng hạn. Bây giờ tất cả những gì chúng ta làm trong đầu là so sánh hai người đó. Màu tóc của George mà ta gặp là màu gì? Màu tóc của George kia là màu gì? Bằng việc so sánh đặc điểm này, bạn sẽ chú ý nhiều hơn và do đó tạo nên một liên kết vững chắc hơn. Hãy so sánh càng nhiều đặc điểm khác nhau càng tốt, rồi bạn sẽ tập trung sự chú ý và tạo một ấn tượng dài hạn cho việc gợi nhớ hoàn hảo. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Hãy so sánh hai khuôn mặt trong trí óc và bạn sẽ ghi nhớ chúng. Thậm chí, hãy tác động thêm trí nhớ bằng cách tưởng tượng người đó có hai đầu. Một đầu của họ và đầu kia là của người trùng tên mà bạn đã biết. Tôi thích phương pháp này bởi vì nó giúp bạn vừa ghi nhớ tên của người mới, vừa củng cố tên của người cũ. Phương pháp này chỉ mất vài giây để giúp ghi nhớ tên của một người mãi mãi. Chúng ta đang sử dụng quy tắc ghi nhớ là lấy một cái tên dài hạn và sử dụng nó để nhớ cái tên ngắn hạn. Một vài người thắc mắc điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có một cái tên tương tự để so sánh. Khi đó chúng ta có thể sử dụng một trong các phương pháp mà tôi sẽ chỉ ra sau đây. Hãy tìm ra một hệ thống hiệu quả nhất với bạn. Liên kết khuôn mặt. Với phương pháp này, bạn tạo ra một liên kết giữa tên và một đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt người đó. Khuôn mặt mỗi người là duy nhất và mọi khuôn mặt đều có một đặc điểm nổi bật. Hãy để tôi lấy một ví dụ. Thử tưởng tượng bạn được giới thiệu với một người phụ nữ và điều đầu tiên bạn chú ý là khuôn mặt cô ấy. Có đôi mắt xanh, thâu thẳm, đầy ma quái. Đó sẽ là đặc điểm nổi bật của cô. Khi cô cho bạn biết tên thì bạn có sẵn một chỗ để lắp cái tên đó rồi. Giả sử cô nói tên mình là Janice. Bạn sẽ tạo ra một hình ảnh có cái tên Jenny nghe giống như nhện gai. Sau đó bạn tạo liên kết và mường tượng như phim kinh dị. Một đàn nhện gai đang bò ra từ đôi mắt xanh sâu thẳm và ma quái. Gai từ chúng bắn ra tứ phía. Còn đây là một ví dụ khác. Hãy tưởng tượng bạn gặp một người đàn ông và chú ý rằng anh ta tên là Peter với một cái mũi to. Biến cái tên thành một bức tranh, bạn có thể tưởng tượng ra một chiếc phi cơ. Sau đó nhanh chóng tạo ra liên kết rằng chiếc phi cơ chui ra từ chiếc mũi khổng lồ của anh ta. Bằng cách tạo ra các liên kết dễ nhớ và ngớ ngẩn, bạn sẽ kết nối được khuôn mặt với cái tên với nhau. Với phương pháp này, đừng bao giờ nói cho bất kỳ ai những gì xảy ra trong tâm trí bạn. Nó riêng tư và nhiều người có thể cảm thấy bị xúc phạm. Tôi còn nhớ lần đầu gặp một phụ nữ có tên Hazel. Cô hỏi tôi làm sao có thể nhớ được tên cô và tôi đã cho cô biết. Thật là một sai lầm lớn. Tôi đã nói mình nghĩ về câu chuyện nhổ củ cải dành cho em bé. Trong đó mọi người hò nhau, hay vô, hay vô. Cô không mấy ấn tượng. Hãy nhớ rằng hầu hết mọi người định danh bằng tên của mình. Việc bạn làm trò với nó có nghĩa là bạn đang làm trò với họ. Một vài câu hỏi của mọi người về hệ thống này. Điều gì xảy ra nếu tôi gặp 4 người và tất cả bọn họ đều có cái mũi nổi bật? Tìm kiếm đặc điểm nổi bật giúp bạn tập trung vào khuôn mặt không giống như cách bạn đã từng làm trước đây. Hầu hết mọi người không bao giờ thực sự nhìn vào đối phương khi gặp họ. Do đó, đặc điểm nổi bật giúp bạn điều hướng sự chú ý vào khuôn mặt là tạo ra một mối liên kết. Tôi đã thực hiện một màn trình diễn khi tôi phải nhớ 100 cái tên trong vòng nửa giờ đồng hồ bằng phương pháp này. Khi gặp 100 người mà bạn sử dụng nhiều đặc điểm giống nhau, nhưng thật ngạc nhiên là không bao giờ có nhầm lẫn nào. Hãy vào Facebook và thực hành phương pháp này. Có hàng triệu khuôn mặt cho bạn lựa chọn. Tôi có thể liên kết tên với quần áo của một người. Có, nhưng chỉ khi bạn cũng chú ý tới khuôn mặt người đó. Mọi người đều thay quần áo nhưng khuôn mặt của họ là duy nhất và ít thay đổi. Điều gì xảy ra nếu tôi thấy khó khăn trong việc tạo ra một hình ảnh cho tên của người đó? Bạn có thể tưởng tượng việc viết lên trán của họ. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng một cây bút tâm trí nét đậm màu đỏ. Tất cả đều là sáng tạo thôi mà. Nếu bạn tạo nên tên của họ trong tâm trí thì bạn sẽ dễ dàng nhớ được tên tương tự như việc ghi nhớ khuôn mặt. Liên kết vị trí gặp gỡ. Khi gặp ai đó lần đầu, chúng ta có xu hướng ghi nhớ nơi mà ta gặp họ. Vị trí tạo ra một ấn tượng rõ ràng trong bộ nhớ của chúng ta, nhưng cái tên thì lại không thể tìm thấy ở đâu cả. Với phương pháp này, chúng ta kết nối tên với nơi chốn mà chúng ta gặp người đó. Chúng ta sử dụng một mốc treo hành trình để ghi nhớ tên. Giả sử bạn gặp một người phụ nữ tên Rose, hãy tự hỏi, mình sẽ nhớ gì về nơi mà mình gặp cô ấy nhỉ? Giả sử bạn cho rằng mình sẽ nhớ cái bàn buffet, thì khi bạn có thể liên kết một bông hoa hồng màu đỏ thật to với nó và nghĩ về nơi này, bạn sẽ nhớ tên cô ấy. 4. Chăm chỉ sử dụng. Nếu bạn tập trung và có một cái tên, hãy làm cho nó có ý nghĩa và liên kết nó với đối phương. Việc này cho phép bạn ghi nhớ tên trong dài hạn hoặc ngắn hạn.
Tuy nhiên, để làm cho cái tên gắn chặt vào trong bộ nhớ mãi mãi thì bạn phải tiếp tục sử dụng chúng. Hãy nói chuyện về cái tên, nếu đó là một tên nước ngoài thì hãy nói ý nghĩa của nó, cách đánh vần nó như thế nào. Đồng thời, hãy sử dụng cái tên trong hội thoại. Càng nói nhiều về cái tên, bạn càng ít phụ thuộc vào trí nhớ làm việc và bạn sẽ bắt đầu ghi nhớ nó. Hãy tự hỏi trong đầu, tên của người đó là gì? Tìm câu trả lời rồi lại tự hỏi, có đúng không nhỉ? Hãy cố gắng củng cố liên kết trong ngày hoặc vào buổi tối. Hãy xem lại cái tên, tạo ra một thư mục tên của những người mà bạn muốn ghi nhớ trong nhật ký, máy tính hoặc điện thoại di động. Mời những người đó vào một trong những trang mạng xã hội của bạn, sao cho bạn có thể xem lại tên của họ, xem lại thường xuyên để giữ chúng trong trí nhớ dài hạn. Đó chỉ là vấn đề viết tên của họ và nơi bạn gặp họ. Hãy nhìn danh sách liên tục, bạn sẽ có một hệ thống ghi nhớ tên khổng lồ và bạn sẽ không bao giờ quên cái tên đó một lần nữa. Bạn có thể sử dụng các phương pháp này để ghi nhớ hàng trăm cái tên trong một lần gặp gỡ. Tất cả đều được thiết kế để cải thiện sự tập trung chú ý. Bởi khi bạn ghi nhớ một ai đó thì họ lại có lý do để ghi nhớ lại bạn. Chương 12. Nhớ số. Nhóm một chuỗi các ký tự lại với nhau sẽ được một từ hiển thị một thứ gì đó. Một hình ảnh, một cảm xúc, một con người. Ném đi một vài con số lại với nhau thì sẽ được, một con số khác. Dominic O'Brien. Các con số là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng hiếm người, thậm chí không có ai chỉ cho chúng ta cách ghi nhớ chúng hiệu quả. Bạn có thể sử dụng các thiết bị nhớ ngoài để ghi nhớ các con số và lựa chọn đẩy công việc đó cho thiết bị công nghệ. Nhưng nếu bạn đang kinh doanh và có thể nhớ lại được các thực tế cùng số liệu mà không cần phải tham khảo bộ não ngoài hoặc các ghi chép, thì điều đó sẽ giúp xây dựng niềm tin và sự chắc chắn. Ghi nhớ các thực tế và số liệu giúp xây dựng sự tự tin trong trí nhớ của bạn, xây dựng sức mạnh tinh thần và giống như việc tập thể hình cho não bộ. Người bình thường sẽ chỉ nhớ được khoảng 7 chữ số theo chiều xuôi và 4 hay 5 theo chiều ngược. Nếu bạn có một bộ nhớ được rèn luyện thì không có giới hạn nào cả. Tôi có thể ghi nhớ một con số ngẫu nhiên gồm 50 chữ số trong dưới 20 giây và 100 chữ số trong vòng 45 giây. Tôi đã đưa trí nhớ số của mình vượt xa tất cả các giới hạn từng được thiết lập trong lĩnh vực này. Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra kết quả tương tự nếu họ biết chiến thuật. Nếu bạn thực hành các phương pháp và tự hào với việc cải thiện bộ nhớ thì bạn cũng có thể phát triển các năng lực siêu nhân này. Nhiều người cố gắng lặp đi lặp lại các con số, cố gắng bám lấy chúng hết mình. Họ làm nhiều hơn những việc họ đã luôn làm để cố gắng cải thiện khả năng gợi nhớ của mình. Chúng ta không chỉ cải thiện qua thực hành, thậm chí nếu lặp lại một thói quen xấu thì bạn chỉ có thể kém đi. Bạn cũng cần một phương pháp mới. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp hình dáng con số để ghi nhớ các con số nhỏ. Như phương pháp mà tôi sắp đưa ra sau đây có thêm rất nhiều khả năng cùng ứng dụng. Thứ nào dễ nhớ hơn? Ứng viên tổng thống hay 26821261626? Rõ ràng là ứng viên tổng thống. Điều này thật dễ hiểu. Ngay khi nói ra là bạn đã ghi nhớ rồi. Nó có ý nghĩa và tạo thành hình ảnh trực quan trong trí óc bạn. Con số kia không có ý nghĩa gì và không dễ nhớ lắm. Do đó để ghi nhớ các con số, bạn cần phải mang lại ý nghĩa cho chúng. Những bậc thầy ghi nhớ sử dụng các hệ thống ghi nhớ rất đa dạng, nhưng hầu hết đều sử dụng hệ thống mà ở đó bạn thay đổi các con số thành những từ vựng rồi chuyển thành hình ảnh. Chúng ta lấy các con số và biến chúng thành nhiều hình dáng, sao cho chúng tạo thành các chữ cái. Sau đó chúng ta biến thành các chữ cái thành các từ. Nghe thì có vẻ rất nhiều việc, nhưng khi bạn đã có hệ thống mã riêng thì nó sẽ giúp quá trình ghi nhớ nhẹ nhàng hơn nhiều. Bộ mã bản thân nó đã tự ghi nhớ. Hãy gắn chặt với nó và cởi mở tâm trí như một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Đó cũng là một cách tuyệt vời để luyện tập trí thông minh, từ vựng và số học cùng lúc. Hãy bắt đầu với việc học các mật mã số. Hãy cứ bám theo quá trình này. Sẽ đến lúc tất cả đều hội tụ lại với nhau. Hãy bắt đầu với nguyên âm A, E, I, O và U. Các chữ cái này không có giá trị gì. Chúng hoạt động như những vật lấp đầy hoặc khoảng trống. Các chữ cái W, H, I cũng là những vật lấp đầy hoặc khoảng trống. Chúng không có giá trị. Hãy cứ ghi nhớ điều đó đã. Bây giờ hãy xem các con số trong các chữ cái sau đây. 0 là S, C, C. S nghe như tiếng huýt gió của một bánh xe, thứ trông giống số 0. 1 đại diện cho T, D và D. 2 là N, 3 là M. Nếu tạo ra từ cà chua thì số đó là số nào?
C O A không có giá trị, C O H 6 U không giá trị, A không giá trị, con số sẽ là 006. Từ nào sẽ tạo thành số 312? 3 M, 2 N và 1 D hoặc T. Bạn sẽ có các chữ cái MTN, MDN hoặc MDN. Nếu bổ sung nguyên âm A, ta có từ mặt nạ. Nếu thêm âm E thì ta sẽ có mè đen. Nó giống như một học một ngôn ngữ số mới. 4 là R, 5 là L, 6 là G, H, Q, X, W. Từ nào có thể tạo thành 654, 2 lần rơi. 7 là K, 8 là âm F hoặc V, 9 là âm B hoặc P. Trong giống hình ảnh trong gương và đảo ngược của số 9, nếu ta nói động thì đó là số nào? 126. Từ nào sẽ tạo thành số 98? Bả vai. Bây giờ bạn có thể thấy rằng các con số 2682, 126, 1626 dễ nhớ như thế nào? Ứng viên tổng thống. Bạn đã nhìn ra cách sử dụng phương pháp này để ghi nhớ bất kỳ số nào chưa? Bạn có thể nói rằng, nhưng giờ đây tôi phải ghi nhớ thêm một con số và một từ. Không, nó giống như việc bạn học đọc. Ban đầu bạn thực sự phải làm việc chăm chỉ để mã hóa thông tin, nhưng sau đó nó sẽ trở nên thật dễ dàng. Hãy nghĩ về con số 007, ngay lập tức bạn nghĩ về James Bond. Chúng ta đang cố gắng tạo ra cùng trải nghiệm với tất cả các con số mà bạn muốn ghi nhớ. Chúng ta dễ dàng ghi nhớ các thông tin vững chắc nên bạn không ghi nhớ nhiều hơn, bạn chỉ khiến nó trở nên dễ hơn thôi. Sẽ cần một chút thời gian để làm chủ điều này, nhưng một khi có nó, bạn sẽ có nó mãi mãi. Bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn một danh sách các từ tương đương với các con số từ 1 đến 100. Phương pháp này tuyệt vời ở chỗ bạn không cần phải lo lắng về đánh vần, nó làm việc dựa vào các âm thanh. 00 sắc, 01 sơ đồ, 02 sen, 03 sam, 04 soi rọi, 05 số lẻ, 06 sơ hở, 07 sao kê, 08 sợi vải, 09 sạp, 1 da, 2 na, 3 mơ, 4 rễ, 5 lá, 6 hoa, 7 kệ, 8 ví, 9 bò, 10 dốc, 11 tấc, 12 đèn, 13 dầm, 14 tua rua, 15 tơ lụa, 16 tò he, 17 toa kéo, 18 túi vải, 19 đập, 20 nóc, 21 nút, 22 nón, 23 nắm, 24 nở rộ, 25 núi lửa, 26 nồi hơi, 27 níu kéo, 28 nụ vối, 29 nếp, 30 móc, 31 mắt, 32 màng, 33 mâm, 34 múa rối, 35 mía lau, 36 mùa hè, 37 mẹ kế, 38 mua vui, 39 mập, 40 rác, 41 rết, 42 rốn, 43 rèm, 44 rủ rỉ, 45 rẫy lúa, 46 rau hẹ, 47 rễ keo, 48 reo vui, 49 rẹp, 50 lóc, 51 lục, 52 len, 53 lim, 54 lau rửa, 55 lơ là, 56 lão hóa, 57 ly kỳ, 58 lá vối, 59 lốp, 60 gốc, 62 hát, 63 hến, 64 xa rời, 65 hứa lèo, 66 hỉ hả, 67 hồi ký, 68 xôi vò, 69 xốp, 70 kỳ cọ, 71 két, 72 kén, 73 kem, 74 kéo ra, 75 kẻ lá, 76 kiệu gỗ, 77 kiêu kỳ, 78 kẻ vẽ, 79 kỳ bo, 80 vọt, 81 ví da, 82 van, 83 vẹn, 84 vò rượu, 85 vựa lúa, 86 vỉa hè, 87 vô kể, 88 vui vẻ, 89 vấp, 90 bạc, 91 bột, 92 bốn, 93 bơm, 95 bí rì, 96 bia hơi, 97 bờ kè, 98 bả vai, 99 bắp, 100 da cốc,
Nếu không thích từ nào trong danh sách trên, bạn hãy tự tạo ra từ cho riêng mình. Phương pháp này không chỉ để ghi nhớ các con số, bạn cũng có thể dùng nó như một hệ thống ghi nhớ móc treo khổng lồ và rất hiệu quả. Danh sách móc treo này tự ghi nhớ chính nó. Hãy ghi nhớ 10 từ một ngày. Giả sử bạn muốn ghi nhớ từ 10 tới 15. Với 10 từ đó là tóc, coi 1 là T và 0 là C. Thêm các nguyên âm để tạo ra từ tóc. Hãy tạo ra trong trí óc một hình ảnh rõ ràng về sợi tóc, mái tóc. Với 11, hãy nghĩ về các con số 11 tức là TT. Điền nguyên âm vào ta có tất. Hãy nhìn nó thật rõ ràng trong trí óc. Khi tới 15, chúng ta có thể tạo ra từ tơ lụa. Bạn có nhiều lợi thế khi biết phương pháp ghi nhớ này. Bạn có thể sử dụng nó để học 100 mẫu thông tin thật dễ dàng và theo thứ tự. Một khi có được các giá trị này, bạn có thể ghi nhớ bất kỳ con số nào và không có giới hạn. Khi mỗi số con số tượng trưng cho một hình ảnh thì bạn có thể giữ nó trong đầu và đặt nó trong một hệ thống để ghi nhớ bao nhiêu số tùy thích. Tôi cũng đã sử dụng phương pháp này để ghi nhớ các thống kê thể thao, giá cổ phiếu và bất kỳ thông tin then chốt nào liên quan tới các con số. Phương pháp này cũng hoạt động tốt để ghi nhớ những ngày tháng quan trọng trong lịch sử. Tôi thích ghi nhớ mốc ngày tháng vì nó liên kết các sự kiện lịch sử theo một dòng thời gian. Một khi thông tin này nằm trong trí nhớ của bạn thì nó sẽ dễ dàng liên hệ với các sự kiện khác. Với phương pháp này, tôi có thể ghi nhớ 100 ngày trong vòng 5 phút. Thêm nữa, đây chỉ là một phương pháp khác cho phép bạn bẫy những suy nghĩ của mình và khiến thông tin trở nên dễ ghi nhớ lại hơn. Đây là cách ghi nhớ ngày tháng. 1926, lần đầu tiên TV được ra mắt. Cách tôi nhớ ngày này là chỉ nhớ 3 con số cuối, bởi vì hầu hết các mốc thời gian chúng ta cần nhớ đều nằm trong 1.000 năm trở lại đây. Chúng ta hãy lấy 926 và sử dụng bộ mã để tạo thành từ búng. Bây giờ bạn sử dụng các phương pháp ghi nhớ, chúng ta có thể tưởng tượng rằng bạn búng vào cái TV và nó bắt đầu hoạt động. Năm 1969, con người đặt chân lên mặt trăng. Chúng ta có thể thấy một bát phở bò 969 trên mặt trăng. Hãy tưởng tượng bát phở bò thơm nức mũi. 1901, giải Nobel đầu tiên được trao. Chúng ta có thể tưởng tượng giải thưởng đầu tiên được trao trên một bãi cát 901. 1942, chiếc máy tính đầu tiên được phát triển. Chúng ta có thể hình dung ra chiếc máy tính trông giống như một đĩa bò rán 942. 1801, tàu ngầm đầu tiên được chế tạo. Hãy tưởng tượng rằng tàu ngầm được làm từ vôi cát 801. Phương pháp số này do Stanislaw von Weinstein phát triển vào những năm 1700. Ông đã mang nó tới nhận thức của chúng ta. Phương pháp này cần luyện tập. Bạn phải làm việc thực sự với nó để có thể làm việc cho bạn. Khi đó sẽ không có giới hạn nào cho trí nhớ số của bạn và nó sẽ giúp bạn trở nên hiểu biết hơn. Chương 13. Nghệ thuật trong ghi nhớ. Mức độ quan tâm được đánh giá qua việc bạn nhớ được bao nhiêu. Philip A. Borson. Trong chương này, tôi muốn chỉ cho bạn sức mạnh của việc biến đổi thông tin thành nghệ thuật. Chúng ta có thể tăng cường tất cả các hệ thống được dạy trong cuốn sách này bằng cách biến đổi chúng thành một hình vẽ, bức tranh hoặc hình ảnh. Khi sử dụng sự sáng tạo nhiều hơn thì bạn cũng sử dụng trí nhớ nhiều hơn. Đây là một phương pháp rất đơn giản. Bạn lấy thông tin và chỉ đơn giản là biến đổi nó thành một dạng nghệ thuật nào đó. Và rồi thông tin được ghi nhớ mãi mãi. Nó thu hút sự chú ý và khiến trí óc của bạn không thể buông bỏ. Như tôi đã nói từ trước, mọi từ ngữ đều là một bức tranh được vẽ bằng các chữ cái. Tất cả các từ để có thể gợi nhớ một hình ảnh có thể được vẽ ra và các hình ảnh đó được ghi nhận nhanh chóng vào não bộ. Nếu một hình ảnh có thể được biểu diễn dưới dạng 3D thì nó sẽ tăng cường tác động thị giác. Bởi đó là cách mà mọi thứ xuất hiện trong thế giới thực. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hình ảnh của Google hay sử dụng một phần mềm minh họa để tạo hình vẽ. Bạn cũng có thể cắt các bức ảnh từ tạp chí hoặc có thể chỉ đơn giản là sử dụng các nét vẽ nguệch ngoạc. Bất kỳ dạng nghệ thuật nào cũng có thể giúp bạn ghi nhớ nhiều hơn. Bạn có thể điêu khắc các thông tin, vẽ nó hay thậm chí là biểu diễn nó. Toàn bộ quá trình là về ghi nhớ sáng tạo, trở nên liên kết cũng như có liên hệ cá nhân nhiều hơn với thông tin. Sử dụng sức mạnh của Google hình ảnh để tạo ra các biểu đồ ghi nhớ. Đặt tất cả các hình ảnh trong một tài liệu Word hay PowerPoint và xem nó thường xuyên. Sau cho khi nhìn vào hình ảnh thì bạn sẽ học được ngay lập tức. Để tôi cho bạn hai ví dụ. Các bức tranh sau đây không được vẽ một cách chuyên nghiệp mà chỉ là các hình ảnh được vẽ phát dựa vào Google. Chúng được đặt cạnh nhau để tạo thành một bức tranh liên kết. Hãy nhìn vào các hình ảnh và xem có bao nhiêu hình ảnh được ghi nhận trong đầu bạn. Liên kết các hình ảnh thành một câu chuyện và nó sẽ tạo ra một mối liên kết thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Càng nghĩ sâu về bất kỳ thông tin nào, bạn sẽ càng nhớ chúng nhiều hơn. Bức ảnh này là một biểu đồ ghi nhớ 12 dây thần kinh hợp sọ xuất phát trực tiếp từ đầu não của chúng ta.
Liên kết bắt đầu với hình ảnh về cái mũi gợi nhớ liên tưởng về dây thần kinh khứu giác. Bức ảnh thứ hai là hình ảnh con mắt gợi liên tưởng trực tiếp đến dây thần kinh thị giác. Bức ảnh thứ ba là hình ảnh tay đang vặn nhẫn, đọc giống như dây thần kinh vận nhãn. Bức ảnh thứ tư là hình rồng rọc gợi liên tưởng trực tiếp tới dây thần kinh rồng rọc. Ba em bé sinh ba giống hệt nhau gợi nhớ về dây thần kinh sinh ba. Hình ảnh đang vặn nhẫn ra ngoài gợi nhớ về dây thần kinh vận nhãn ngoài. Hình ảnh mặt cười gợi về dây thần kinh mặt. Một tờ tiền, ngôi đình, một con ốc nằm trong tay chính là dây thần kinh tiền đình ốc tai. Tấm biển đường, thoại ngọc hầu gợi đến dây thần kinh thiệt hầu. Một củ khoai lang nằm trên cái thang gợi đến dây thần kinh lang thang. Dòng nữ phụ, đề, trên màn hình, tivi gợi đến dây thần kinh phụ. Và hình ảnh một người buồn bã cầm nhiệt kế chỉ mức nhiệt hạ xuống 37 độ C chính là dây thần kinh hạ thiệt, hạ nhiệt, đọc gần đóng như hạ thiệt. Những hình ảnh này đang gợi ý các công tắc ngắn trong trí óc giúp bạn nhớ lại thông tin nội dung chính. Bằng cách nhìn, liên kết và tận dụng hình ảnh, bạn sẽ làm các liên kết trí nhớ mạnh mẽ hơn và dễ gợi ra hơn. Hãy thử xem nhé. Ví dụ tiếp theo là một bức tranh giúp bạn nhớ 10 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Đầu tiên, chúng ta có ba nốt nhạc mi đồ rê nắm tay nhau. Mi đồ rê gợi về hydro. Ba nốt nhạc mi đồ rê nắm tay nhau tiến tới tấm biển thành phố New Delhi. Heli. Trên tấm biển đó có treo một bóng đèn liwa. Liwa gợi về li thi. Bóng đèn liwa đang chiếu thẳng một người phụ nữ béo phì, Berry. Một con bò từ đâu lao tới chỗ người béo phì. Con bò kéo theo một chiếc xe cát chở một túi bông, carbon. Nhà khoa học Newton, Nitơ đang trượt vào chiếc xe cát chở bông. Cạnh đó là một bình khí oxy. Bình oxy đó dành cho người phụ nữ bị ho, floor. Sau lưng người phụ nữ bị ho có một tấm biển đèn neon, neon nhấp nháy. Nhìn vào bức tranh một lần nữa tạo ra các liên kết và nó sẽ được cài đặt vào trí nhớ của bạn. Nếu muốn ghi nhớ toàn bộ bản tuần hoàn, bạn có thể tạo nên một vài hình ảnh nữa rồi tất cả sẽ được cài đặt. Bạn có thể sử dụng các biểu đồ để ghi nhớ giúp trẻ nhớ đánh vần tiếng Anh. Sau đây là một vài ví dụ. Một chiếc xe buýt đâm vào một bức tường. Bird's nest, business. Hai con rắn, hai chữ S trong từ desert. Đây cũng là một cách tuyệt vời để làm sáng tỏ các vấn đề nhập nhằng giữa các từ đồng âm. Bất kỳ thông tin nào cũng có thể được thể hiện dưới dạng hình vẽ, tranh, ảnh hoặc điêu khắc. Hãy cố gắng biến đổi các thông tin quan trọng mà bạn cần trong cuộc sống thành hình ảnh sao cho bạn có thể dễ dàng thấy nó trong trí nhớ. Hãy sử dụng nghệ thuật để ghi nhớ và chúc vui vẻ. Một cách tuyệt vời khác để bộ não sáng tạo bạn làm việc để lập kế hoạch và ghi nhớ là bản đồ tư duy. My Mapping đã được đăng ký bản quyền bởi Tony Vision. Hệ thống ghi nhớ của bạn vận hành nhanh chóng và hiệu quả tới mức bạn hiếm khi nhận ra sự hoạt động của nó. Daniel T. William. Một trong những cách tốt nhất để quan sát hoạt động trí óc và trí nhớ là thông qua bản đồ tư duy. Khi áp dụng phương pháp này vào cuộc sống, nó sẽ thay đổi cách thức bạn tư duy. Đây là cách hiệu quả để tổ chức thông tin tư duy trên giấy và ghi nhớ nhiều hơn trong đầu. Tony Vision là người phát minh ra bản đồ tư duy và là tác giả của hơn 80 cuốn sách. Ông đã tạo ra công cụ tư duy tuyệt vời hồi đầu những thập niên 70 và phương pháp này đã dần hoàn thiện để trở thành một trong những công cụ học tập và tư duy hiệu quả nhất thế giới. Tony gọi bản đồ tư duy này là dao quân dụng thụy sĩ cho não bộ. Nó không chỉ là phương pháp mở rộng trí nhớ của bạn mà còn là một cách cải thiện kỹ năng tư duy. Sơ đồ tư duy có thể được sử dụng cho ghi nhớ, học tập, thuyết trình, truyền thông, tổ chức, lập kế hoạch, hội họp, đàm phán và tất cả các kiểu tư duy. Bản đồ tư duy là một phương pháp đa giác quan để truyền tải những suy nghĩ của bạn lên giấy. Nó vô cùng đơn giản và dễ sử dụng. Ban đầu nó có thể đòi hỏi một chút thực hành nhưng sau đó bộ não của bạn sẽ ghi nhớ cách thức để vui vẻ với nó và cuộc sống cũng như việc học hành của bạn sẽ chẳng bao giờ còn như cũ. Bản đồ tư duy là một phương pháp tuyệt vời để cấu trúc hóa thông tin sao cho bạn có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể cùng các chi tiết của nó. Với những ghi chú tuyến tính, tức là những danh sách và gạch đầu dòng, bạn sẽ không bao giờ có được sự mềm dẻo như bản đồ tư duy. Để trở thành một người sử dụng bản đồ tư duy thành công, bạn cần có những thứ sau. 1. Bộ não. 2. Một tờ giấy trắng càng to càng tốt và xoay chiều ngang. 3. Thật nhiều bút bi và chì màu. Cách tốt nhất để giải thích cho một bản đồ tư duy là lập bản đồ cho một thứ gì đó. Bản đồ tư duy mà tôi sẽ tạo dưới đây là về tất cả những hệ thống mà tôi đã chia sẻ với bạn trong cuốn sách này. Với mỗi bản đồ tư duy, bạn bắt đầu ở trung tâm một trang giấy trắng với một hình ảnh trung tâm. Hình ảnh trung tâm này là tất cả những gì bản đồ tư duy nói về xoay quanh. Do đó tôi sẽ gọi hình ảnh trung tâm này là các hệ thống. Như giờ đây chúng ta đã biết, hình ảnh thì dễ nhớ và kích thích sáng tạo hơn. Bước 1. Hệ thống.
Bước 2, khi đã có hình ảnh trung tâm, bạn phải kết nối các nhánh của nó và tạo các tiêu đề. Các nhánh chính là tất cả những hệ thống ghi nhớ mà chúng ta đã trao đổi. Bước 3, khi đã có các nhánh chính, chúng ta có thể kết nối các nhánh cấp thứ 2 và thứ 3 để cung cấp thêm chi tiết cho mọi nhánh chính. Chúng ta thậm chí có thể bổ sung thêm các nhánh và những nhánh đã có thể giúp làm rõ các ý tưởng hoặc cung cấp thêm chi tiết. Hãy nhớ chỉ dùng một từ cho mỗi nhánh. Điều này khiến cho trí óc kết hợp của bạn bùng nổ một cách thoải mái và nhớ cho thêm thật nhiều hình ảnh. Mỗi nhánh chính cũng có một màu riêng để giúp phân biệt các nhánh hoặc các nội dung khác nhau. Một bản đồ tư duy có thể không bao giờ kết thúc bởi trí óc liên kết của bạn luôn có thể tìm ra thêm ký ức nữa. Bản đồ tư duy rất thú vị, chúng rất vui đồng thời tận dụng được bộ não sáng tạo của bạn. Nếu chọn gắn bó với nó, bạn sẽ đưa trí óc của mình lên một tầm cao mới. Bạn sẽ cải thiện sự sáng tạo, năng lực lập kế hoạch, phát triển não bộ, tăng cường sức mạnh cho trí nhớ cùng năng lực quan sát. Bạn có thể sử dụng bản đồ tư duy trong mọi lĩnh vực học tập. Chúng có thể sử dụng vô cùng hiệu quả để tổng kết một lượng thông tin lớn và để tìm ra thực chất của những gì đang trao đổi. Đây là một bản đồ tư duy mà tôi đã tạo ra trong cuốn 7 thói quen của người thành đạt. Bạn sẽ để ý thấy rằng mỗi nhánh chính là một khái niệm mà chúng ta đã ghi nhớ trong danh sách chiếc ô tô. Bản đồ tư duy này tổng kết các nội dung then chốt trong toàn bộ cuốn sách của Stephen Covey. Tôi đã tạo ra bản đồ tư duy này bằng phần mềm iMindMap. Có rất nhiều chương trình lập bản đồ tư duy trên máy tính nhưng không chương trình nào gần và đạt sự linh hoạt và tiện ích như iMindMap. Hãy thử và bạn sẽ ngạc nhiên về những gì bạn có thể đạt được chỉ với một công cụ tư duy này. Chương 14. Sử dụng các phương pháp. Thành công chẳng phải là ma thuật hay điều gì thần bí. Thành công là một hệ quả tự nhiên của việc áp dụng kiên định các kiến thức nền tảng. Jim Rohn. Bây giờ khi đã biết những nguyên tắc cơ bản của phương pháp ghi nhớ, bạn có thể thành công với bất kỳ thông tin nào. Sáng tạo hơn với thông tin sẽ giúp tăng sự thu hút của tâm trí với một nội dung cần ghi nhớ và khiến nó trở thành một phần trong thực tại của bạn, nhờ đó cải thiện trí nhớ. Trong chương này, tôi muốn chia sẻ với bạn cách điều chỉnh thích hợp các phương pháp để ghi nhớ hầu như mọi thứ. Tôi sẽ cung cấp những chỉ dẫn ngắn gọn về cách nhớ thông tin từng từ một, nhớ các bài thuyết trình làm thế nào để loại bỏ sự đãng trí, ghi nhớ các lá bài đang chơi và cách ghi nhớ bất kỳ thứ gì bạn học. 1. Ghi nhớ từng từ với một thông tin dạng viết. Trí nhớ là cuốn nhật ký mà tất cả chúng ta luôn mang theo bên mình. Oscar Wilde. Đây là phương pháp mà tôi sử dụng để ghi nhớ từng từ một. Nếu làm việc với phương pháp này, bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ bất kỳ thông tin dạng viết nào. Bạn có thể sử dụng nó để nhớ các trích dẫn, thơ ca, định nghĩa hoặc các văn bản tôn giáo. Ghi nhớ nguyên văn thông tin có thể giúp bạn trong thuyết trình, đàm phán hoặc hội họp. Bạn cũng có thể sử dụng nó để ghi nhớ thông tin sao cho bạn có thể lấy nó ra khi cần chút nguồn cảm hứng. Nó cũng hữu ích trong các bài kiểm tra để ghi nhớ các định nghĩa và khái niệm quan trọng. Ghi nhớ và trích dẫn các bài thơ cũng là một cách tuyệt vời để rèn luyện trí óc và cải thiện khả năng thuyết trình của bạn. Nhiều văn bản tôn giáo nhắc đến tầm quan trọng của việc thuộc lòng các câu sướng sao cho bạn có thể sống theo các bài học được răng dạy. Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng câu trích dẫn gọi là thành công được cho là của Ralph Waldo Emerson. Thành tố đầu tiên của phương pháp này ghi nhớ này là tìm các từ khóa giúp bạn ghi nhớ phần văn bản còn lại. Hãy nhìn các từ khóa tôi đã chọn ra ở dưới đây. Thành công, cười thường xuyên và cười thật nhiều, giành lấy sự tôn trọng của những người thông minh và sự yêu mến của con trẻ, lĩnh lấy sự biết ơn của những chỉ trích trung thực và nhẫn nhịn sự phản bội của những người bạn giả dối, đánh giá cao vẻ đẹp, tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất ở người khác, làm cho thế giới tốt hơn một chút bằng một đứa trẻ khỏe mạnh, một khu vườn hoặc một điều kiện xã hội được cải thiện để biết thậm chí một cuộc đời trở nên dễ thở hơn bởi vì bạn đã sống. Đây chính là thành công. Một khi đã tìm ra các từ khóa, bước tiếp theo là tạo ra các hình ảnh từ chúng và đặt vào một trong những hệ thống mà bạn đã được học trong cuốn sách này. Hãy nhớ rằng trí tưởng tượng của bạn là cây bút và hệ thống là tờ giấy. Bạn có thể sử dụng một hành trình, cơ thể, một chiếc ô tô hay bất kỳ thứ gì có sẵn trong trí nhớ dài hạn của bạn. Thậm chí bạn có thể liên kết tất cả các khái niệm lại với nhau như đã làm với các vị tổng thống Mỹ. Để tôi giúp bạn bắt đầu, hãy sử dụng một cái cây để ghi nhớ các khái niệm quan trọng. Tại sao là một cái cây? Bởi vì đối với tôi, nó biểu thị cho sự phát triển, nó nằm trong trí nhớ dài hạn của bạn. Tưởng tượng các rễ cây đang cười và những người thông minh. Bạn có thể tưởng tượng ra Einstein đang ngồi dưới gốc cây. Tưởng tượng những đứa trẻ đang ôm thân cây, sự yêu mến của con trẻ. Và trên các cành cây, bạn có thể tưởng tượng một tổ đầy những lời chỉ trích trung thực. Bạn sẽ nhận ra chúng ta đã liên kết nối
vài từ khóa đầu tiên của hệ thống của bạn và cứ lặp lại như thế, bạn sẽ nhớ được mọi từ khóa. Nếu lựa chọn, bạn có thể tiếp tục kết nối các thông tin còn lại với lá, gai, quả hoặc công viên nơi các cây được trồng. Khi đã có được khái niệm then chốt, bạn cần phải đọc qua toàn bộ văn bản một vài lần. Các từ khóa sẽ khiến văn bản dính chặt hơn và kiến thức tiếng Anh sẽ giúp bạn ghi nhớ cú pháp. Sử dụng nguyên liệu trong cuộc sống để có thể ghi nhớ nhiều hơn. Bạn của tôi, Brinton Cavello vĩ đại, đã ghi nhớ cuốn tiểu thuyết Ông già và biển cả của Ernest Hemingway và số thứ tự của từng từ một. Ví dụ, bạn có thể hỏi từ thứ 6 và dòng của dòng 15 trong trang 8 và anh ấy có thể đọc ra. Anh ấy không học thuộc lòng mà chỉ sử dụng phương pháp tương tự như cách mà tôi đã chỉ cho bạn. Tương tự như mọi thứ trong cuộc sống, bạn sẽ cần một chút thực hành để có thể ghi nhớ văn bản dễ dàng. Khi làm chủ được nó, bạn sẽ có thể ghi nhớ từng từ một bất kỳ thông tin mà bạn cần cho công việc kinh doanh hay cuộc sống của mình. Các diễn viên cũng sử dụng thành công phương pháp này để ghi nhớ lời thoại. Khi thực sự biết thông tin, bạn có thể cảm nhận và diễn nó một cách thoải mái hơn. 2. Thuyết trình từ trí nhớ. Bộ não con người là một cơ quan tuyệt vời. Nó bắt đầu làm việc ngay từ khi bạn sinh ra và không dừng lại cho tới khi bạn đứng dậy và đưa ra một bài thuyết trình. Roger Chelsell. Bạn có thể thích xem một màn diễn thuyết mà diễn giả nhìn vào tờ giấy hay một màn hình để đọc tất cả thông tin cho bạn. Không, bạn hẳn muốn thấy một con người giao lưu qua ánh mắt và giao tiếp thoải mái. Mục đích của bất kỳ bài thuyết trình nào là làm cho khán giả của bạn hiểu, tin và hành động như những gì bạn nói. Nếu bạn là diễn giả mà còn không thể ghi nhớ nội dung của chính bạn thì làm sao khán giả ghi nhớ được? Nếu không thể ghi nhớ thì họ sẽ không tin hoặc hành động theo. Nhiều người sợ nói trước đám đông. Tôi tin rằng nỗi sợ đó liên quan phần nhiều tới nỗi sợ quên mất thông tin. Nhiều người nói, tôi có thể chẳng nói được gì. Các phương pháp mà bạn đã được học trong cuốn này sẽ giúp bạn cung cấp một giải pháp. Nếu làm việc với các phương pháp đó thì bạn sẽ không bao giờ phải câm nín nữa. Tới đây tôi đã cung cấp các bài thuyết trình và chuyên nghiệp trong 15 năm. Và thứ cuối cùng trong tâm trí tôi là nỗi sợ quên thông tin. Khi diễn thuyết, tôi sử dụng các chiến lược ghi nhớ và thông tin luôn ở đó chờ tôi nói ra. Tôi cũng có thể nhớ rõ những câu chuyện vui, các slide trình chiếu, nghiên cứu, các điểm mà người khác đã nói với tất cả những nội dung đã chuẩn bị. Tôi có thể quay trở lại bất kỳ câu hỏi nào và chắc chắn trong bài thuyết trình. Khi bạn thực sự ghi nhớ thông tin, nó sẽ xây dựng sự tự tin, giúp bạn thể hiện được bạn biết mình đang nói gì. Năng lực thuyết trình là năng lực ghi nhớ. Bạn có thể triệt tiêu nỗi sợ quên thông tin bằng cách sử dụng các phương pháp ghi nhớ như hành trình, cơ thể, chiếc xe, danh sách móc treo, vẽ những bức tranh của riêng bạn hoặc bản đồ tư duy. Hãy nắm sự chủ động và kiểm soát nội dung của bạn vì bạn sẽ trông chuyên nghiệp hơn nếu không sử dụng ghi chép. Thuyết trình bằng cách phương pháp ghi nhớ cũng giống như bạn đọc trên một máy nhắc bài từ xa. Bạn không học thuộc lòng từng từ nhưng bạn ghi nhớ cấu trúc một cách rõ ràng. Nếu không làm lay động được khán giả nào thì bạn đang không quản lý chính xác nội dung của mình. Những diễn giả vĩ đại biết rằng khán giả có xu hướng ghi nhớ những mẫu thông tin đầu tiên và cuối cùng. Do đó, họ làm phần mở đầu và kết luận thật mạnh mẽ và nổi bật. Họ tạo ra những phần giới thiệu nổi bật hơn bằng cách mở đầu với một chứng minh, câu nói, sự thật, câu trích nổi tiếng hoặc một câu chuyện đầy ý nghĩa. Họ cũng liên tục liên kết thông tin với khán giả, làm cho nó trở nên nổi bật hơn và liên tục lặp lại các điểm chính. Bạn có thể thiết kế bài thuyết trình với nguyên tắc ngang trong tâm trí. Trong một bài thuyết trình, chúng ta có xu hướng ghi nhớ N, nút khởi đầu, G, gợi liên tưởng cá nhân, A, ấn tượng, N, nút kết thúc, G, gặp đi gặp lại, thông tin được nhắc nhiều lần. Nếu sử dụng phương pháp này, bạn sẽ làm cho khán giả của mình ghi nhớ nhiều hơn, khiến cho bài thuyết trình hấp dẫn hơn. Nếu có sẵn một cấu trúc trong đầu của bạn, bạn sẽ dễ lay động khán giả hơn, trong bạn sẽ tự tin hơn và sẽ trở thành một nhà thuyết trình có sức ảnh hưởng lớn. 3. Đãng trí. Vật bị mất đi hay bạn sao nhãng, khuyết danh. Đã bao giờ bạn trải qua tình huống ngồi trong phòng và nghĩ mình sẽ làm món gà cho bữa tối? Sau đó bạn đi vào bếp và khi tới đó bạn lại nghĩ mình đang định làm gì thế nhỉ? Thậm chí bạn còn mở tủ lạnh cho rằng tủ lạnh sẽ cho bạn biết câu trả lời. Hoặc bạn đã bao giờ đổ xe rồi không thể tìm được nó khi quay trở lại? Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu mình đã uống vitamin hay uống thuốc chưa? Bạn có tức giận khi cất chìa khóa vào xe rồi không thể tìm thấy khi cần? Nếu bất cứ điều gì ở trên đã xảy ra với bạn thì cũng là bình thường thôi. Đúng thế, rất bình thường. Tất cả những điều này xảy ra là bởi tính hay quên của giống loài chúng ta.
Mọi nề nếp đôi khi tạo nên một trạng thái tự lái và chúng ta thường không chú ý vào việc đang làm. Tin vui là trong 95% thời gian bạn không đản trí. Bạn nhớ chỗ cất chìa khóa, bạn lại có thể tìm thấy xe của mình và bạn không cho quần vào tủ lạnh. Nhưng chúng ta tự vả vào mình và những sai lầm phạm phải trong 5% còn lại. Nếu bạn cứ tập trung vào những khoảnh khắc đản trí của mình thì bạn sẽ càng trở nên đản trí hơn. Hãy bắt đầu nắm ký ức về những việc đúng đắn và bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những cải thiện. Người ta ước tính rằng con người lãng phí 40 ngày mỗi năm để cố gắng ghi nhớ những điều họ đã quên. Chúng ta đang trở nên ngày càng đản trí hơn khi cố gắng đương đầu với những dòng chảy liên tục của thông tin đến từ điện thoại di động, mạng internet, radio và truyền hình. Với tất cả công nghệ và hệ thống ấy trong tay, đáng lẽ chúng ta nên cảm thấy yên bình hơn, nhưng kỳ thực dường như bận rộn hơn và áp lực hơn bao giờ hết. Kết quả là chúng ta thường xuyên cất đồ nhầm chỗ hay quên tên người khác. Chúng ta đang sống trong một ảo giác hoạt động và tâm trí luôn trạng thái bận rộn, chẳng trách chúng ta đản trí. Đưa ra những lời bao biện cho việc lơ đãng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vậy giải pháp là gì? Khi cất một món đồ nào đó như chìa khóa xe chẳng hạn, bạn cần đưa bản thân mình trở về khoảng cách thực tại. Hãy tự vấn những câu hỏi như: khi nào mình sẽ lại cần sử dụng cái này? Hoặc nhủ thầm: mình đang để chìa khóa trên bàn. Hoặc bạn có thể tưởng tượng ra cái chìa khóa đang nổ tung trên bàn. Thử nghiệm bất cứ điều gì khác để đưa bản thân trở về thực tại. Hầu hết mọi điều trong cuộc sống đều có thể giải quyết bằng một chút trách nhiệm và nhận thức. Trong chương 4, tôi đã nói về việc tập trung vào từng việc. Khi bắt đầu làm từng việc thay vì hàng trăm việc một lúc, bạn sẽ trở nên tập trung hơn. Hãy hành động ngay hôm nay, dẹp hết đống bừa bộn, hãy gọn gàng hơn, tư duy trên giấy. Như Bruce Sterling đã nói, hỗn loạn là lời biện hộ gợi tình nhất cho việc biến nhát từng được tạo ra. Việc tạo ra các hệ thống và sử dụng những vị trí theo thói quen để cất đồ đạc sẽ giúp cho bạn tiết kiệm một đống thời gian. Hãy thử cho mình một đặc ân và thôi gây sự chú ý bằng sự đản trí của mình. Tôi nghe thấy bạn phản đối, nhưng hạt có gì bạn phải kể cho người khác nghe về những sự cố này nếu bạn không để tâm đến. Hãy quyết định ngay hôm nay để dành lại cho mình sức mạnh của hiện tại và chú ý hơn trong từng khoảnh khắc. 4. Ghi nhớ các lá bài. Nếu không có phương pháp nào thì một người bình thường sẽ chỉ có thể ghi nhớ được khoảng nửa bộ bài trong vòng 30 phút nếu họ may mắn. Họ không có các phương pháp 7 tư duy. Vì vậy họ không bao giờ thực sự chắc chắn về những điều mình biết. Với phương pháp mà tôi sắp sửa chỉ ra đây, bạn sẽ có thể ghi nhớ một bộ bài bị tráo trong vòng vài phút. Với cùng phương pháp này, tôi đã ghi nhớ được một bộ bài trong 45 giây. Và chỉ cần thực hành một chút, bạn cũng sẽ có thể làm được điều tương tự. Việc ghi nhớ các lá bài mang lại nhiều lợi ích tinh thần. Đó là một cách tuyệt vời để rèn luyện trí nhớ. Nó có thể giúp bạn trong các trò chơi bài như Blackjack hay Pride. Ngoài ra, nó còn bổ sung một minh chứng tuyệt vời về sức mạnh ghi nhớ của bạn. Với những kiến thức đã được học trong cuốn sách này, giờ đây bạn biết rằng để ghi nhớ điều gì thì bạn phải thổi hồn cho nó. Vậy làm thế nào để thổi hồn cho các lá bài? Đầu tiên, chúng ta phải tạo ra một bức tranh cho mỗi lá bài. Mỗi lá bài phải có định danh của riêng nó sao cho bạn có thể phân biệt nó với các lá bài khác và sau đó đặt nó tại một địa điểm hoặc một hệ thống dài hạn. Sau đó, bạn có thể liên kết mỗi lá bài với một người mà bạn biết, hoặc có thể đặt tất cả lá rô là các nhân vật nổi tiếng, tất cả lá cơ là thành viên trong gia đình, các lá bích cho những người bạn làm việc cùng và các lá tép cho bạn bè. Đó cũng có thể là một cách tổ chức chúng. Đối với hệ thống mà tôi sử dụng, bạn cần biết đến hệ thống mã số ở chương 12. Hệ thống lá bài hoạt động cùng cách với các con số, chỉ là lần này chữ cái đầu tiên của mỗi bộ bài sẽ bắt đầu bằng tên của mỗi lá bài. Ví dụ, 3 rô sẽ là R cho chất rô và 3 M. Bổ sung thêm một nguyên âm thì bạn có rơm. Tất cả lá rô sẽ bắt đầu bằng chữ cái R, tất cả lá cơ sẽ bắt đầu bằng chữ cái C. Rồi bạn sẽ chỉ cần thêm con số chuyển đổi vào cuối lá bài. Đây là tất cả hình ảnh cho các bộ: rô, A, rét, 2, rắn, 3, rơm, 4, rủ rỉ, 5, rẫy lúa, 6, rỗi hơi, 7, rễ keo, 8, reo vui, 9, rẹp, 10, rác, 10 sẽ là không. Chi, rô, quân chi sẽ là luôn là hình ảnh của bộ. Cây, lá, với lá cây ta sử dụng cùng vần với A. Q, rì rì, với lá Q chúng ta sử dụng từ có vần gần giống. Cơ, A cột, 2 can, 3 cam, 4 co ro, 5 cà leo, 6 cá heo, 7 cá kèo, 8 cú vọ, 10 cáp, 9 cáp, 10 cốc, 10 sẽ là không.
Si, Cơ, Quân Ri sẽ luôn là hình ảnh của bộ. Cây, Cà, với lá ca ta sử dụng cùng vần. A, Kiêu, Ký, với lá kiêu ta sử dụng vần chung là ca cùng âm với C. Bích, A, Bát, 2, Bàn, 3, Bơm, 4, Bờ rào, 5, Bọ lá, 6, Bài học, 7, Bờ kè, 8, Bả vai, 9, Bắp, 10, Bắt, 10 sẽ là 0. Ri, Bích, Quân Ri sẽ luôn là hình ảnh của bộ. K, 3, với lá K ta sử dụng từ cùng vần A. Q, Bí, với lá Q ta sử dụng cùng vần, gần giống. Với con tép, tép, A, tất, 2, tiền, 3, tâm, 4, tờ rơi, 5, túi lọc, 6, tàu hỏa, 7, tự kỷ, 8, tò vò, 9, tẹp, 10, tóc, 10 sẽ là 0. Ri, tép, Quân Ri sẽ luôn là hình ảnh của bộ. Ca, tá, với lá ca ta sử dụng cùng từ vần A. Kiêu, tỷ, với lá kiêu ta sử dụng vần chung. Hãy cùng thực hành. Tưởng tượng một con cóc nhảy lên tàu hỏa và chui vào gầm bàn. Nó tìm thấy một con bọ lá đang đập cánh rì rì. Với câu chuyện ngớ ngẩn này, bạn ghi nhớ được 5 lá bài: ca tép, 4 rô, 10 cơ, 3 cơ và 7 rô. Thật dễ đúng không? Một khi đã tạo ra các hình ảnh cho mỗi lá bài, bạn sẽ phải hiểu nó. Sẽ cần một chút thời gian thực hành để các lá bài tự động chuyển thành hình ảnh. Nhưng theo thời gian nó sẽ trở thành bản năng thứ hai của bạn. Để ghi nhớ hết bộ bài đã tráo, bạn sẽ phải tạo ra một hành trình gồm 52 vị trí và lưu trữ từng ký tự lên hành trình đó. Hoặc bạn có thể liên kết các lá bài với nhau. Các phương pháp này không phải là những mẹo vặt, bạn chỉ đang sử dụng các nền tảng trí nhớ và do đó tối đa hóa tiềm năng trí nhớ của mình. Đây chính là bài tập thể hình cho trí nhớ. Bạn càng làm việc nhiều với nó thì trí nhớ tổng thể của bạn càng cải thiện. Đó là một cách tự thực hành kỹ năng mới. Tôi biết nhiều người sẽ không dành nhiều nỗ lực để ghi nhớ các lá bài, nhưng ít nhất bây giờ bạn đã biết cách. Đây chỉ là một ví dụ khác về cách ứng dụng các phương pháp này để giải quyết bất kỳ ghi nhớ nào. 5. Học bất kỳ thứ gì. Học bất kỳ điều gì mới cũng chẳng hữu ích trừ phi bạn có thể nhớ lại nó sau này. Bất kỳ thứ gì làm tăng năng lực ghi nhớ của chúng ta sẽ gia tăng thêm khả năng tiếp cận những điều học được. Richard Ritok. Chúng ta sẽ chẳng học được điều gì nếu không ghi nhớ. Càng nâng cấp trí nhớ thì bạn càng học tốt hơn. Trong tất cả các khóa học đều có những lý thuyết cần phải ghi nhớ. Càng ghi nhớ nhanh các lý thuyết thì bạn càng có thêm thời gian thực hành kiến thức. Nhiều môn học trong 2 năm đầu đại học là dựa vào hết trí nhớ. Nếu có sẵn một hệ thống ghi nhớ vững chắc, bạn sẽ thành công trong bất cứ những gì bạn còn học. Có một vài điều nên cân nhắc để củng cố hiệu quả ghi nhớ trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn. Đầu tiên, đừng bao giờ học chỉ để vượt qua các bài kiểm tra. Làm tốt bài kiểm tra và rồi quên hết sau 2 tuần thì học để làm gì? Học tập không phải là đích đến mà là một quá trình liên tục. Tất cả các sinh viên hạng A mà tôi đã phỏng vấn đều chuẩn bị và lập kế hoạch cho việc học của họ. Họ học từng chút một theo thời gian và không bị áp lực trước các kỳ thi, trông cậy hết vào sự chăm chỉ của mình. Còn tất cả những sinh viên hạng F đều dùng quá liều các loại nước tăng lực vào đêm trước kỳ thi và học gạo mọi kiến thức với hy vọng sẽ nhớ được chúng. Do đó, hãy chia nhỏ việc học và làm chủ các kiến thức theo thời gian. Trước khi học bất cứ điều gì, hãy đảm bảo rằng mình có một hình ảnh mạnh mẽ trong đầu. Xem lại chương 4 để có thêm chi tiết về nguyên tắc ảnh. Tầm nhìn sẽ xác định năng lượng mà bạn có cho việc học và bạn sẽ chăm chỉ tới mức nào. Trong học tập, những quãng ngừng nghỉ đóng vai trò rất quan trọng trong tâm trí. Ta chỉ có thể tập trung trong khoảng thời gian nhất định trước khi kém hiệu quả vì căng thẳng. Khi quay lại sau thời gian nghỉ, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và làm việc hiệu quả hơn. Sau mỗi 35 hay 40 phút nghỉ giải lao, hãy đi lại tránh xa những thứ đang làm cho trí óc nghỉ ngơi chốc lát. Hãy xem qua một lượt và phân tích tài liệu cần học, đánh dấu tất cả những chỗ cần ghi nhớ. Bất kỳ môn học nào cũng có các khái niệm xuất hiện nhiều lần, do đó hãy tạo ra các hình ảnh cho những khái niệm then chốt này và tạo ra một bộ từ vựng hình ảnh. Làm vậy sẽ giúp bạn không phải liên tục tìm kiếm các hình ảnh cho những thông tin mà bạn đã tạo ra. Sau đó hãy tạo một hệ thống ghi nhớ hiệu quả cho mỗi vùng và lưu trữ thông tin. Ghi nhớ các hệ thống và xem lại chúng một vài lần để đảm bảo rằng bạn có tất cả thông tin trong đầu. Tôi có những sinh viên sử dụng một trung tâm mua sắm để ghi nhớ toàn bộ bài giảng. Sử dụng các phương pháp được chia sẻ trong cuốn sách này sẽ giúp bạn không bao giờ phải trải qua việc không thể đưa một thông tin nào đó vào đầu một lần nữa. Bất kể thông tin cần phải học là gì thì những phương pháp này cũng có thể được điều chỉnh sao cho bạn tìm ra được một lời giải và làm cho thông tin trở nên gắn kết.
Tôi đã giúp hàng nghìn người học một loại thông tin trong trường học. Tôi đã giúp hàng nghìn viên y khoa, sinh viên luật, phi công, cảnh sát, y tá, trình dược viên, thợ mỏ, các nhà điều học, nhân viên thị trường và kỹ sư. Không có lĩnh vực nghiên cứu nào không được hưởng lợi từ các phương pháp này. Các phương pháp này không có giới hạn, có chăng chỉ là những lời bao biện và các đánh giá mà bạn dành cho chúng với trí óc đang thăng vãn của mình. Ai đó có thể nói, tôi không sáng tạo nên tôi không tạo ra các hình ảnh. Họ nói với tôi điều đó, tất cả những gì tôi nghe được là tôi lười đến mức chẳng buồn nỗ lực. Nếu bạn chọn tin vào các giới hạn thì bạn có một cuộc đời hạn chế. Phần 3. Chăm chỉ sử dụng. Các thói quen bắt đầu như những phát biểu, ý tưởng và hình ảnh vu vơ. Sau đó, từng lớp một, thông qua thực hành, chúng sẽ phát triển thành những sợi tơ nhện, thành sợi tơ cáp, hoặc trói buộc, hoặc làm vững chắc cuộc sống của chúng ta. Dennis Watley. Chương 15. Kỷ luật tự giác. Tất cả chúng ta đều thích chiến thắng, nhưng có bao nhiêu người thích luyện tập? Mark Spin, 7 huy chương vàng Olympic năm 1972. Chưa từng có một nhà vô địch thế giới nào lại vô kỷ luật. Phần thưởng luôn tỷ lệ thuận với nỗ lực của chúng ta. Đôi khi phải mất hàng năm trời tập luyện để phát triển những khả năng trong lĩnh vực mà chúng ta muốn thành công. Người ta nói rằng anh ta có năng khiếu, nhưng lại chẳng bao giờ nhìn lại xem người đó đã mất bao nhiêu thời gian tập luyện. Nếu bạn muốn làm chủ các kỹ năng được học trong cuốn sách này, hãy muốn làm chủ bất kỳ điều gì thì bạn cần kỷ luật tự giác. Kỷ luật tự giác không phải là tự ép sát, đó là việc nâng các tiêu chuẩn của bạn và cố gắng thực hiện các tiêu chuẩn đó. Nhiều người nghĩ rằng mọi thứ sẽ xuất hiện thần kỳ trong cuộc sống. Hãy nghĩ xem, mọi người muốn một hàm răng trắng khỏe nhưng lại không tự giác vệ sinh chúng. Việc đó có đắt đỏ không? Có mất nhiều thời gian không? Có khó thực hiện không? Câu trả lời là không. Làm sao họ có thể hy vọng thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống nếu không thể thay đổi chính bản thân mình? Vậy thì làm sao họ không vệ sinh răng miệng? Tôi từng đọc một bài viết bên trên CNN.com rằng có tới 59 bệnh nhân mắc chứng thiên đầu thống thường xuyên quên nhỏ mắt. Ngay cả khi việc không điều trị có thể dẫn đến mù lòa. Nếu bị thiên đầu thống, bạn có nguy cơ mất thị lực nếu không dùng thuốc nhỏ mắt. Tại sao mọi người không làm thế? Mọi người không làm thế đơn giản là do họ nghĩ rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay mà không cần phải làm gì cho nó tốt hơn. Bạn muốn điều gì? Bạn làm gì hàng ngày? Nếu hành động hàng ngày không đưa bạn theo hướng mà bạn muốn thì bạn sẽ không bao giờ có được điều mình muốn. Đây chẳng phải là hiểu biết thông thường sao? Không phải các mục tiêu của bạn là bất khả thi mà bạn không đủ kỷ luật tự giác để gắn bó với chúng. Có bốn điều then chốt để trở nên kỷ luật tự giác hơn trong cuộc sống và điều đầu tiên là 1. Thiết lập tầm nhìn. Tầm nhìn nội tại và năng lượng của bạn có liên kết với nhau. Nếu bạn dậy sớm vào buổi sáng và tập trung tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra trong ngày thì mức năng lượng của bạn sẽ thấp. Nếu thức dậy và tưởng tượng tất cả những khả năng tập trung thú vị, mọi điều tốt đẹp mà bạn có thể làm thì mức năng lượng sẽ được nâng cao. Sự chú ý của bạn ở đâu, dòng năng lượng sẽ chảy về đó. David Campbell từng nói, kỷ luật là ghi nhớ điều bạn muốn. Bạn có càng nhiều lý do để làm điều gì với bộ phim bên trong bạn sẽ càng hay hơn, và do đó sẽ tạo ra nhiều năng lượng để làm điều đó. Nếu biện hộ nhiều và lý lẽ không thỏa đáng, bạn sẽ không có kỷ luật để bắt đầu. Nếu các lý lẽ xác đáng và biện hộ ít thì bạn sẽ có rất nhiều động cơ, và các động cơ trong hành động lại tạo ra nhiều động lực. Hãy luôn tự hỏi mình muốn nó tới mức nào. Nếu bạn thực sự muốn nó thì bạn sẽ tạo ra một tầm nhìn mạnh mẽ cùng với kỷ luật tự giác để làm điều đó. 2. Ra quyết định. Tất cả thay đổi chỉ xảy ra khi bạn có một quyết định thay đổi thực sự. Khi bạn ra một quyết định thực thụ, bạn sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ khả năng nào khác. Hãy cam kết với bản thân rằng đó là cách bạn sẽ sống cuộc đời của mình. Đối với bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống, bạn phải lên lịch trình cho nó. Hãy quyết định để nó trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của bạn. 3. Ngưng lắng nghe cảm giác. Alan Turpin đã nói, kỷ luật tự giác là khả năng tự khiến mình phải làm điều phải làm vào lúc lên đàm, bất kể có muốn hay không. Khi người ta muốn bắt đầu một công việc phải hoàn thành và nói những câu như mai mình sẽ làm việc này, một vòng lặp đóng lại trong tâm trí họ và họ vui mừng tiếp tục không làm điều đó, bởi họ sẽ làm vào ngày mai. Vấn đề là khi nào ngày mai bắt đầu thì vòng lặp đó sẽ tự lặp lại. Hoặc nếu bạn nói mình chỉ đơn giản là không thích, một vòng lặp sẽ đóng lại vì bạn đã tự lừa mình với ý nghĩ rằng bạn sẽ làm khi nào thích. Những hình ảnh và tiếng nói này, những từ mà chúng ta kiểm soát sẽ tạo ra cảm giác của chúng ta. Nếu muốn làm chủ cảm xúc,
bạn hãy đọc cách kiểm soát những hình ảnh, bộ phim và tiếng nói trong tâm trí mình. Một số người nói, tôi phải lắng nghe tiếng nói nội tâm vì nó dẫn dắt trực giác của tôi. Hãy lắng nghe trực giác hoặc cảm giác của bạn khi quyết định vượt qua một chiếc xe tải trên con đường đông đúc, làm ra một quyết định quan trọng, hay liệu có nên đi vào thang máy cùng một anh chàng trông có vẻ kỳ cục. Nhưng khi bạn theo đuổi một kỷ luật thì những cảm giác này sẽ chỉ làm mọi việc khó khăn hơn. Nếu mà phải đánh răng thì bạn sẽ không cần phải thuyết phục trực giác của mình. Bạn sẽ chỉ đơn giản là làm điều đó. Khi bạn phải tập thể dục thì bạn không cần phải lắng nghe cảm giác của mình, cứ làm thôi. Như lời của William James, càng đấu tranh và tranh cãi thì ta càng xem xét lại và trì hoãn, và càng ít khả năng sẽ hành động. Hãy đặt thời gian biểu trong ngày để luyện tập trí nhớ và thực hành, bất kể bạn cảm thấy thích hay không. 4. Hành động hàng ngày. Nếu muốn phát triển một thói quen thì cách duy nhất để đạt được đó là làm nó hàng ngày. Bạn cần phải xem lại các kỹ năng mới để làm chúng. Chỉ bằng cách thực hành thường xuyên những nguyên tắc thì bạn mới có thể khiến chúng trở thành một kỹ năng. Hầu hết các nghiên cứu mà tôi học nói rằng tối đa cần 21 ngày để phát triển một thói quen mới. Nhưng nếu theo kinh nghiệm của tôi thì cần nhiều hơn thời gian thế. Một vài người nghĩ khi 21 ngày kết thúc, trí não sẽ giành quyền kiểm soát. Do đó, sau 21 ngày, họ từ bỏ và chờ bộ não làm nốt phần việc còn lại. Kỷ luật tự giác đòi hỏi bạn phải bắt đầu lại hàng ngày. Mỗi ngày là một ngày mới. Bạn không phải thực hành các kỹ năng này cho phần đời còn lại của mình, chỉ cho ngày hôm nay thôi. Tôi tin rằng cuộc đời không tưởng thưởng cho sự lười biếng. Nếu trao tay một tuần thì bạn sẽ mất khả năng sử dụng nhiều cơ bắp chính. Não bộ được tạo nên từ máu và thịt giống như phần còn lại của cơ thể. Nên nếu bạn dùng nó thì nó sẽ tiến bộ, và nếu không thì bạn sẽ đánh mất nó. Cách duy nhất để làm tốt bất kỳ điều gì là bằng kỷ luật tự giác. Hãy ghi nhớ cuộc đời chỉ tưởng thưởng cho các hành động. Chương 16. Xem lại để làm mới. Bạn cũng như tôi biết rõ ràng hoàn toàn sai khi giả định mọi chủ đề mà chúng ta từng học và làm chủ đều là tài sản tâm trí của chúng ta. Bruno Freud. Người ta ước tính rằng sau 2 năm rời trường phổ thông, một người trung bình sẽ chỉ nhớ được một lượng kiến thức tương đương 3 tuần lễ. Hãy nghĩ về điều đó trong cuộc sống của chính bạn. Bạn còn nhớ tất cả các định lý. Điều đó có nghĩa là sau 12 năm, tất cả những gì còn lại vỏn vẹn là 3 tuần lễ. Người trung bình vượt qua một bài kiểm tra ngày hôm nay sẽ không bao giờ vượt qua 9 bài kiểm tra đó sau 4 tuần. Các bài kiểm tra cuối kỳ thực sự là cuối cùng. Thí nghiệm của Spinzer cho thấy người bình thường học các tài liệu trong sách giáo khoa mà không dùng các phương pháp ghi nhớ sẽ chỉ nhớ được như sau. Sau 1 ngày 54%, sau 7 ngày 35%, sau 14 ngày 21%, sau 21 ngày 19%, sau 28 ngày 18%. Điều đó chỉ ra rằng các sinh viên bình thường chỉ ghi nhớ 18% sau 28 ngày nghỉ lễ. Tức là các giảng viên và người huấn luyện chỉ có 18% kiến thức để dựa vào đó xây dựng các kiến thức mới. Các công ty hay sinh viên bình thường mất 82% thông tin hay 82 xu của mỗi đồng đô la huấn luyện sau 28 ngày. Bất kỳ việc huấn luyện nào cũng phí thời gian, và nếu không có một quy trình xem xét lại. Nhiều người cảm thấy rằng họ không bao giờ có thể quên các thông tin mà họ học được bằng các phương pháp và hệ thống ghi nhớ. Các phương pháp ghi nhớ khiến quá trình học tập vui vẻ và hiệu quả hơn. Chúng tạo ra một ấn tượng mạnh và khác biệt với trí óc tới mức bạn phải ghi nhớ nó, và nhờ vậy nó dính chặt ở đó. Các phương pháp lưu trữ ký ức nhanh chóng trong một khoảng thời gian trung bình, nhưng để đảm bảo không tin ở lại vào trí nhớ thì bạn phải xem lại và thuật lại nó. Lý do ta xem lại để các thông tin in sâu hơn trong tâm trí mình. Cách duy nhất để có thể xây dựng trí nhớ là ta ghi nhớ nó. Trí nhớ giống như một ngân hàng, càng cho nhiều vào thì nó càng phát triển. Xem lại cũng giúp bạn ta tái tạo nhiều ký ức dài hạn hơn. Lặp lại hay học thuộc lòng, nếu không dùng các phương pháp sẽ chẳng có gì thú vị, mất thời gian và thường gây ác cảm với việc học. Ghi nhớ nên là một niềm vui, một trò chơi. Xem lại khi sử dụng các phương pháp ghi nhớ không mất nhiều thời gian. Đó chỉ là một quá trình bao gồm việc nghĩ về nó, đảm bảo các hình ảnh có đủ vững chắc và bạn có thể nhìn thấy chúng rõ ràng. Sau đó hãy nhắc lại bất kỳ thông tin nào bạn muốn gắn chặt với tâm trí của mình. Tôi phát hiện ra rằng nếu xem lại các thông tin trong một khung thời gian cụ thể thì sẽ tăng khả năng gợi nhớ. Nếu bạn lặp lại nó sau 10 phút học thì nó sẽ nằm trong trí nhớ của bạn ít nhất 1 giờ. Hãy xem lại đầu tiên luôn cần được thực hiện theo chiều ngược lại. Xem lại các hình ảnh theo chiều ngược lại giúp bạn ghi nhớ chúng hiệu quả hơn. Nếu học các khái niệm theo chiều ngược,
bạn sẽ tạo ra một ấn tượng mới trong đầu và điều này khiến cho các thông tin nổi bật hơn. Nó sẽ giúp trí nhớ dường như mạnh mẽ hơn nhiều. Một khi đã thực hiện được điều này, bạn hãy xem lại những khoảng thời gian nghỉ. Ngày 1 dài hơn, xem lại thêm 1 giờ, rồi 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày, 2 tháng, 3 tháng và sau đó nó sẽ nằm trong trí nhớ của bạn mãi mãi. Trong 72 giờ đầu tiên, các kiến thức truyền tải vào bộ nhớ sâu hơn và vững chắc hơn. Do đó, nếu sử dụng hệ thống hành trình hay lộ trình thì sau 72 giờ đầu tiên, bạn sẽ có thể tái sử dụng hành trình cho thông tin mới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ mãi mãi một thông tin nào đó thì hãy gắn cho nó một lộ trình hoặc một hệ thống riêng và xem lại thường xuyên. Xem lại cần kỷ luật nhưng nó giữ cho thông tin tươi mới trong trí óc bạn. Nó giúp cho chúng sống động, nó giúp cho chúng tỉnh táo để bạn có thể liên kết nối nhiều thông tin hơn với các thông tin có sẵn. Càng liên kết nhiều với thông tin thì đó thì nó càng thêm vững chắc. Trí óc là chiếc máy tính duy nhất trên thế giới có đặc điểm này. Bạn đưa vào càng nhiều thì nó càng giữ được nhiều hơn. Phương pháp hoàn hảo để học tập và tạo ra điều đầu tiên và cuối cùng bằng cách có thật nhiều quản nghĩ, khiến cho thông tin trở nên nổi bật, tạo ra các liên kết của riêng bạn, sử dụng các phương pháp ghi nhớ và sau đó xem lại để giữ nó sẵn sàng trong trí óc cho việc học tiếp theo. Bất kể số lần bạn ghi nhớ một thứ gì đó, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu nếu trót quên. Bạn sẽ phải dàn trải việc xem lại trong khoảng thời gian ngày càng dài hơn. Nếu xem lại thì bạn sẽ củng cố thông tin và ghi nhớ được nó. Khi xem lại, nó giúp bạn nghĩ nhiều hơn về điều đang ghi nhớ. Bằng cách nghĩ về nó, bạn cũng có thể bắt đầu thực sự hiểu nó. Việc này rất quan trọng khi ghi nhớ tên. Chỉ khi xem lại thì bạn mới ghi nhớ chúng. Nếu bạn sử dụng các thông tin thường xuyên thì tương tự như một lần xem lại. Vậy hoặc bạn sử dụng nó hoặc mất nó trong việc ghi nhớ tức thì. Bạn nên luôn sử dụng sức mạnh của việc xem lại như là đỉnh cao của học tập để ngăn chặn việc học bị bỏ sót. Chúng ta học được rằng cách duy nhất để tiến bộ là từ bỏ những ngăn cản sự tiến bộ. Do đó chúng ta phải loại bỏ những vật cản khỏi tâm trí như là những lời biện minh, những niềm tin giới hạn và học làm từng việc một. Rồi sau đó chúng ta sẽ trở nên sẵn sàng hơn để học nhiều hơn. Sau đó chúng ta học được cách cải thiện thông qua quy tắc tưởng tượng xem. Chúng ta đã học được các phương pháp ghi nhớ khác nhau, phương pháp câu chuyện liên kết, nghệ thuật trong ghi nhớ, phương pháp cơ thể và chiếc ô tô, phương pháp hành trình hay lộ trình, hệ thống móc treo, mã số và ghi nhớ tên. Các phương pháp này chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng và mức độ kỷ luật tự giác của chính bạn. Giờ đây chúng ta cũng đã biết cách để xem lại như thế nào. Hãy nhớ xem lại để làm mới. Kết thúc là hạt giống cho khởi đầu. Nếu hy vọng thu hoạch một cuộc đời đầy những thành tích vĩ đại, hãy nhớ rằng trước hết cần phải gieo những hạt giống tốt. Dennis Watley. Bạn là nguồn gốc của tất cả các ký ức của mình và bạn ghi nhớ là một sự lựa chọn. Chẳng có phép màu nào nói về việc cải thiện trí nhớ, chỉ có sự quản lý. Kỹ năng ghi nhớ là một công cụ quan trọng trong kho tàng tự cải thiện bản thân. Tôi đã đưa cho bạn nhiều công cụ nhưng hãy nhớ rằng chúng không bao gồm pin. Bạn cần phải cung cấp năng lượng cho chúng hoạt động. Những thông tin bạn nhận được sẽ thay đổi cuộc đời của bạn theo hướng tốt hơn, nên hãy sử dụng chúng. Rèn luyện trí nhớ sẽ cho phép bạn tạo ra nhiều sự chắc chắn hơn trong thông tin. Sự chắc chắn thúc đẩy sự tự tin và sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn nhanh về năng lực tuyệt vời của bạn. Brian Madden từng nói, những phương án rèn luyện tư duy là vô hạn, các thành quả là mãi mãi. Tuy nhiên rất ít người chấp nhận gian khổ để điều khiển tư duy vào các kênh sẽ giúp họ tốt hơn, mà thay vào đó phó mặc hết cho may rủi. Hôm nay bạn có hai lựa chọn. Bạn có thể làm theo lựa chọn đầu tiên, phó mặc tất cả cho số phận và làm những việc bạn luôn làm, nhưng sẽ chỉ có được những thứ bạn luôn có. Hoặc bạn có thể chấp nhận gian khổ và quyết định ngày hôm nay đi theo lựa chọn thứ hai, làm điều khác biệt để trở nên khác biệt. Hãy lấy những công cụ này, biến chúng trở thành của bạn, thực hành chăm chỉ và giải phóng năng lực trí nhớ của bản thân. Mong bạn không thể quên những điều đáng nhớ, cũng không bao giờ nhớ những điều đáng quên. Iris Bradley. Quyển sách Trí nhớ không giới hạn đến đây là hết. Rất mong các bạn nhận được nhiều bài học bổ ích và những kiến thức thật là đáng quý trong quyển sách này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ trang sách nói mỗi tuần. Xin cảm ơn.